chương 991, đạo cung họ Dương. Dương Trần nói đến đây, cũng không lại tiếp tục nói, quý người chào nói, các lão sư. Nếu như mọi người còn có bất luận cái gì nghi hoặc bất kỳ cái gì bất mãn. Hiện tại có thể nói ra, Đông ương đạo cung cần chính là đồng tâm hiệp lực. Đây không phải ai tư nhân thế lực, cũng không phải ai tư gia vườn hoa. Đây là tất cả chúng ta đạo cung. Chúng ta vì cùng một mục tiêu, cùng một cái mơ ước, tập hợp một chỗ tâm muốn hướng một chỗ làm kia mới có thể để đông ương đạo cung càng tốt hơn có chuyện mọi người không cần giấu ở trong lòng bằng không đông ương đạo cung sớm muộn sẽ nội bộ lục đục dưới đầy hơi yên tĩnh chỉ chốc lát một lát sau một vị đạo sư mở miệng nói nếu như ngày sau chúng ta muốn rời đi đông ương đạo cung sẽ có hạn chế sao dương trần cười nói đằng lão sư ngài nói đùa tất cả mọi người là tự do không có người nào hạn chế ai ở thời đại này ngài cảm thấy sẽ còn xuất hiện dạng này sự tình nếu thực như thế ngài giống một cuống họng những cái kia đỉnh phong thần vương cường già có thể giết chúng ta còn có thể làm được hạn chế tự do thân thể sự tình lại có người yếu ớt nói vậy ngươi dương trần về sau tính đạo cung lãnh đạo coi như học viên ta không có tốt nghiệp đương nhiên là học viên dương trần cười nói cái này không xung đột học viên chẳng lẽ liền không nên thành đạo cung xuất lực về sau chúng ta tại ngoại vực đoạt được cần nộp lên trên đạo cung sao lão sư nói cười đây là chính ngài vào sinh ra tử lấy được đương nhiên về chính ngài đương nhiên tận lực bán cho đạo cung đạo cung giá thu mua không thể so với đan trận liên minh thấp hiện tại đạo cung đan phường khí phường mở rộng nhu cầu cấp bách nguyên vật liệu lại có người nói ta có mấy vị tốt nghiệp học viên bây giờ muốn trả lời cung đảm nhiệm đạo sư đạo cung còn thông báo tuyển dụng sao dương trần hớn hở ra mặt nói đương nhiên có điều trước mắt đạo cung chỉ thông báo tuyển dụng chung vị thần linh cùng trở lên cảnh giới đạo sư đương nhiên nếu như là hạ vị thần linh cảnh cao đoạn trở lên tuổi không lớn lắm đạo cung cũng sẽ thông báo tuyển dụng đạo cung học phần, sẽ tiến một bước giảm xuống thu hoạch được độ khó sao, không? Bài trừ loại khả năng này, mà lại khả năng rất lớn, tại ngoại vực tàn tật hoặc là tử vong, trợ cấp sẽ có hay không có thay đổi. Dương Trần trầm giọng nói, ta hy vọng nhìn thấy chính là tương lai tàn tật hoặc là tỷ lệ tử vong sẽ tiến một bước giảm xuống. Đương nhiên, ngoại vực quá mức hung hiểm, dù ai cũng không cách nào cam đoan những cái này. Đối với tàn tật hoặc là hy sinh đạo sư cùng học viên, đạo cung sẽ chỉ càng thêm chiếu cố. Tiệt sẽ không ở phương diện này tiết kiệm tiền. Đối với hy sinh đạo sư hậu thế, đạo cung đều sẽ gấp bội chiếu cố. Đặc biệt chiêu hoặc là phá lệ trúng tuyển một nhóm học viên. Mà lại, tương lai học viên, đề nghị của ta là không đến hạ vị thần linh cảnh cao đoạn. Không vào ngoại vực, đương nhiên, bình thường một chút đặc huấn, sẽ không thiếu. Mặt khác, vì gia tăng học viên cảm giác nguy cơ, ta chuẩn bị từ sang năm lên. Đề cao cạnh tranh cơ chế. Ở cuối xe học viên một sợi nghỉ học. Dưới đài, lần nữa nhấc lên một trận ồn ào náo động. Lại một lát sau, một mực không có lên tiếng ngô phong thản nhiên nói. Nghe nói ngươi chuẩn bị cùng các đạo cung khai triển hợp tác. Cái khác các đạo cung nếu như cần đến hối đoái đông ương đạo cung tài nguyên giá cả như thế nào đi giới định đông ương đạo cung nếu như không cách nào thỏa mãn lại nên như thế nào tự xử dương trần cười nói phương diện giá tiền ta chuẩn bị cùng các đạo cung thương định học phần thống nhất chế độ thu hoạch độ khó thống nhất giá trị thống nhất đương nhiên cái khác đạo cung học viên nghĩ hối đoái đông ương đạo cung tài nguyên là cần hai lần học phần ngô phong cau mày nói liền xem như hai lần kỳ thật cũng chỉ là cùng chúng ta trước đó học phần chưa cải chế trong lúc đó giá trị tương đương kia đông ương đạo cung bên này tuyệt đối sẽ xuất hiện cung không đủ cầu hiện tượng trước sẽ áp dụng nguyên vật liệu hối đoái chế độ đàn trận liên minh sẽ không từ bỏ ý đồ người sẽ vì đông ương đạo cung đưa tới rất nhiều không tất yếu đối thủ đạo cung thực lực cũng không sợ bọn hắn người cảm thấy cái khác đạo cung sẽ tận tâm tận lực đương nhiên đều chiếm được lợi ích hình thành mới lợi ích thể cộng đồng vì sao sẽ không mà lại ta cũng không phải một lần tính toàn bộ đều bao quát đi vào trước chỉ là một hai nhà đông ương đạo cung áp lực sẽ rất lớn không có áp lực ở đâu ra động lực đắn đo do dự kia cái gì sự tình đều không có cách nào làm đương nhiên ta cũng biết cung chủ sầu lo thật đến cần phải trước mắt ta sẽ đứng ra gánh chịu trách nhiệm lớn không được ta tiến ngoại vực tránh một chút, trở ra, ta cũng muốn nhìn xem. Ai tới tìm ta Dương Trần vấn trách? Dương Trần lời nói này ăn nói mạnh mẽ, nghe không ít người nhiệt huyết sôi trào, ngô phong. Giờ phút này không có lại nói tiếp, bỗng nhiên chỉ chốc lát, quan vô cực nói khẽ. Chư vị còn có ý kiến sao, dưới đài, không có thanh âm, đã. Không có, vậy liền như thế định đi. Quan vô cực đứng lên, cười nhạt nói, chư vị yên tâm ta cùng cung chủ cùng lưu cung chủ đều sẽ nhìn chằm chằm vào đông ương đạo cung. Sẽ chỉ càng tốt hơn. Dương Trần cũng cười nói, còn mời chư vị lão sư giám sát, phàm là có bất cứ ý kiến gì. Đều có thể tùy thời nói ra, có thì đổi chi không thì thêm miễn, chúng ta dù sao còn trẻ. Có chút sự tình cũng có cân nhắc không chu toàn địa phương. Dưới đài, tân vòng ngáp một cái nói, đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ xoắn suýt chuyện này để làm gì, kia cái gì thiên địa chi lực tu luyện thất. Mau chóng lấy ra, thật có lý cũng thản nhiên nói, ai ngờ lý đạo cung ta mặc kệ. Chỉ cần không cắt xén phúc của chúng ta lợi, cái khác tùy ý. Lưu Dơ Cao cũng mở miệng nói, chỉ cần các học viên thực lực càng ngày càng mạnh. Tỷ số thương vong càng ngày càng thấp, ta cũng không có ý kiến, hi. Vọng đạo cung đối xử như nhau, đối ta đan đường không còn khác nhau đối đại, khí đường cũng chỉ có yêu cầu này hy vọng mau chóng tăng thêm một chút đạo sư danh ngạch trước mắt dạy học phương diện chúng ta áp lực rất lớn các viện đường chủ hạ vị thần vương đạo sư nhao nhao mở miệng cái khác tu vi đạo sư đều không có lại nói cái gì không quan tâm ai trưởng quản đạo cung tự thân đãi ngộ không bị ảnh hưởng các học viên cơ hội càng nhiều vậy liền không có vấn đề dương trần từng cái nhận lời vẻ mặt tươi cười rất nhanh tuyên bố tan họp. Sự tình, so tưởng tượng muốn đơn giản, các cái khác người đi, sau một khác. Dương Trần bỗng nhiên nằm trên đất. Ngô Phong u lãnh mà nhìn xem hắn, nói khẽ, tiểu tử, đạo cung ngươi có thể quản, nhưng là... Người ghi nhớ, một khi đạo cung xuất hiện bất kỳ biến cố. Người đều cần gánh chịu hết thầy trách nhiệm, những... Người khác thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ai tiến lên hỗ trợ. Tân vòng đều giả vờ như không nhìn thấy. Ngô Phong hiện tại trong lòng đại khái là nghẹn lửa vạn phần, không nhường nữa Ngô Phong xả. Giận, nghẹn điên một vị thượng vị thần vương làm sao bây giờ, về phần Dương Trần. Bị đánh tính là gì? Dương Trần cũng không thèm để ý, nằm dạp trên mặt đất không có hình tượng chút nào. nhếch miệng cười nói, cung chủ yên tâm, điểm ấy gánh chịu ta vẫn phải có. Đạo cung thật muốn ra vấn đề gì, ta một mình gánh chịu. Bất quá, liền cùng ta nói như vậy, ta tiên tiến ngoại vực tránh đầu gió, ta trở ra, khi dễ ta người. Đều muốn bọn hắn đẹp mắt. Lời này, nói nghiến răng nghiến lợi, lão ngô, hôm nay ngươi ép ta nằm sấp không dậy nổi. Ngày mai, ta đánh ngươi mặt mũi bầm dập, ngô phong khóe miệng có chút run rẩy. Linh hồn chi lực hơi tăng lớn cường độ, người nào đó bị ép dần dần lâm vào lòng đất người đi tiểu tử thật là gan lúc này còn uy hát yêu ta hắn mà lại nghe tiểu tử này ý tứ ngoại vực là nhà hắn người khác đều đem ngoại vực làm tuyệt địa hắn đem ngoại vực làm chỗ tránh nạn rất có thể ngô phong không có nói thêm nữa quay người rời đi hắn vừa đi dương trần từ lòng đất nhảy ra nhếch miệng cười nói sau ngày hôm nay đông ương đạo cung sửa họ dương tân vòng mấy người coi như không nghe thấy vừa mới chuẩn bị rời đi lưu dơ cao khóe miệng giật một cái. Luôn cảm giác mình lần này chưa chắc là làm chuyện tốt. Tên tiểu hỗn đản này, thật có thể đem đông ương đạo cung làm tốt hơn, đám người nhao nhao rời. Đi, tâm tình đều có chút nói không nên lời phức tạp. chương 992, đứng quầy. Nói là đông ương chiến đoàn cùng đạo cung cao tầng cộng trị. Nhưng trên thực tế, đạo cung cao tầng mọi người khác trước mắt đều từ bỏ quản lý suy nghĩ. Đông ương đạo cung, bây giờ thật thành dương trần độc đoán, hy vọng chúng ta là đúng. Giờ khác này, không ít người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ như vậy, dù là tân vòng. Nhìn xem Dương Trần cười đùa tí từng biểu lộ, đều có chút không quá yên tâm. Thiếu chủ vẫn chưa tới 30 đâu. Trung Quy là người trẻ tuổi, hy. Vọng về sau thấy lão chủ nhân, sẽ không đánh chết ta. Tân vòng có chút không quá xác định, nghĩ nghĩ khả năng không thấp mà Đông Ương Đạo Cung học viên giờ phút này. Khoảng cách giới thứ hai cửu châu Đạo Cung Đại hội võ đi qua còn không có mấy ngày. Bọn hắn còn đắm chìm trong đoạt được Đạo Cung thứ nhất trong vui sướng. Không có mấy người biết tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Phát sinh rất nhiều rất nhiều biến hóa, cứ việc rất nhiều người không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nương theo lấy mấy hạng thông báo cùng bổ nhiệm hạ đạt các học viên vẫn là cảm nhận được một số khác biệt. Thứ nhất, chiến đường phó đường chủ tân vòng, chính thức đảm nhiệm chiến đường đường chủ. Phó cung chủ quan vô cực từ nhiệm chiến đường đường chủ kiêm chức. Thứ hai, đông ương chiến đoàn đoàn trưởng Dương Trần, kiêm nhiệm đạo cung quản lý chấp sự. Thứ ba, tăng thêm thật có lý đạo sư vì chiến đường phó đường chủ, cái này ba đầu chức vụ biến. Động để người nhìn hoa mắt thậm chí có chút trợn mắt hốc mồm. Đạo cung quản lý chấp sự đây là chức vụ gì, trước kia đều không có, hơn nữa. Còn là từ một học viên đảm nhiệm, hiếm thấy, chẳng phải là nói. Dương Trần lấy học viên thân phận, tiến vào đạo cung cao tầng, mặc dù vẫn là học viên. Nhưng có thể xưng phải một tiếng nói cung lãnh đạo. Đạo cung quản lý chấp sự, đồng ương chiến đoàn, ngô chấn khải trợn mắt hóc. Mồm, còn có cái này chiêu, đây là. Thật đoạt quyền thành công rồi, đây coi là cái gì? ngô trấn khải cảm thấy mình cần xử lý mạch suy nghĩ làm sao bỗng nhiên biến thành dạng này rồi thời khắc này đông ương chiến đoàn còn tại lưu thủ chung vị thần linh vũ giả chỉ có lăng thống cùng nguyên đại cường hai người lăng thống thấy ngô trấn khải mặt mũi tràn đầy ngốc trệ thực sự có chút nhịn không được không biết là cười trên nỗi đau của người khác vẫn là khác nở nụ cười nói ngô trấn khải hiện tại đông ương đạo cung cũng không phải trước kia đông ương đạo cung Nhớ ngày đó, Ngô Trấn cai đô phách lối A, hắn làm đoàn trưởng thời điểm. Tiểu tử này không có việc gì tìm hắn để gây sự. Không có việc gì muốn cùng hắn đơn đấu, hiện tại thế nào, ỉu xìu đi, tìm Dương Trần đi đơn đấu. A, à, tiếp tục làm đau đầu A, đánh không chết ngươi, lăng thống lúc trước cùng Ngô Trấn khải giao thủ. Đó là thật nương tay, nhưng Ngô Trấn khải tìm Dương Trần phiền phức. Dương Trần có thể đánh hắn kêu cha gọi mẹ ngô trấn khải sắc mặt không ngừng thay đổi bỗng nhiên khẽ nói quan ta chuyện gì dù sao ta ngựa muốn tốt nghiệp không quan trọng lăng thống liếc mắt nhìn hắn cười nhạt nói ngô trấn khải coi như tốt nghiệp người xác định người muốn đi nói nhảm khẳng định đi ngô trấn khải không chút do dự trả lời lăng thống khẽ cười nói ta nghe nói đạo cung đạo sư phúc lợi tăng lên ba thành đây là cơ sở phúc lợi thần tinh thất thần thức tu luyện thất thiên địa chi lực tu luyện thất những cái này công trình, bên ngoài cũng không nhiều. Cho dù có, đến phiên ngươi. Còn có, đông ương đạo cung đan dược, linh khí, võ kỹ thần thông. Bí thuật cái này một loạt đồ vật đều là rẻ nhất, ngươi ra đạo cung. Cũng không có tư cách lại trả lời cung hối đoái những tài nguyên này. Ngô Trấn Khải biến sắc lại biến, những vật này, bên ngoài có. Nhưng giá cả đều không rẻ, cho dù là cửu châu cao tầng, võ đạo liên minh, trận đạo liên minh những địa phương này tài nguyên kỳ thật cũng tiện nghi đều là giá vốn mấu chốt là có hạn ngạch cửu châu cao tầng sẽ không làm cho tất cả mọi người vô hạn độ đi dùng giá vốn cầm tới những vật này theo tu vi chức cấp khác biệt mỗi tháng hối đoái hạn mức đều là có hạn mà đông ương đạo cung chỉ cần ngươi có học phần kia không tồn tại hạn ngạch dạng này thuyết pháp giống thần tinh thất chỗ như vậy ngô trấn phải học phần nhiều có thể làm khách sạn ở, nhưng đến ngoại giới, kia không giống, hắn có tiền nữa. Lấy hắn chung vị thần linh thực lực. Mỗi tháng cho hắn tu luyện 10 canh giờ cho ăn bể bụng, thực sự là quá nhiều người. Mọi người phải thay phiên tới. Trong lòng nghĩ đến những cái này, ngô chấn khải miệng lại là khẽ nói. Có gì đặc biệt hơn người, chờ ta đến thần vương cảnh, ta muốn đi đâu đi đâu. Mà lại đến lúc đó những đồ chơi này đối ta cũng vô dụng lăng thống gặp hắn miệng không sợ cười cực kỳ sán lạn gật đầu nói cũng tốt người lưu tại đạo cung ta còn thực sự đau đầu người đi cũng tốt về sau đông ương đạo cung tập tục đều tốt hơn nhiều xéo đi ngô trấn khải mắng một tiếng thẹn quá thành giận nói ngươi chớ chọc ta ta lập tức chung vị thần linh đỉnh phong có tin ta hay không đánh ngươi lần này hạ ngoại vực hắn đã hấp thu không ít thần tinh Khoảng cách trung vị thần linh đỉnh phong không xa. Lại thêm nữa trước đại hội võ cầm một nghìn học phần. Cùng từ ngoại vực mang về đồ vật đổi tiếp cận bốn nghìn học phần, hắn giờ phút này. Cũng coi là có chút lợi nhuận, thân ra tiếp cận năm nghìn học phần người. Lại đi thần tinh thất, ở tầm vài ngày. Trung vị thần linh đỉnh phong hẳn là không sai biệt lắm, có thể tới, lăng thống vẫn lạnh nhạt như. Cũ, cười nhạt nói, ta hẳn là cũng kém không nhiều, cùng dai cũng treo lên đánh ngươi ngô trấn khải xem thường một tiếng lăng thống cười không nói ngông cuồng ra hòa thật sự cho rằng ngươi có thể đánh được ta bất quá hắn cũng không thèm để ý ngô trấn khải tiếp tục phách lối tốt sớm muộn sẽ bị thu thập mệnh một ngày này nghị luận không chỉ ngô trấn khải mấy người cũng không chỉ đông ương đạo cung học viên bao quát đạo cung bên ngoài cũng không ít người nghị luận ầm ĩ đông ương đạo cung dương trần năm hai học viên chẳng những đảm nhiệm đông ương đạo cung chiến đoàn đoàn trường. Bây giờ còn tiến vào đạo cung cao tầng, tín hiệu này. Kỳ thật có chút ý vị sâu xa, dương trần lưu đạo cung xác suất cực lớn. Không chỉ là lưu đạo cung đơn giản như vậy, hiện tại là đạo cung quản lý chấp sự. Vậy sau này đâu mà lại đông ương đạo cung tân vòng tiến vào thượng vị thần vương? Cũng làm cho không ít người rung động, bất quá. Tân vòng không có tiên dương, ngược lại là có chút khiêm tốn dưới tình huống bình thường đột phá đến thượng vị thần vương cảnh dù là bản nhân lại điệu thấp cửu châu cao tầng cũng sẽ chuyên môn phái người đến ăn mừng còn có chúc mừng nhân loại thực lực tăng trưởng ý tứ ở bên trong mỗi một vị thượng vị thần vương cường người đều là nhân loại trụ cột thượng vị thần vương cùng thượng vị thần vương trở xuống thực lực sai biệt cực lớn ngoại giới nghị luận ầm ĩ đạo cung bên trong tân vòng lại là thở dài thở ngắn không phải không tiên dương là không dám tiên dương mất mặt a à, hiện tại khoác lác thổi ra đi hắn tân vòng là thượng vị thần vương nhưng mấu chốt là hắn không phải a à, một cái linh hồn chi lực đều không có đạt tới ngoại phóng cảnh giới thượng vị thần vương thần tinh trong phòng tân vòng liếc dương trần một chút thở dài nói tiểu tử châu là thổi ra đi nhưng sớm muộn sẽ bị đâm thủng lão tử mất mặt ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua Dương Trần khẽ cười nói, gấp cái gì, chuyện sớm hay muộn. Ngài hiện tại chân nguyên cường đại đến cực hạn, uẩn dưỡng linh hồn tốc độ cũng cực nhanh. Linh hồn triệt để khôi phục về sau, linh hồn chi lực khoảng cách ngoại phóng cũng nhanh. Lại đi thần thức tu luyện thất đợi một thời gian ngắn. Linh hồn chi lực cụ hiện còn không phải ba hai một sự tình. Nói đơn giản, tân vòng hư một tiếng, thật muốn nhẹ nhàng như vậy. Kia tốt, Dương Trần không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía một bên Tống Thanh Thư. Cười tủm tỉm nói, "Tống lão sư, thần tàng chi môn, triệt để phong bế rồi." Tống Thanh Thư, trước đó vài ngày đột phá đến hạ vị thần vương, nhớ ngày đó. "Lão Tống thế nhưng là rất đắc ý, Dương Trần đột phá trung vị thần linh thời điểm." "Lão Tống thế nhưng là nói cho hắn, lão tử hạ vị thần vương, hiện tại" Tống Thanh Thư sắc mặt đen nhánh, dầu dĩ nói, liên quan gì đến ngươi, lão? Tử còn tại hạ vị thần vương sơ đoạn, làm sao rồi? Không phục, hạ vị thần vương cảnh, nào có dễ dàng như vậy đột phá? Thần tàng chi môn phong bế, không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hắn tòa thứ nhất thần tàng hư cửa. Đến bây giờ mới phong bế một phần ba không đến, nghĩ đạt tới hạ vị thần vương trung đoạn. Không có một hai năm, kia là đừng hy vọng về phần thần tàng chi môn ba phiến hư cửa toàn bộ phong bế đặt tới hạ vị thần vương đỉnh phong. Chấm chấm, lão tống vốn chỉ muốn 10 năm khoảng chừng hẳn là không sai biệt lắm. Sau đó là xem vận khí cùng cơ duyên. Đời này có thể không thể tiến vào trung vị thần vương cảnh. Kia thật là nói không chính xác sự tình. Dương Trần cười tủm tỉm nói, tống lão sư lời nói này, làm đạo cung quản lý chấp sự. Ta quan tâm một chút tống lão sư kia là hẳn là. Mặt khác tống lão sư tại thần tinh thất đợi cũng có nhiều năm. Cân nhắc qua thay cái công việc hoàn cảnh sao? Tống thanh thư không lên tiếng, ánh mắt lại là sắc bén, tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm gì, chấp. Sự này đường, còn giống như thiếu cái chạm quầy hàng. mươi 993, cưỡng ép tấn thăng. Cốt, ông đây mặc kệ, tống thanh thư giận dữ. Lão tử muốn chém chết ngươi, chấp sự đường ngược lại không có gì. Nhưng đứng quẩy, ngươi để lão tử đi làm cái này, tin hay không chém chết ngươi. Dương Trần nghiêm mặt nói, lão sư, cái gọi là công việc không cao thấp phân biệt giàu nghèo. Tất cả mọi người là vì Đông Ương Đạo Cung phục vụ, ngài tại sao có thể như vậy chứ, Tống. Thanh thư hừ một tiếng, thiếu nói nhảm, dù sao là không làm. Lão sư, thật không đi. Đi, có thể đi thiên địa chi lực tu luyện thất nhiều tu luyện mấy giờ. Tống Thanh thư tiếp tục giữ yên lặng, tiền lương đãi ngộ kỳ thật không thể so hiện tại tranh lệch còn có ngoài định mức phụ cấp nghe nói bên kia còn có không ít mỹ nữ ngươi lại nói nhảm ta quyết đấu với ngươi tống thanh thư mặt mũi tràn đầy không tốt ngươi coi ta ngốc chấp sự đường bên kia ở đâu ra mỹ nữ lại nói đạo cung liền mấy cái kia dáng dấp còn hơi không có trở ngại mỹ nữ đạo sư nhưng cả đám đều có chủ một bên tân vòng châm ngòi nói tiểu tống là gia môn đừng chỉ nói không luyện chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn? Hắn mới lên vị thần linh cảnh, sợ cái gì, cùng hắn quyết đấu. Ta cho các ngươi làm trọng tài. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tân vòng hiện tại cũng muốn đánh Dương Trần. Là không tốt lắm ý tư xuống tay, tiểu tử này, nói thế nào cũng cứu cái mạng già của mình. Tống Thanh Thư tiếp tục bảo trì mặt đen, đông ương đạo cung biến. Rốt cuộc không phải mình ấn tượng cái kia hòa bình hữu ái đông ương đạo cung, tân vòng cũng làm. Đường chủ, thật có lý cũng thành phó đường chủ. Dương Trần cái này hỗn đản, hoàn thành quản lý chấp sự, hắn hiện tại rất bi quan. Đông ương đạo cung, sẽ đi hướng cái dạng gì không biết phương hướng, mấy người chính tán gẫu. Thật có lý đến, thời khắc này thật có lý, thần tình nghiêm túc, sau lưng. Tóc trắng ngô phong cũng im lặng không lên tiếng cùng theo đến, cung chủ, nhìn. Thấy ngô phong, tống thanh thư đều nhanh rơi lệ, ngày cuối cùng đến bây giờ đông ương đạo cung biến thiên trước kia còn cảm thấy ngô phong âm hiểm bây giờ suy nghĩ một chút lại thế nào không đáng tin cậy giống như cũng dương trần đáng tin cậy điểm ngô phong khẽ gật đầu cũng không nhiều lời về phần tống thanh thư ủy khuất cùng nương môn ngô phong cũng lười truy vấn xảy ra chuyện gì quen thuộc tốt không cùng tống thanh thư nhiều lời ngô phong nhìn về phía dương trần trầm giọng nói phiền phức một thượng vị thần vương cảnh đối một thượng vị thần linh cảnh học sinh khách khí như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy dương trần mặc dù ghi lại nhỏ sổ sách sớm muộn đánh lão ngô dừng lại giờ phút này cũng vội vàng khom người cười nói cùng chủ cũng đừng khách khí lão sư sự tình đó là của ta sự tình một điểm mệnh sữa mà thôi hắn mới nói được cái này thật có lý nghiêng đầu nói đợi chút nữa ta nếm thử tấn thăng võ đế chi tâm người nhớ kỹ một mực để năng lượng ở vào đầy hai trạng thái dương trần sắc mặt cứng đờ cười khan nói cái kia lão sư nhiều như vậy ngài nếu là tiêu tốn thời gian dài cái này thật có lý mắt điếc tai ngơ kia chuyện không liên quan đến ta người biến cũng phải biến ra dương trần vẻ mặt cầu xin ta thật không có nhiều như vậy thật có lý cũng mặc kệ hắn hít sâu một tiếng tiếp lấy cất bước đi vào tận cùng bên trong nhất tu luyện thất, Tống Thanh thư vội vàng đem vách tường trong suốt hóa, tiếp lấy lại thao tác một chút bàn làm việc. Đợi chút nữa, thật đường chủ cưỡng ép tấn thăng võ thần chi tâm. Cần đại lượng năng lượng bổ sung, ngươi trực tiếp đem mệnh sữa đổ vào trong này đi. Tu luyện thất có thể để năng lượng không tràn lan. Tống Thanh thư giải thích vài câu, một bên Ngô Phong hít sâu một hơi, bật hơi nói: có lý linh hồn chi lực bây giờ vượt qua 900 chấn, chân nguyên cũng sớm đạt tới cực hạn. Có thể nói, nàng tại hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong, chạy tới cực hạn. Dưới tình huống bình thường, đến mức này, sớm hoàn thành võ đế chi tâm đến võ thần chi tâm lột xác. Hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong võ giả, linh hồn chi lực đạt tới ngoại phóng tình trạng. Chân nguyên lực lượng đạt tới cực hạn, võ đế chi tâm lột xác tấn thăng mặc dù có chút độ khó thế nhưng không phải quá khó thật có lý ngược lại tốt linh hồn chi lực đều nhanh đến cụ hiện tình trạng thế mà đều không hoàn thành võ thần chi tâm dương trần có chút cau mày nói cưỡng ép tấn thăng nguy hiểm không nhỏ a à. ngô phong gật đầu nói nguy hiểm là khẳng định trong nội tâm nàng có khảm mỗi lần nếm thử tấn thăng linh hồn đều sẽ xuất hiện chưa vững chắc tình huống bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng mệnh sữa có thể giúp nàng vững chắc linh hồn thật có lý thiếu kỳ thật không phải năng lượng chân chính thiếu hụt vẫn là bắt nguồn từ chính nàng dương trần không nói gì thêm nữa giờ phút này trong phòng thật có lý sắc mặt trịnh trọng bắt đầu phóng thích linh hồn của mình lực lượng đón lấy thật có dùng thuốc lưu thông khí huyết thế biến đổi chân nguyên nháy mắt phóng thích dù là cách năng lượng che đậy tu luyện thất dương trần đều có thể cảm nhận được nàng chân nguyên hùng hậu đến cực điểm vô hình linh hồn chi lực dương trần cùng ngô phong đều có thể cảm thụ rõ ràng giờ phút này thật có lý đã thử nghiệm linh hồn chi lực dung nhập chân nguyên chuyển đổi thành thiên địa chi lực dương trần chăm chú nhìn một hồi thật có lý linh hồn chi lực cùng chân nguyên lực lượng bắt đầu tiếp xúc cũng bắt đầu tiến hành dung hợp nhưng nhìn một chút dương trần phát hiện không ổn hai cái này chưa từng xuất hiện dung hợp dấu hiệu ngược lại là phân biệt rõ ràng Linh hồn chi lực vừa tiến vào chân nguyên lực lượng phạm vi, đem chân nguyên lực lượng cho gạt ra, sau một khắc, một vòng ánh sáng từ thật có lý thân dần hiện ra tới. Kia là nàng dung hợp thần kiều, không có thời gian suy nghĩ nhiều, rất nhanh, màu đỏ vòng sáng. Nó xuất hiện một đoạn ngắn trong suốt. Đó là linh hồn lực lượng tại dung hợp thần kiều bên trong dung nhập chân nguyên lực lượng. Lại là phân biệt rõ ràng, chưa từng xuất hiện dung hợp tình huống. Điểm này, cùng Dương Trần khác biệt, Dương Trần linh hồn chi lực cùng chân nguyên lực lượng tiến. Vào thần kiều, rất nhanh xuất hiện dung hợp, thật có lý hết lần này đến lần khác không có. Đây thật ra là cực kỳ đặc thù. Cùng lúc đó, thật có lý thức hải cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Võ đế chi tâm dường như muốn từ linh hồn tinh thể bên trên tách ra ngoài. Hiển hách lóe sáng, cho ta hợp gầm lên giận dữ từ tu luyện thất truyền ra, giờ phút này thật có lý đầu đầy mồ hôi. Cũng đầy mặt phẫn nộ cùng không cam lòng, vì cái gì không được, vì cái gì còn không được, người. Khác đều có thể, nàng vì cái gì không thể. Nàng chỉ là muốn tiến vào chung vị thần vương cảnh, vì cái gì khó như vậy. Nàng võ đế chi tâm vì sao chính là không cách nào lột xác. Linh hồn chi lực của hắn cùng chân nguyên lực lượng tại hạ vị thần vương cảnh bên trong tuyệt đối là cường đại đến cực hạn một loại người vì cái gì hết lần này tới lần khác không cách nào dung hợp thượng thiên đối nàng sao mà bất công cho nàng hy vọng vì cái gì hết lần này tới lần khác lại đoạn mất hy vọng của nàng ông dung động tiếng vang lên giờ phút này thật có lý dung hợp thần kiều đỏ trắng giao thế linh hồn chi lực cùng chân nguyên lực lượng tại thần kiều bên trong kịch liệt va chạm chói mắt thần kiều, đều đã bắt đầu xuất hiện dạn nứt dấu hiệu, cùng lúc đó. Thật có lý thức hải chấn động mãnh liệt lên, dường như có sụp đổ thúc đẩy, nhanh, ngô. Phong một mặt khẩn trương, khẽ quát một tiếng. Dương Trần cũng không chậm trễ, giờ phút này tay đã xuất hiện một cái như thủy tinh bình nhỏ. Cái bình này vẫn là tân vòng cho hắn, cũng là thế lực lớn đặc sản. Cùng tu luyện thất vách tường chất liệu là đồng dạng, có thể để năng lượng không còn tràn lan. Dương Trần mở ra nắp bình, cấp tốc hướng lỗ thủng đổ vào một chút mệnh sữa, vừa đổ vào. Tu luyện thất đỉnh, bắt đầu có lượng lớn năng lượng thẩm thấu ra. Tại trong phòng tu luyện tràn lan mở. Ngay tại dạng nứt thần kiều, tiếp xúc đến cái này năng lượng, bắt đầu chậm chạp tu bổ. Dạng nứt tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Nó năng lượng của hắn, cũng bị thật có lý hấp thu, liền thức hải thức hải chấn động cũng chầm chậm hòa hoãn lại, vừa mới mặt mũi tràn đầy đại hãn thật có lý. Thần sắc không còn giữ tợn, nhẹ nhõm rất nhiều. Chương 994, vỡ nát dẹp đi. Nhưng mà tình huống như vậy không thể duy trì bao lâu, trong phòng tu luyện. Nồng độ năng lượng dần dần giảm xuống. Mà thần kiều bên trong hai cỗ lực lượng còn tại va chạm nhau. Thần kiều xuất hiện lần nữa, dạn nứt, tiếp tục, ngô, phong khẩn trương nhìn xem trong phòng thấy năng lượng giảm xuống lần nữa quát khẽ dương trần khẽ nhả một hơi tiếp tục bắt đầu đổ vào mệnh sữa tại tu luyện thất mệnh sữa có thể đạt được trình độ lớn nhất lợi dụng tân vòng lúc trước nếu là tại trong phòng tu luyện nuốt mệnh sữa căn bản không dùng đến nhiều như vậy một phần mười đều chưa hẳn có thể dùng đến dương trần một bên nhức nhối đổ vào vừa nghĩ cái này sự tính Đến bây giờ đều có chút đau lòng, lúc trước lãng phí rất rất nhiều, tiếp. Tục, Dương Trần sắc mặt biến hóa, hắn tổng cộng cũng 200 tiền trái phải mệnh sữa, giờ phút này. Đã ngược lại không sai biệt lắm có 100 tiền, nhưng trong phòng thật có lý. Vẫn như cũ không cách nào hoàn thành dung hợp, lúc này tất cả mọi người hơi khẩn trương lên. Thật có lý tấn thăng con đường, đi thật nhiều gian nan, linh hồn cũng bắt đầu chưa vững chắc. Thần Kiều đã xuất hiện co vào trạng thái, không dám chậm trễ, Dương Trần lần nữa đổ vào. Mỗi lần, đại khái đều là 20 tiền lượng. Mệnh sữa một tiền có lẽ chỉ tương đương với 5 tiền trung phẩm thần tinh. Nhưng ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng một loại nào đó thần bí năng lực. Lại là thần tinh không cụ bị, giá trị thực sự. Cũng không phải mặt chữ 5 lần giá trị có thể đại biểu. Lần này, tiêu hao càng nhanh, bởi vì chẳng những muốn tu bổ thần Kiều, còn muốn trợ giúp thật có lý vững chắc thức hải linh hồn, không bao lâu công phu. Tiếp tục thanh âm vang lên lần nữa, Dương Trần cắn răng một cái, lần nữa đổ vào. Không được nữa, lần này uổng phí nhiều như vậy mệnh sữa. Dương Trần đầy mắt bất đắc dĩ, trong phòng tu luyện. Thật có lý cũng có chút điên cuồng, vì cái gì, ta không cam tâm, kết. Rất, nhỏ tiếng vỡ vụn, thế mà từ trong phòng truyền ra ngô phong sắc mặt đại biến tân vòng cũng chợt quát lên đừng làm loạn lão sư đừng nóng vội đừng nóng vội mệnh sữa nhiều nữa đâu từ từ sẽ đến từ từ sẽ đến dương trần cũng vội vàng giống một câu thật có lý kém chút vỡ nát mình thần kiều quá xúc động trong phòng tu luyện thật có lý thần trí thanh minh một chút cắn chặt hàm răng linh hồn chi lực lượng lớn phóng thích đã để nàng thất khiếu đều xuất hiện nhỏ xíu vết máu lão sư đừng nóng vội a à linh hy nói muốn nhận ngươi làm cạn nương ba dương trần vừa giống xong ngô phong cho hắn một bàn tay thấp trách mắng đừng thêm phiền dương trần một mặt phiền muộn giải thích nói lão sư rất thích linh hy nói linh hy cùng sư tỷ ta có điểm giống sao ngô phong có chút nhíu mày không có phản ứng hắn lại giống đó cũng là nữ nhi của người khác trong phòng thật có lý không biết có nghe hay không gặp còn tại cưỡng ép tấn thăng võ thần chi tâm đồng thời còn tại cưỡng ép dung hợp linh hồn chi lực cùng chân nguyên. Dương Trần một mặt bất đắc dĩ, cũng không cần Ngô Phong nói, tiếp tục đổ vào mệnh sữa. Giờ phút này, bình nhỏ bên trong còn lại cũng chưa tới 30 tiền, lão. Sư, ta đều lên vị thần linh cảnh, đỉnh phong thần vương cũng cái này một hai năm sự tình. Sớm muộn giúp ngài làm thịt bá đông thành chủ. Thật ta tốc độ tu luyện ngài còn không biết. Hạ vị thần vương cảnh sắp đến A, Phong bế thần tàng chi môn, ta nói không chừng trực tiếp thượng vị thần vương cảnh. Thật nhiều nhanh, ngậm miệng, ngoài, phòng, mấy người đồng thời quát khẽ, nhà, người đang thắt tâm, biết sao. Đâm vẫn là tất cả mọi người, trong phòng, thật có lý sắc mặt cũng có chút biến hóa. Đại khái là bị quấn tới, Dương Trần nói. Tốt có đạo lý, tên tiểu hỗn đản này, nói không chừng thật nhiều nhanh lên vị thần vương cảnh. Dương Trần cảm thấy vẫn còn có chút hiệu quả, thấy thế lại hô ta trung vị thần linh cảnh bắt đầu trượt đỉnh phong thần vương đến trung vị thần vương cảnh hố chết mấy cái đỉnh phong thần vương rất dễ dàng ngài nếu là còn không thoải mái đến lúc đó ta giúp ngài đánh cung chủ dừng lại thấy ngô phong nhìn xem mình dương trần nhỏ giọng nói ta tại trấn an lão sư đâu thật có lý tưởng làm thịt bá đông thành chủ không giả nhưng muốn nói không hận ngô phong kia không có khả năng Nàng vẫn luôn cảm thấy là Ngô Phong sai, không nên mang nữ nhi tiến ngoại vực. Lại càng không nên không thể kéo lấy bá đông thành chủ, những người khác chết rồi. Nếu không tàn, Ngô Phong không có việc gì, cái này khiến thật có lý càng thêm phẫn nộ. Ngô Phong thật muốn chết tàn, kia thật có lý sẽ không hận hắn, thật muốn tàn. Chỉ sợ hai người quan hệ cũng không đến nỗi như thế, thấy Ngô Phong diện biến sắc hóa không còn lên tiếng, dương trần lại hô đánh nếu là hắn chưa hết giận, ta giúp ngài đánh gãy chân hắn. ngô phong khóe mắt khẽ nhăn một cái cái này là người ý tưởng chân thật a à, ngậm miệng một tiếng này là thật có lý hô lên đến giống xong thật có lý quát còn có hay không một lần tính nhiều ngược lại một chút dương trần sắc mặt cứng đờ ta không nhiều a à. cắn chặt hàm răng dương trần lần nữa đổ vào một chút nghĩ nghĩ cắn răng một cái còn lại tất cả đều cho ngược lại đi vào trong phòng nồng độ năng lượng nháy mắt tăng vọt thật có lý thất khiếu đều xuất hiện rất nhiều máu dấu vết thần kiều cũng trước đó ảm đạm rất nhiều không có dương trần nhìn về phía ngô phong bất đắc dĩ nói cung chủ nếu không ngài đưa vào một điểm thiên địa chi lực thử xem ngô phong ngưng lông mày nói không phải ta không thâu vào là thiên địa chi lực rất bá đạo nàng ngay tại cưỡng ép bắn vọt một khi đưa vào thiên địa chi lực nàng cưỡng ép thu nạp thức hải dễ dàng sụp đổ dung hợp thần kiều cũng dễ dàng vỡ nát dương trần trầm ngâm nói chỉ có thể như thế thử một chút thử nhìn một chút lấy cương khắc nhu có lẽ mệnh sữa lực lượng quá mức nhu hòa ngô phong mặc dù cảm thấy có chút đạo lý lại là có chút do dự thật không dám nếm thử thật muốn vỡ nát thần kiều dương trần thấy thế cắn răng nói vỡ nát dẹp đi lớn không được rớt xuống hạ vị thần linh cảnh lão sư một mực kẹt tại cái này càng là như thế càng là cực đoan thật có lý thật muốn sớm đột phá thật đúng là chưa hẳn cùng như bây giờ cực đoan nhưng càng là không cách nào đột phá càng là vội vàng càng là vội vàng sao động càng là cực đoan dương trần cảm thấy dứt khoát sông một thanh đột phá không được kia vỡ nát thần kiều lớn không được trọng thương rơi xuống đến hạ vị thần linh cảnh tử vong ngô phong tại cái này tử vong xác suất không lớn rớt xuống hạ vị thần linh cảnh báo thù triệt để vô vọng thật có lý chưa chắc sẽ tiếp tục như thế cực đoan một lòng muốn đột phá thấy ngô phong do do dự dự dương trần bất mãn nói không quả quyết hừ một tiếng dương trần trực tiếp lớn tiếng nói lão sư ta trực tiếp đưa vào thiên địa chi lực ngài vào chỗ chết hấp thu lớn không được vỡ nát thần kiều, chết sống có số, thành hạ vị thần linh cảnh. Về sau ta bảo bọc ngươi, phóc. Trong phòng, thật có lý một ngụm máu tươi phun ra. Không biết là khí vẫn là bị phản phệ, một bên tống thanh thư mặt mũi tràn đầy bi thương. Đông ương đạo cung thật không giống, Dương Trần. Nói chuyện câu câu đâm lòng người. Dương Trần mặc kệ bọn hắn, miệng nói nhẹ nhõm, thần sắc lại là cực kỳ ngưng trọng hít sâu một hơi nói, dù sao đều như vậy, xem vận khí đi, thành ở giữa vị thần vương. Thua vỡ nát thần kiều, không có gì lớn không được, rớt. Lời, dương trần tay cấp tốc ngưng tụ ra một đoàn thiên địa chi lực. Ngô phong mấy người sắc mặt đều khẽ biến, thật nhanh, tân vòng đều có chút sợ run. Tiểu tử này ngưng tụ tốc độ quá nhanh, dương trần lười nhác xem bọn hắn. Trực tiếp đem tay thiên địa chi lực rót vào cái phễu, lần này, không có xuất hiện bạo tác thiên địa chi lực vừa tiến vào cái phễu, vách tường có chút rung động một lát, đón lấy. Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng bá đạo. Đem bốn phía còn sót lại mệnh sữa gạt ra, liền thật có lý thần kiều. Tiếp xúc đến cỗ lực lượng này, cũng bắt đầu rung động. mươi 995, thật thành. Lão sư, dùng thiên địa chi lực bao trùm thần kiều, đi đến ép, ép không bạo cũng nên dung hợp dương trần ngô phong biến sắc lại biến việc quan hệ thật có lý hắn làm không được dương trần dạng này dương trần nghiêng đầu nhìn về phía hắn trầm giọng nói đánh cực một lần cung chủ chẳng lẽ ngài thật muốn lão sư mỗi ngày ra bên ngoài vực sông mỗi ngày đi tìm thần tinh khoáng mạch rơi xuống đến hạ vị thần linh cảnh kia dưỡng lão cái này ngô phong sắc mặt biến đổi một trận bỗng nhiên cắn răng một cái tay ngưng tụ ra một cỗ dương trần vừa mới phải mạnh mẽ hơn nhiều thiên địa chi lực. Một trưởng vỗ nhập cái phễu tu luyện thất phách tường, giờ phút này cũng bắt đầu rung động. Có lý, bá đông thành chủ ta nhất định sẽ giết. Tin tưởng ta, nhất định sẽ. Ngô Phong thanh âm run rẩy nói, vâng, ban đầu là ta vô năng. Là ta không thể bảo vệ tốt nữ nhi, đều là lỗi lầm của ta. Không phải lỗi của ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi nguyên nhân nên tự trách chính là ta mà không phải ngươi ngậm miệng trong phòng thật có lý nháy mắt mở mắt cả giận nói ngươi lăn đi có lý cốt ngô phong diện lộ vẻ thống khổ dương trần thấy thế đường cái lão sư đừng để ý tới hắn hấp thu thiên địa chi lực a à, yên tâm vỡ nát thần kiều cũng không có việc gì lớn không được làm lại từ đầu ngươi cũng ngậm miệng thật có lý đều sắp bị khí sụp đổ cái này hai hỗn đản cố ý tức giận nàng sao, Tân Vòng không rên một tiếng. Tống Thanh thư giờ phút này cũng đặc biệt xấu hổ, rõ ràng là đột phá trung vị thần vương đại. Sự bị Dương Trần làm, cùng đùa giỡn giống như, "Lão sư, vậy ngài ngược lại là hút a?" À. Dương Trần bi thống nói, "Ta nhiều như vậy mệnh sữa nện vào đi, ngài nếu là không đột phá, ta lỗ lớn, vậy còn không như thành hạ vị thần linh cảnh được rồi." tối thiểu ta cảm thấy không có phí công nện tiền, tốt xấu cũng có chút hiệu quả. Cứ việc hiệu quả không tốt lắm, ngậm miệng, thật thật nhiều tiền, ta đều ngược lại 10 cân đi vào, một tiền ta là bán 1.000 ức. Đều có người mua, 100 vạn ức A, à, nào có người hoa 100 vạn ức đều không đột phá. Đủ thật, có lý nhanh sụp đổ, không nói hai lời. Bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa chi lực tiến vào thần kiều. Thần Kiều, nháy mắt xuất hiện vết rách, Ngô Phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải tân. Vòng mấy người cũng một mặt sụp đổ, lúc này. Người còn có tâm tư ngoa nhân, người thật ngược lại một nghìn tiền. Dương Trần làm không thấy được, thật có lý, biết cái gì. Dù sao nàng ở bên trong đợi, thấy thật có lý Thần Kiều bắt đầu băng liệt. Dương Trần hít sâu một hơi, thấp giọng nói, làm tốt sự tính xấu nhất đi. Đợi chút nữa cứu người trước, bảo trụ mệnh lại nói. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, việc đã đến nước này. Chỉ có thể liều một phát, Ngô Phong cũng không còn lên tiếng. Không ngừng ngưng tụ thiên địa chi lực tràn vào cái phễu. Trong phòng tu luyện, lượng lớn thiên địa chi lực bị không ngừng thu nạp, lóa mắt thần kiều. Dần dần ảm đạm vô quang, vết dạn càng ngày càng rõ ràng, thật có lý cũng là không quan tâm. Tiếp tục cưỡng ép thu nạp. Thần kiều bên trong, hai cỗ lực lượng tại thiên địa chi lực cưỡng ép áp chế xuống dần dần bắt đầu hòa làm một thể nhưng mà loại này dung hợp phảng phất nước cùng dầu dù là hỗn tạp cùng một chỗ cũng là phân biệt rõ ràng trạng thái dương trần thấy thế lần nữa nhíu mày lớn tiếng nói nổ linh hồn chi lực thử xem ẩm ngô phong một chân đá bay hắn mặt lộ ra sắc mặt giận dữ người thật muốn hố chết ngươi lão sư tân vòng cũng không nhịn được mắng ngậm miệng tự bạo linh hồn chi lực ngươi cho rằng người người đều là ngươi thực sẽ người chết, nhưng mặt trễ, thật có lý giờ phút này đã giận đến cực hạn. Đã không cách nào đột phá, lớn không được chết tốt, Dương Trần vừa mới nói xong. Một tiếng rất nhỏ trầm đục truyền ra. Xoạt xoạt, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, thần kiều. Nháy mắt vỡ nát gần một nửa, nhưng mà còn lại hơn phân nửa dung hợp thần kiều bên trong. Linh hồn chi lực thật cùng chân nguyên lực lượng dung hợp. Mà thật có lý, cũng triệt để thành huyết nhân, thất khiếu chảy ra đại lượng huyết dịch. Thân thể có chút lay động, Dương Trần giờ phút này chạy trở về, thấy thế quát to, dung hợp. Nhanh tu bổ, vừa mới đổ vào mệnh sữa năng lượng, giờ phút này còn không có tiêu hao hết. Bị thiên địa chi lực bài xích đến một bên, thật có lý đầu não có chút u ám. Cũng mặc kệ rất nhiều, đánh tan xung quanh thiên địa chi lực. Bắt đầu thu nạp mệnh sữa năng lượng vỡ nát thần kiều cũng bắt đầu bị tu bổ ngô phong cùng tân vòng mấy người khẩn trương đầu cũng bắt đầu thấm mồ hôi tân vòng hấp khí bật hơi quay đầu nhìn về phía dương trần nói tiếp tục ngược lại một điểm mệnh sữa thật không có dương trần một mặt im lặng đâu còn có không đủ chỉ sợ tu bổ không tốt tân vòng lông mày nhíu chặt ngô phong cũng lộ ra vẻ yêu sầu tu bổ không tốt rất nhanh cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ thần kiều không biết nghĩ đến cái gì tân vòng cắn răng một cái lòng bàn tay nháy mắt băng liệt xuất hiện một đạo vết máu đại lượng huyết dịch bắt đầu hướng cái phễu thẩm thấu dương trần thấy thế cũng nghĩ đến cái gì thở phào nói cũng thế ngài cũng coi như nửa cái năng lượng người tân vòng không có phản ứng hắn hắn ngày đó hấp thu quá nhiều mệnh sữa đến bây giờ đều không có tiêu hao hết giờ phút này máu của hắn cũng xen lẫn lượng lớn mệnh sữa năng lượng về phần hiệu quả, khẳng định phải so thuần tí mệnh sữa kém một chút. Thế nhưng không kém nơi nào, nửa bước bất hủ thần thể cường giả. Khí huyết bản cường đại đến cực hạn, sức khôi phục cường hãn. Theo đại lượng huyết dịch cùng chân nguyên lực lượng rót vào. Vỡ nát thần kiều tu bổ tốc độ nhanh hơn không ít tân vòng lại là có chút không chịu nổi. Hắn dù sao không phải lên vị thần vương cảnh. Vào lúc này, Ngô Phong không biết nghĩ đến cái gì, đẩy ra tân vòng bàn tay cũng bắt đầu băng liệt một chút kim sắc tia sáng rót vào đến cái phễu tân vòng biến sắc thấp giọng nói bất hủ lực lượng thượng vị thần vương cảnh bất hủ thần thể cường giả trong cơ thể kỳ thật có lượng lớn bất hủ lực lượng đây cũng là thượng vị thần vương cảnh bất hủ thần thể sức hồi phục cường đại cam đoan truyền thuyết thượng vị thần vương cảnh bất hủ thần thể cường giả dù là bị giết chết bất hủ lực lượng không có bị toàn bộ mẫn diệt những cái này bất hủ lực lượng sẽ còn dần dần lớn mạnh khôi phục tự thân có lẽ có thể khởi tử hoàn sinh đương nhiên cũng chỉ là nghe đồn bởi vì bất hủ lực lượng chủ nhân chết rồi khó mà bổ sung rất khó tiếp tục lớn mạnh thêm về phần đến cùng có thể hay không lần nữa sống tới cũng chỉ là từ lý luận suy đoán mà thôi có lẽ cần trăm ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn có lẽ căn bản là không có cách phục sinh truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết tân vòng kêu đi ra dương trần cũng không khỏi nhìn thoáng qua chỉ thấy màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng ngược lại là không có cảm nhận được quá nhiều đồ vật bất hủ lực lượng dương trần thì thầm một tiếng cái đồ chơi này thật bất hủ sao tân vòng nhíu mày thấp giọng nói lão ngô cái này bất hủ lực lượng là thượng vị thần vương cảnh bất hủ thần thể căn cơ một khi hao tổn nhiều rất khó khôi phục không nói cũng dễ dàng xuất hiện bất hủ thần thể không viên mãn tình huống như lão cung chủ nhiều năm chinh chiến bất hủ lực lượng bị ma diệt quá nhiều cho nên một mực trọng thương mang theo khôi phục cũng khó khăn ngô phong không nói chuyện theo bất hủ lực lượng tràn vào mặt cũng xuất hiện màu trắng xanh trong phòng thật có lý thần kiều tại nhiều phần năng lượng tràn vào dưới dần dần bắt đầu một lần nữa ngưng tụ theo bất hủ lực lượng tuôn ra, bị hấp thu. Sau một khắc thật có lý thần kiều tách ra màu vàng kim nhàn nhạt rượu mang, ngưng. Thì thầm âm thanh bên trong, theo bất hủ lực lượng dung nhập. Thật có lý thức hải bên trong tâm linh hồn rốt cục không còn rung động. Mà lại võ đế chi tâm phóng xạ ra ống ánh kim sắc quang hoa, võ thần chi tâm, xong rồi, tụ. Ngay sau đó, quát to một tiếng vang lên, trong phòng thật có lý toàn thân đẫm máu. Bên ngoài cơ thể thần kiều lại là tách ra sán lạn tia sáng, ngay sau đó. Một cỗ thiên địa chi lực tại thần kiều bên trong hiển hiện, đây không phải là Ngô Phong cùng. Dương Trần đánh vào, mà là chính nàng. Chương 996, thật có cần thiết này sao? Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tu luyện thất bắt đầu rung động thật có lý linh hồn chi lực cùng chân nguyên lực lượng lần nữa hiện lên lần này lại không còn thông qua thần kiều mà là tại bên ngoài cơ thể hiện lên ngay sau đó hai cỗ lực lượng nháy mắt hợp nhất một cỗ thiên địa chi lực xuất hiện thay thế những lực lượng khác xong rồi dương trần mặt lộ ra nét mừng còn thật thành thấy cảnh này tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra tân vòng đẩy ra ngô phong lại đưa vào bất hủ lực lượng cẩn thận bất hủ thần thể đều không thể duy trì. Ngô Phong sắc mặt trắng bệch cũng không nói chuyện, nhìn về phía trong phòng. Mặt lộ ra yếu ớt nụ cười, xong rồi, một. Bên Tống Thanh Thư cũng bắt đầu từng ngụm từng ngụm bật hơi, thành không dễ dàng mệnh sữa. Thiên địa chi lực, bất hủ lực lượng. Thật có lý tấn thăng độ khó, quả thực để người sụp đổ, người người đều giống như nàng. Kia nhân loại trung vị thần vương chỉ sợ xuất hiện không được mấy cái nào có nhiều như vậy mệnh sữa tiêu hao nào có nhiều như vậy thượng vị thần vương cảnh cường giả sẽ không để ý tự thân liền lên vị thần vương cảnh căn cơ tồn tại đều hướng bên ngoài chuyển vận trong phòng tu luyện thật có lý lần nữa mở mắt nhìn thấy mình thần kiều phảng phất mang theo một chút kim sắc quang mang có chút ngưng lông mày không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt biến đổi không chừng hơi dừng lại chỉ chốc lát thật có lý cũng không có chữa thương cất bước đi ra tu luyện thất nhìn thấy bên ngoài mấy người từng cái đảo qua cuối cùng nhìn về phía sắc mặt còn trắng bệch ngô phong hừ nhẹ một tiếng sải bước rời đi dương trần sửng sốt một chút vội vàng nói lão sư quên hỏi ngài tại đan trận liên minh đến cùng có cái gì sản nghiệp a à? thật có lý bước chân trì trệ sau một khắc không chút nào mang dừng lại nháy mắt đi xa tên tiểu hỗn đản này trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì dương trần gặp nàng đi vội vàng nhịn không được nói đây coi là cái gì đã nói xong sản nghiệp đổi mệnh sữa ba người khác cũng làm không nghe thấy ngô phong cùng tân vòng cũng nháy mắt rời đi tống thanh thư mặc dù đi không được cũng không nhìn nữa dương trần thu hồi tu luyện thất bàn điều khiển đương nhiên trong lòng không có bình tĩnh như vậy đông ương đạo cung lại muốn tăng một vị trung vị thần vương tống thanh thư trong lòng cũng không biết là vui hay buồn lão cung chủ rời đi không bao lâu đông ương đạo cung nhiều hai vị trung vị thần vương đông ương đạo cung cấp cao lực lượng rốt cục không còn yếu kém thế nhưng là vì sao vẫn còn có chút nhàn nhạt yêu thương dư quang liếc qua dương trần yêu thương chỉ sợ đến từ nay tiểu tử luôn cảm thấy hắn không đứng đắn hiện tại tiểu tử này lão sư muốn đột phá tần vòng cũng dốc hết sức duy trì, đông ương đạo cung thật biến thiên, ngũ. Đại trung vị thần vương. Tâm thì thầm một tiếng, nếu như lưu dơ cao lại đột phá, kia là lục đại trung vị thần vương. Siêu Việt đại thánh sơn đạo cung năm người, hôm. Qua, Dương Trần nói đúng vị thần vương đột phá hai chữ số, đám người chưa chắc sẽ coi là thật. Nhưng bây giờ, đã có sáu vị trung vị thần vương hoặc sắp trung vị thần vương cường giả, bốn. Người khác, Dương Trần tiểu tử này hẳn là cũng có thể rất nhanh đạt tới A. Còn lại ba cái, mấy vị hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong đường chủ chưa hẳn không có hy vọng. Lại hoặc là, xuất hiện tại tân sinh thay mặt cường giả ở trong, tống thanh thư suy nghĩ dần dần. Bay xa, có chút thất thần. Thật có lý thành tựu võ thần chi tâm, mà lại có thể ngưng liền thiên địa chi lực. Chỉ sợ tầm năm ba tháng bên trong có thể chính thức trở thành trung vị thần vương cảnh cường giả dạ, ngày kế tiếp lê trà chi đưa tới một phần quyển gia thú là sản nghiệp tặng cho hiệp nghị một phần ngàn cỗ cửu châu đan phường một phần ngàn cỗ dương trần một mặt mộng bức tình huống gì ít như vậy đối với thật có lý để lê trà chi đưa tới cổ phần tặng cho hiệp nghị hắn kỳ thật không ngoài ý muốn thật có lý tính cách này dương trần ngoài ý muốn chính là hắn vẫn cho là thật có lý tại đan trận liên minh sản nghiệp hẳn là không ít không ngờ tới thế mà là một cái đan phường xác định vị trí cổ phần cũng không? Một phần ngàn cổ cũng không phải chút mà. Bất quá, nghe nói Cửu Châu đan phường là đan trận liên minh dưới trướng một chỗ lớn nhất đan. Phường, nhưng dù cho như thế, một phần ngàn cổ có thể đáng bao nhiêu? Lê Trà Chi ánh mắt phức tạp nói, ngươi không biết Cửu Châu đan phường tình huống a. Cửu Châu đan phường giá trị thực tế tiếp cận 9 ngàn vạn ức, đúng? Vậy, 9.000 vạn ức chính là khủng bố như vậy. Chấn kinh một lát sau, Dương Trần tính toán một cái. Một phần ngàn cỗ cũng liền 900 ức chút tiền này, đối với hắn hiện tại đến nói. Thật đúng là không coi là nhiều. Nhìn một chút bàn tặng cho hiệp nghị gia quyển, Dương Trần cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đều không có sách không muốn sự tình, thấy Dương Trần rơi vào trầm tư, Lê Trà Chi nói khẽ. Vậy ta về trước đi, ừm, Dương Trần dương trần ngẩng đầu lê trà chi thấy thế đến miệng nuốt trở vào miễn cưỡng cười nói không có việc gì chúc mừng ngươi làm quản lý chấp sự không có gì dương trần cười một tiếng nói tiếp ngươi cũng cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày hạ vị thần linh cảnh cao đoạn hẳn là cũng nhanh bây giờ đại nhị học sinh làm đằng nạp lan trần tuấn minh đều hạ vị thần linh cảnh cao đoạn phía trước hai ngày ứng hái kiệt cũng tiến vào hạ vị thần linh cảnh cao đoạn lăng vũ còn thiếu một chút, chẳng qua cũng nhanh. Còn lại lê trà chi cửa cuồng những người này cũng đều tại hạ vị thần linh cảnh trung đoạn. Tốc độ cũng là cực nhanh, đến học kỳ kế, những người này hẳn là đều sẽ lần lượt tiến vào hạ vị thần linh cảnh cao đoạn hoặc là đỉnh. Phong, so với giới trước, thật phải nhanh rất nhiều. Cái này cùng đạo cung một hệ liệt biến hóa có quan hệ, học phần lại càng dễ thu hoạch được. Mà lại không ít người dứt khoát từ đạo cung vay mượn giờ phút này đều đang cố gắng tu luyện, năm nhất học viên, lúc này mới nửa cái học kỳ. Đều có mấy vị tấn thăng đến hoàng cảnh. Đông ương đạo cung, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang mạnh lên, dương trần kỳ. Thật biết, không phải mình thật làm tốt bao nhiêu, hắn kỳ thật không có thay đổi gì. Hắn chỉ là thay đổi phương thức, dĩ vãng đông ương đạo cung. Kỳ thật cũng có tư bản bồi dưỡng lượng lớn học sinh cường giả nhưng đạo cung không phải một sớm một chiều sự tình là lâu dài sự tình rất nhiều tài nguyên đều tại chữ hàng tuyệt không toàn bộ dùng xong mà dương trần nhưng thật ra là đang tiêu hao tương lai một vài thứ tại dương trần xem ra ngoại vực càng ngày càng nhiều ai biết tương lai tình huống như thế nào cùng nó trông cậy vào tương lai phát triển lâu dài còn không bằng hiện tại biến hiện mau chóng tăng lên tất cả mọi người thực lực thực lực càng mạnh, ở sau đó tình thế hỗn loạn mới có thể chiếm cứ chủ động, nghe được Dương. Trần nói lên thực lực, Lê Trà Chi mắt lần nữa lộ ra một chút ảm đạm. Tiến bộ của nàng kỳ thật đã nhanh chóng, nhưng hạ vị thần linh cảnh trung đoạn. Cùng Dương Trần so sánh, tranh lệch quá xa. Học kỳ sau, có hy vọng tiến vào hạ vị thần linh cảnh cao đoạn. Về phần hạ vị thần linh cảnh đỉnh phong, có lẽ phải đến năm ba, dù là năm ba tiến trung vị thần linh cảnh tốt nghiệp chỉ sợ vẫn là trung vị thần linh cảnh, mà khi đó, Dương Trần lại đến cảnh giới gì? Lê Trà Chi trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ, cuối cùng lộ ra tươi cười nói, được rồi. Ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ không cho mọi người cản trở, Lê. Trà Chi không có lại ở lâu, rất nhanh rời đi, Dương Trần không có rảnh suy nghĩ nhiều những cái. Này, cầm ra quyển, nghĩ nghĩ, ra đông ương chiến đoàn. Chấm chấm, người muốn chúng ta đạo cung tất cả cầm giữ đan trận liên minh sản nghiệp số lượng đều bán rồi phó cung chủ đạo trường quan vô cực khẽ nhíu mày hôm qua ngô phong nguyên khí đại thương hiện tại đã bế quan đi lần này là thật bế quan cũng không phải dương trần nói muốn đột phá đỉnh phong thần vương đúng dương trần nói khẽ chúng ta bây giờ đã đem đan trận liên minh đắc tội hung ác không bán giữ lại làm gì thế nhưng là quan vô cực nói bỗng nhiên nói sợ bán không được đan trận liên minh không gật đầu chúng ta cũng không có quyền mua bán dương trần cười nói kiên náo đều đến mức này cũng không sợ lại đắc tội thực sự không được vậy sau này chúng ta không còn vì đan trận liên minh cung cấp bất luận cái gì ngoại vực nguyên vật liệu mà lại hàng năm chia hoa hồng cũng không cần đan dược và linh khí chống đỡ trừ mà là thần tinh Quan vô cực nhíu mày không thôi, dạng này sự tình làm lớn chuyện, hiện tại đắc tội. Chỉ là vụng trộm sự tình, mọi người tuyệt không công khai vạch mặt, nhưng Dương Trần như thế. Nháo trò, thật vạch mặt Dương Trần, thật có cần thiết này sao? Chương 997, Đông Phương Minh chủ mạnh như vậy. Dương Trần gật đầu nói, không phải có cần thiết này. Là ta chuẩn bị tiếp tục khuếch trương Chiêu Tân Sinh. Chỗ tiêu tiền hoàn toàn chính xác càng nhiều. Lần tiếp theo, ta chuẩn bị tuyển nhận 3.000 học viên mới, về sau mỗi giới đều là như thế. Nhường đường cung nội học viên đột phá vạn người. Nói, Dương Trần lại nói, nhiều người, phụ cấp càng lớn, dùng tiền lợi hại hơn. Cũng không dạng này không được, đường chủ. Khụ khụ, cung chủ, ngài nói, hiện tại thế cục này. Chúng ta cùng ngoại vực ở giữa rằng có có thể duy trì bao lâu trước kia kia cũng là chỉ đối một thành, nhưng gần đây rất nhiều nơi đều xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là Đông Cửu Hoàn, sau đó là Thục Châu ngoại vực, ta nghe nói. Cái khác ngoại vực trước mắt cũng không phải quá ổn định, thế cục đã không giống. Nếu như nói, ngoại vực trước đó là đang cùng chúng ta luyện binh, vậy bây giờ. Có quy mô tiến công xu thế, có lẽ là thượng tầng một chút biến cố dẫn đến cục diện sụp đổ ta suy đoán khả năng cùng lạnh cách xây phù hộ hai mạch có chút quan hệ lại hoặc là khác biến cố phát sinh cung chủ ngài đối với mấy cái này có hiểu rõ không quan vô cực có chút nhíu mày nửa ngày sau mới nói người nói kỳ thật ta cũng cảm nhận được chẳng qua ta dù sao chỉ là đông ương đạo cung phó cung chủ có nhiều thứ kỳ thật cũng không có chạm tới thế cục chuyển biến xấu khả năng cùng tầng cao hơn có quan hệ Nói, Quan vô cực phảng phất có chút do dự, bất quá vẫn là mở miệng nói. Trước đây ít năm Đông Lục Hoàn xuất hiện biến cố, thông đạo bị ép vỡ nát. Là bởi vì, bởi vì một vị cường giả tuyệt đỉnh vẫn lạc ưm Dương. Trần con ngươi co rụt lại, có ý tứ gì? Chúng ta cường giả tuyệt đỉnh, Đỉnh Phong Thần Vương, thần Vương Hóa Cảnh, Quan vô cực trầm giọng nói, nghe nói là một vị thần vương hóa cảnh cường giả ngoài ý muốn vẫn Lạc, cụ thể chuyện gì xảy ra ta không biết, nhưng vị cường giả kia sau khi ngã xuống. Bộc phát đông lục hoàn chi chiến, có thể là đánh vỡ cân bằng. Quan vô cực thở hắt ra, tiếp tục nói, về phần ngươi nói lạnh cách cùng xây phù hộ hai mạch xuất hiện biến hóa. Ta kỳ thật cũng không phải hiểu rất rõ, có lẽ bị ngươi nói đúng, đông cửu hoàn bên này. Trước đó đem thành tây có chút muốn tham chiến ý tứ, khả năng đây là một cái tín hiệu dương trần cao mày nói thần vương hóa cảnh cường già cùng đỉnh phong thần vương chẳng lẽ tranh lệch rất lớn rất lớn quan vô cực trầm giọng nói nói như vậy một vị thần vương hóa cảnh cường già đối phổ thông đỉnh phong thần vương lấy một địch ba địch năm cũng có thể chém giết toàn bộ thậm chí còn không thôi cụ thể ta không biết năm đó đông phương minh chủ lấy một địch ba chém giết một vị đỉnh phong thần vương dị tộc cường già thời điểm hắn vừa tiến vào thần vương hóa cảnh ngươi có thể hiểu chưa mà lại giao thủ với hắn ba vị đỉnh phong thần vương dị tộc cũng không phải là loại kia yếu nhất đỉnh phong thần vương đều đến từ ngoại vực chỗ sâu so chúng ta bây giờ gặp phải thành chủ loại hình đỉnh phong thần vương dị tộc mạnh hơn nhiều nhưng coi như như thế ba đánh đỉnh phong thần vương dị tộc liên thủ cũng bị đông phương minh chủ chém giết một cái nếu không phải có chút kiêng kỵ, có thể sẽ toàn bộ bị chém giết. Đông phương minh chủ nếu như cùng những thành chủ kia giao thủ. Có lẽ rất nhanh có thể chém giết đối phương, người phải biết. Đỉnh phong thần vương rất khó bị giết chết, đây là một loại chất biến quá trình. Đông cửu hoàn 13 thành, cái khác ta không biết. Bá Đông Thành Chủ gặp được Đông Phương Minh Chủ, có lẽ sống không qua ba chiêu. Dương Trần sắc mặt biến, tranh lệch này quá lớn, một vị đỉnh phong thần vương Tại thần vương hóa cảnh trong tay cường giả, sống không qua ba triệu đông Phương minh chủ mạnh như vậy, thần vương hóa cảnh đều mạnh như Vậy, cửu châu có bao nhiêu thần vương hóa cảnh cường giả? Phong lão hẳn không phải là kia tại hắn mặt bảy người Không biết, quan vô cực lắc đầu, khổ sở nói, đừng nhìn thực lực chúng ta giống như không yếu nhưng tại chút cường già tuyệt đỉnh trong mắt có lẽ liền có chuyện như vậy có chút sự tình bọn hắn sẽ không nói cho chúng ta huống chi đông ương đạo cung cuối cùng chỉ là một chỗ đạo cung mà không phải chân chính cửu châu lãnh đạo cơ cấu người muốn biết những cái này kia chỉ sợ cần ngươi bước vào cấp độ này khả năng chân chính hiểu rõ hết thảy quan vô cực khẽ nhả một hơi tiếp tục nói ngoại vực trước đó không có toàn lực ứng phó hẳn là cũng cùng những cái này cường giả tuyệt đỉnh có quan hệ. Đông lục hoàn sự tình, bắt nguồn từ cường giả tuyệt đỉnh vẫn là Trước mắt là tình huống như thế nào, ta cũng không biết. Người nói, rất nhanh sẽ bộc phát đại chiến, có lẽ là sự thật. Nhưng chúng ta bây giờ, lực lượng có chút không đủ. Dương Trần Lông mày lần nữa nhíu lại, hơi có vẻ bực bội nói, cái gì đều giấu giếm. Chúng ta chỉ có thể dựa vào suy đoán, suy đoán có cái dám dùng nói tới nói lui vẫn là ngại thực lực chúng ta quá yếu biết cũng vô dụng cũng không nói cho chúng ta biết nhất định là chuyện tốt đỉnh phong chiến lực so sánh như thế nào không biết ngoại vực tình huống cạn kẽ không biết ngoại vực mục đích là cái gì không biết quang biết để chúng ta liều mạng quang biết nói thủ hộ nhân loại vì nhân loại mà chiến có ý tứ sao còn có thất tình thánh điện đến cùng tình huống như thế nào đã cửu châu có so đỉnh phong thần vương còn mạnh hơn cường già vì sao còn không có diệt thất tình thánh điện chẳng lẽ thất tình thánh điện cũng có cấp độ này cường già chờ ta đến cảnh giới này sớm muộn tìm bọn hắn tính sổ sách quan vô cực giờ khóc giờ cười nói có lẽ chờ ngươi đến cảnh giới này người nghĩ cũng là giấu giếm mọi người như bây giờ người nghĩ tới đối người nhà ngươi lộ ra ngoại vực sự tình sao dương trần ngữ khí trì trệ cũng thế nhỏ thiếu cùng thiên linh hy là biết ra vực tình huống nhưng tại lửa cửa núi dưỡng lão đồi lão đầu bọn hắn khẳng định không thể để cho bọn hắn biết nếu không còn không phải lo lắng chết về phần cha mẹ còn có ra ra bọn hắn có trời mới biết lúc nào khả năng gặp nhau hắn cha lượt đạo cung điển tịch cũng tìm không ra thu sơn ở đâu dương trần xem chừng thu sơn khả năng không tại cửu châu một lát sau dương trần thu nạp suy nghĩ hít sâu một hơi khẽ nói đối với người khác giấu giếm có thể nhưng chúng ta những người này phải biết tốt xấu ta cũng là thời đại này thiên tài nhất võ giả vậy cũng phải chờ ngươi tiến vào trung vị thần vương cảnh lại nói liền trung vị thần vương cảnh cũng không vào tại những người kia xem ra có lẽ chỉ là đứa bé mà dương trần đích thật là đứa bé dù sao là khó chịu dương trần nhà rãnh một câu lại nói tiếp được rồi trước mặc kệ đã ngài cũng nghĩ như vậy kia bán đạo cung nắm giữ đan trận liên minh sản nghiệp số định mức bắt buộc phải làm dù sao đan trận liên minh có tiền thực sự không được bọn hắn cho chúng ta một nhóm đan dược và linh khí thay thế cũng có thể đương nhiên muốn theo giá vốn đến nếu có thể cầm tới nhiều như vậy đan dược và linh khí đông ương đạo cung thực lực sẽ lần nữa gia tăng một mảng lớn nói xong dương trần bỗng nhiên nói đúng lần trước ta cho võ đạo liên minh cung cấp một nhóm ngoại vực thư quyền phiên dịch ra tới rồi sao cung chủ giúp ta thúc thúc nhìn xem có thể hay không hiểu rõ một chút tin tức không nói những cái khác tối thiểu muốn đem đông cửu hoàn tình huống làm rõ ràng mỗi lần đều là mơ mơ hồ hồ ta sớm muộn sẽ bị hố chết ngày nào không cẩn thận trêu chọc thần vương hóa cảnh cường giả dựa theo ngài thuyết pháp ta chạy lại nhanh cũng là một bàn tay chụp chết sự tình ta phải chú ý điểm quan vô cực không nói gì tiểu tử ngươi thật được một thượng vị thần linh cảnh võ giả hiện tại thế mà nghĩ đến trêu chọc cấp độ này cường giả ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào được ta giúp ngươi thúc thúc mặt khác nhớ kỹ đi kiểm tra một chút thân thể huyết mạch liễm tức sự tình muốn nói rõ ràng miễn cho cho người ta tìm phiền toái lấy cớ về phần số định mức sự tình, ta trước thăm dò một chút đan trận liên minh thái độ. Đến lúc đó lại nhìn xử lý như thế nào tốt. Vậy ta đi trước cung chủ nếu là không có chuyện, có rảnh đi tu luyện thất. Cho mọi người cung cấp điểm thiên địa chi lực. Vứt xuống lời này, Dương Trần cất bước rời đi. Chương 998 tuyệt đối không làm. Quan vô cực răng đều nhanh cắn nát tiểu tử ngươi thật được để lão tử đi làm cái này sự tình lão tử không tu luyện sao mình nói ra hiện tại thế mà lắc lư lão tử làm cung ứng khí chẳng qua nghĩ nghĩ quan vô cực thở dài được rồi có rảnh đi xem một chút cũng không thể thật trông cậy vào tiểu tử này sau đó hai ngày đông ương đạo cung không có quá nhiều động tác dương trần đi một chuyến sở nghiên cứu làm một lần kiểm tra cặn kẽ đông châu cao tầng cùng đông châu võ đạo liên minh đều đi người đối dương trần giải thích kỳ thật phần lớn người đều là tán thành thật muốn thích hợp với toàn nhân loại dương trần không cần thiết giấu nếu như muốn giấu hắn cũng sẽ không xuất ra cái này sự tình tại đông ương phù đảo bên này chưa từng có phân truy vấn tình huống dưới xem như hỗn qua ngay sau đó dương trần thu được mấy đầu tin tức đầu thứ nhất, đằng nạp lan đám người tiến vào Thục Châu ngoại vực Đông Lục Hoàn, đầu thứ hai. Thục Châu đạo cung, hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong phó cung chủ tiếp nhận cung chủ trước. Khí đường vị kia hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong đường chủ, đảm nhiệm phó cung chủ. Trong lúc nhất thời, Thục Châu đạo cung tứ đại đường viện đường chủ. Lần thứ nhất xuất hiện không có hạ vị thần vương cảnh cường già tối đỉnh hiện tượng. Chiến đoàn đoàn trưởng thẩm lãng nhưng, chức vị không có biến động ngược lại là đảm nhiệm một cái hư chức thuộc châu phó đốc viên, cái này sự tình. Có chút làm cho người ghé mát. Thục châu dù sao cũng là một cái đại châu, dù là thẩm lãng nhưng đảm nhiệm chính là hư chức. Thực tế tuyệt không tại thục châu đảm nhiệm thực chức. Nhưng một cái qua xong năm cũng mới 30 ra mặt thanh niên, đảm nhiệm một châu đốc viên. Cũng là khó có thể tưởng tượng sự tình. Cùng chuyện này so sánh, một chuyện khác lộ ra không có ý nghĩa, đại thánh sơn đạo cung chiến đoàn dẫn đầu thành lập một cái đặc huấn ban cái này đặc huấn ban vì cái gì mà thành lập ngoại giới biết đến không nhiều dương trần ngược lại là biết chủ yếu vì thích ứng ngoại vực mà thành lập nói tóm lại chủ yếu giáo sư sinh tồn chi pháp khốn gấu lần này là thật bị kích thích trở về dốc hết sức chủ trương muốn mở đặc huấn ban đại thánh sơn đạo cung cao tầng không đáp ứng không đáp ứng khốn gấu nói dọa không đáp ứng hắn mang theo một ít học viên đi Đông Ương Đạo Cung học tập, đương nhiên. Không phải chuyển ném, chỉ là mang theo người đi Đông Ương Đạo Cung học tập ngoại vực đạo lý. Sinh tồn, lời kia vừa thốt ra, Đại Thánh Sơn Đạo Cung cao tầng dù là tức gần chết. Cũng nắm lộ mũi nhận, thật nếu để cho cái này hỗn đản đem người tới Đông Ương Đạo Cung. Thật có thể mang về, kết quả là, Đại Thánh Sơn Đạo Cung nhiều một cái đặc huấn ban, Đông Ương. Chiến đoàn dương trần bị côn uy cử động đùa cười bụng đều đọc khốn gấu thật được hắn nghĩ như thế nào chẳng lẽ khốn gấu thật cảm thấy những cái này trung vị thần linh cảnh học viên có cơ hội xâm nhập ngoại vực mà lại bị lượng lớn cường giả truy sát vẫn cảm thấy bọn gia hỏa này có hy vọng đào được thần tinh khoáng mạch tại thục châu ngoại vực đông lục hoàn sự tình thật là trường hợp đặc biệt khốn gấu nếu là không đi theo dương trần bọn hắn cùng một chỗ nhóm đầu tiên tiến vào mà là tại hậu kỳ tiến vào căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy số lớn hạ vị thần vương cảnh cường giả truy sát cuối cùng liền lên vị thần vương đều gây ra tới giống đằng nạp lan bọn hắn những cái này tiến vào ngoại vực sẽ không còn có loại sự tình này phát sinh bị lượng lớn cường giả truy sát sự tình sẽ không là trạng thái bình thường thật muốn áp lực quá lớn bọn hắn cũng sẽ sớm rút lui ra tới đông ương đạo cung những người này tiến vào ngoại vực, Dương Trần cũng không biết lần này sẽ có hay không có người tử vong. Trái đông minh mặc dù là hạ vị thần vương cảnh cường giả tối đỉnh, còn mang theo không ít hạ vị thần vương cảnh đạo sư đi vào chung, nhưng ngoại vực bên kia. Ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi, tại ngoại vực, không chỉ là ngoại vực cường giả mới là uy hát yêu ta. Thủ hộ yêu thú, tuyệt địa, cũng là loài người cường giả uy hát yêu ta, Dương Trần không có gặp được mấy lần đó là bởi vì hắn hạ ngoại vực ít trước sau cũng ba lần mà thôi dạng này còn gặp thượng vị thần vương cảnh tỳ hưu đang nghĩ ngợi sự tình ngô trấn khải lẫm lẫm liệt liệt đầy cửa vào cả lơ phất phơ nói ra đồ đâu dương trần liếc mắt nhìn hắn nhíu mày nói còn không có đưa tới chậm như vậy thế nào làm việc dương trần cười tủm tỉm nói ngươi là nói ta hành sự bất lực Ngô Trấn Khải phảng phất nghe ra hắn ngữ khí không tốt, vội ho một tiếng, cười ha hà cười nói. Không nói ngươi, ta nói võ đạo liên minh thế nào làm việc, một điểm không đáng tin cậy. Thư quyển đều đưa trôi qua bao lâu, đến bây giờ còn không có kết quả, nhanh. Hôm nay có thể tới. Nói, Dương Trần lại nói, ngươi bao lâu có thể tới chung vị thần linh cảnh đỉnh phong, ngô. Trấn Khải dư quang nhìn hắn một cái, châm trước chốc lát nói, cuối năm trước đó. Dương Trần nhẹ nhàng gõ gõ bệ đá, một lát sau mở miệng nói, dạng này. Chờ ngươi đến chung vị thần linh cảnh đỉnh phong. Hai ta cùng đi đem cái kia thần tinh khoáng mạch đáo. Không được, ngô. Trấn Khải một tiếng cự tuyệt tuyệt đối không được. Dương Trần thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta để ý điểm ấy thần tinh khoáng mạch. Ta thấy qua thần tinh, ngươi đời này đều không có cách nào với tới. Ta là vì Đông Ương Đạo Cung suy xét thần tinh thất bắt đầu từ ngày mai chính thức đối ngoại mở ra đạo cung trước cung cấp tiền nhưng thần tinh nào có nhiều như vậy dùng tiền đều chưa hẳn mua được nhiều như vậy trong tay ta mặc dù có chút thế nhưng không đủ ta dương trần là vì cá nhân ta sao ta nếu không phải vì đông ương đạo cung ta cần phải cầu ngươi ngô trấn khải làm người đừng quá tự tư huống chi ta không đi ngươi xác định ngươi có thể đào đi những cái này thần tinh khoáng mạch thượng vị thần vương tọa chấn, dù chỉ là trung vị thần vương cảnh, ngươi cũng phải chết. Ngô Trấn Khải dầu dĩ nói, ta mặc kệ, ngươi cũng đừng lừa gạt ta, ta cũng phải tu luyện. Ngươi tài nguyên tu luyện nhiều xài không hết, ta cũng không phải. Chẳng lẽ ta không phải liều mạng giành được tài nguyên tu luyện? Thiếu lửa phỉnh ta, ta cũng không phải những cái kia đại ngốc tử. Lưu sư hổ đều bị ngươi lắc lư ngốc. Lưu lão sư, ngài đến, Dương Trần đứng dậy chào hỏi một tiếng, Ngô Trấn Khải cũng không quay đầu lại, khẽ nói, ít đến bộ này. Cầm lưu sư hổ làm ta sợ, hữu dụng không? Người chính là cầm trung vị thần vương hù dọa ta cũng vô dụng. Không dám nhận ai có thể dọa đến ngươi Ngô Trấn Khải, sau? Lưng, lưu dơ cao thanh âm nhàn nhạt vang lên, Ngô Trấn Khải sắc mặt nháy mắt cứng đờ, nha. Người đùa ta, thật đến rồi, đây là Đông Ương chiến đoàn, lưu sư hổ tới này làm gì? dương trần cười như không cười nhìn thoáng qua ngô trấn khải cười nói lưu lão sư làm sao còn phiền phức ngài tự mình đưa những cái này ra xoắn tới tùy tiện tìm người là được vừa vặn đi ngang qua có chút tư liệu cũng không tiện tiết lộ cho người khác lưu dơ cao cười cười tiếp lấy nhìn về phía ngô trấn khải hừ nhẹ nói ngô trấn khải hiện tại kiêu ngạo lớn nha a à, chào hỏi cũng không nói một tiếng sao thời khác này ngô trấn khải động tác cứng đờ không biết là nên ngồi vẫn là nên đứng nghe nói như thế ngô trấn khải chậm rãi đứng lên quay đầu là vẻ mặt tươi cười nịnh nọt nói lưu lão sư ngài đến nhanh ngồi nhanh ngồi đừng gọi ta lưu sư hổ lưu lão sư nhiều xa lạ ngô trấn khải mặt mo lần nữa cứng đờ khô cằn nói sao có thể a à? ta nói ngài sư hổ uy danh lớn đến mọi người đều biết sớm muộn phải thêm cái vương sư hổ vương không sư vương mới đúng lưu giơ cao lần nữa liếc mắt nhìn hắn ánh mắt không tốt trước kia đi có cái dương trần không quá đáng tin cậy đau đầu vô cùng lưu dơ cao lực chú ý tại dương trần trên thân hiện tại ngô trấn khải tiểu tử này rất đau đầu cũng rất phách lối a à, mấu chốt còn không ở chỗ những cái này tiểu tử này liền không thể niệm điểm tình cảm nói thế nào cũng là đông ương đạo cung bồi dưỡng được đến thiên kiêu không nghĩ tới vì đông ương đạo cung làm chút gì đương nhiên ngô trấn khải nắm giữ một tòa mô hình nhỏ thần tinh khoáng mạch là hắn bản lãnh của mình lưu dơ cao cũng không nghĩ buộc hắn nói cái gì khả nhân sợ so sánh nhìn xem dương trần mình thần tinh nói lấy ra lấy ra tuy nói không phải miễn phí thế nhưng không nói hiện tại lấy tiền cho mọi người một chút thời gian tu luyện một chút thời gian chuẩn bị sớm muộn có thể còn nha, bị lưu dơ cao nhìn chăm chằm Ngô Trấn Khải trong lòng đều nhanh chửi mẹ. chương 999, hỏa chủng vùng đất. Ta không chút người đi, lại khi dễ ta, lưu sư hồ cũng không phải ta trước gọi. Tại Dương Trần trước đó, không ai gọi lưu sư hồ, đợi đến Dương Trần gọi mở. Mọi người mới gọi lưu sư hồ có được hay không? Trước mặt cái này lưu sư hồ bị dao động ngốc hạc cũng không nghĩ một chút kẻ đầu têu tại ngươi trước mặt đâu ngô trấn khải cảm thấy đông ương đạo cung hoàn cảnh càng ngày càng chuyển biến xấu thời gian cũng càng ngày càng khó hỗn nhớ ngày đó mình là nghĩ khi dễ ai khi dễ ai hiện tại là ai nghĩ khi dễ mình đều có thể khi dễ chính mình trong lòng lộ ra một tia bi ai ta ngô trấn khải lẫn vào thật thảm a dương trần so ta xấu gấp trăm lần là sẽ trang sẽ lắc lư kết quả hiện tại lẫn vào tốt bao nhiêu, đều hỗn thành đạo cung cao tầng, xem ra. Mình còn phải học tập một chút, điểm ấy là thật đáng giá học tập. Không đề cập tới ngô chấn khải nghĩ như thế nào. Lưu dơ cao cũng không có lại tiếp tục nhìn hắn, bất quá vẫn là ngô chấn khải bên người. Một chân đem nó đá bay, lúc này mới tọa hạ nói, đến xem tư liệu. Võ đạo người trong liên minh đưa tới thời điểm nói, lần này ích lợi không nhỏ, ta xem một chút hai vị không có ý kiến a à. dương trần cười ha hả nói sao có thể a à, cũng không phải bí mật võ đạo liên minh đều biết còn giấu giếm người một nhà ngô trấn khải người không có ý kiến a à, bị đá bay ngô trấn khải giờ phút này ngồi xổm ở một bên một mặt bi ai ta có thể có ý kiến gì không ta dám có ý kiến gì không đang nghĩ ngợi dương trần lại nói ngồi xổm làm gì đến a à cùng một chỗ nhìn xem ngô trấn khải thật muốn đánh người là ta nghĩ như vậy sao lưu sư hổ đem ta đá bay có được hay không đông ương đạo cung cũng không tiếp tục lưu lại đánh chết cũng không để lại tuyệt không lưu dù là dương trần quỳ cầu ta ta cũng không để lại trong lòng gầm thét vô số lần ngô trấn khải hạ quyết tâm tuyệt sẽ không lưu tại đông ương đạo cung liếc qua dương trần lại nhìn một chút lưu dơ cao chờ coi trước khi đi để các người đẹp mắt đánh không lại lưu sư hổ không có việc gì đánh lưu tĩnh đi về phần dương trần hắn không phải có nàng dâu sao ngô trấn khải cũng bắt đầu lo lắng lấy muốn hay không đi thục châu nhậm chức đi thục châu làm cái chấp sự kỳ thật cũng không tệ trong lòng suy nghĩ những việc này ngô trấn khải mặt lộ ra một nụ cười đúng đánh không lại bọn hắn không có việc gì báo thù chưa hẳn muốn tìm bản nhân Dương Trần liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn cười hèn mọn. Biết ra hỏa này trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, bản thân an ủi. Cũng lười quản hắn, chờ Ngô Trấn Khải đi tới. Dương Trần cầm lấy một bản phiên dịch tốt quyển gia thú bắt đầu nhìn lại. Ngô Trấn Khải cùng lưu dơ cao, cũng riêng phần mình cầm một quyển, lần này đưa tới phiên. Dịch tư liệu, chỉ có bảy quyền. Mà lúc trước Dương Trần bọn hắn giao nộp thế nhưng là trên trăm quyền một bộ phận còn không có phiên dịch ra tới, đương nhiên, chưa chắc là không có phiên dịch ra tới. Dương Trần hoài nghi, có chút tư liệu. Cửu Châu cao tầng cùng võ đạo liên minh phiên dịch ra đến. Cũng chưa chắc sẽ cung cấp cho bọn hắn, không có nghĩ nhiều nữa những cái này. Dương Trần mở ra quyển trục bằng gia thú, bắt đầu quan sát. Xây lịch năm 172, đại chiến bộc phát thiên băng địa liệt. Cho biển xuất hiện nhị vương dẫn đầu tàn quân đào vong biên hoang. Xây, lịch năm 365, cho biển không còn bạo động, đại địa băng liệt, nhị vương khóc lóc đau khổ. Thiên địa đồng bi, xây lịch năm 397, nhị vương ý kiến không hợp, các lĩnh tàn quân tự lập. Xây, lịch năm 423, cho biển lần nữa, bạo động, nhị vương liên thủ thiết bình chướng vùng đất. Xây lịch năm 433, nhị vương lên phân tranh, đại chiến bộc phát. Xây lịch năm 445, nhị vương đạt thành nhất trí, ngừng chiến. Dương Trần trong tay cầm là một quyển khả năng cùng loại với lịch sử sự kiện lớn loại hình thư. Tịch Dương Trần càng xem càng là nhíu mày, có nhiều chỗ tuyệt không phiên dịch ra đến. Không biết thật không cách nào phiên dịch. Vẫn là cố ý bị xóa đi. Tóm lại, ghi chép đều là đứt quãng, Dương Trần một mặt im lặng, ngươi viết cái mở đầu. Đằng sau tất cả đều là dấu chấm hỏi là mấy cái ý tứ sao? Thật phiên dịch không ra, xây lịch. Dương Trần rơi vào trầm tư, ngoại vực có ghi năm tồn tại, cái này không hiếm lạ, mấu chốt là. Nó, nhị vương, là ai, chẳng lẽ là ngoại vực chỗ sâu nhất hai đại vương già. Xem ra bọn hắn cũng tồn tại cừu hận hoặc là chiến tranh Nga. Đúng, ngoại vực dị tộc có hai đại phe phái, theo thứ tự là lạnh cách một mạch. Xây phù hộ một mạch, chẳng lẽ cái này nhị vương chính là cái này hai đại phe phái đại lão, cho biển là ngoại vực nơi cực sâu kia phiến thần bí mà kinh khủng hãn hải sao? Xây lịch, xây hoàng chỉ là cách gọi khác vẫn là thật có loại tồn tại này, cho. Biển bạo động, làm sao bạo động, dương. Trần trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, trong thời gian ngắn. Lại bởi vì thiếu khuyết một chút mấu chốt tin tức, không cách nào sâu chuỗi lên. Đằng sau, còn có một số ghi chép, một đầu cuối cùng ghi chép, đã đến xây lịch năm 496, xây lịch năm 496, mở ra hỏa chủng thông đạo, tiến hỏa chủng vùng đất, dương. Trần con ngươi co rụt lại, hỏa chủng vùng đất. Hỏa chủng vùng đất, hỏa chủng vùng đất là cửu châu sao? Hỏa chủng là chỉ cái gì, nhớ. Tới đến nơi đây, dương trần trong cõi u minh có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tựa như việc này cùng hắn có quan hệ liên. Không tự chủ được, Dương Trần liên tưởng đến cùng mình linh hồn hoàn toàn dung hợp nam cách. Nguyên lửa hỏa chủng, hỏa chủng là nam cách nguyên lửa hỏa chủng sao? Không hiểu, Dương Trần sinh ra một cái vô cùng hoang đường suy nghĩ. Hẳn là không thể đếm hết ngoại tộc cường giả. Khu khống một cái mênh mông đại thế giới cùng thiên su thế giới tiếp xúc. Nó mục đích cuối cùng nhất chính là nam cách nguyên lửa hỏa chủng, nếu thật là như vậy. Trò đùa lớn. Một lúc lâu qua đi, Dương Trần mới đưa những cái kia ly kỳ suy nghĩ từ thức hải khu trừ thật đáng sợ dương trần còn tại ngây ngốc một bên ngô trấn khải bỗng nhiên hưng phấn nói nha thật đúng là vương thành dưới nền đất là cỡ lớn khoáng mạch dương trần một mặt im lặng ngươi kích động như vậy làm gì đây không phải sớm biết sự tình sao ngô trấn khải một mặt hưng phấn ngẩng đầu lên nói dương trần ngươi thế mà không có gạt ta ta còn tưởng rằng dương trần sắc mặt đen nhánh cái này hỗn đản nghĩ như thế nào Ta dùng lấy lửa ngươi, hợp lấy, ngươi một mực hoài nghi ta nói chính là giả." Ngô Trấn Khải không có quản hắn, tiếp tục nói, "Ta đây là Đông Cửu Hoàn Thành chỉ giới thiệu." Dương Trần mau tới nhìn, phía trên này giới thiệu các thành thành tên cùng thủ hộ cây còn có. "Thủ hộ yêu thú tin tức a, à, Tuyết Đàm thành thủ hộ cây, còn kết Tuyết Đàm quả." Ngô Trấn Khải nhìn một hồi, bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, "Tuyết Đàm quả ăn." chấm chấm giống như có thể uẩn dưỡng linh hồn, tăng lên linh hồn chi lực, dương. Trần nghe vậy vội vàng đoạt lấy ra quyển, nhanh chóng nhìn lướt qua, cau mày nói. Nào có, ngu, ngô trấn khải mắng, người nhìn a à, đây không phải viết. Tiết đàm quả có thể uẩn hồn sao, dương. Trần ngựa nhìn sang, thật là có, dương trần lẩm bẩm nói, nói như vậy. Đánh xuống tiết đàm thành, giết tiết đàm yêu thực. Có lẽ có thể bồi dưỡng lượng lớn trung vị thần vương ngô trấn khải cũng nói mớ nói ta muốn ăn tiết đàm quả ăn ta thành trung vị thần vương thấy hai người một mặt chờ mong lưu dơ cao có chút đau đầu nói hai vị kia là đỉnh phong thần vương cây không nói có đúng hay không có cái này hiệu quả liền xem như các ngươi xác định có thể giết nó hai người này nghĩ gì thế ngô trấn khải một mặt không cam lòng nói vậy nhưng khó nói đúng rồi Ngô Trấn Khải bỗng nhiên nhìn về phía Dương Trần nói, Dương Trần. Người không phải có thể trà trộn vào đi sao? Người trà trộn vào đi, trộm một điểm trở về, cốt. Dương Trần mắng một câu, tuyết đàm thành cùng nhân loại đối địch nhiều năm. Đối với nhân loại tình huống rất quen thuộc, đây cũng không phải là cùng hồn thành nhưng. Mày may đề phòng ý thức đều không? Chương một nghìn, nội vực rốt cuộc mạnh cỡ nào? ngô trấn khải giật dây nói sợ cái gì dương trần ngươi suy nghĩ một chút a à? người cướp được tiết đàm quả trở về bán có thể bán bao nhiêu tiền bớt nói nhảm dương trần không để ý tới hắn đoạt lấy tay hắn ra quyển nhìn lại quyển này hẳn là đông cửu hoàn giới thiệu trừ bá đông thành cái khác các thành đều có giới thiệu theo dương trần xem tiếp đi lần thứ nhất đối đông cửu hoàn tình huống có một cái rõ ràng mà lập thể hóa nhận biết lần trước thần vương hang ổ không có phí công chép. Đây là Dương Trần giờ phút này duy nhất ý nghĩ, những tin tức này, thật quá trọng yếu. Tối thiểu đối với hắn mà nói là như thế, dựa. Theo phía trên nói, đông cửu hoàn 13 thành, 6 tòa là xây phù hộ một mạch thành trí. 7 tòa lạnh cách một mạch thành trí. Hơn nữa còn có to to nhỏ nhỏ bộ lạc hàng ngàn hàng vạn, mỗi tòa thành trí. Gần như đều có thủ hộ cây hoặc là thủ hộ yêu thú. Sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì ra cuốn lên không có toàn bộ giới thiệu các thành thủ hộ cây cùng. Thủ hộ yêu thú, Dương Trần không biết là không có ghi chép, vẫn là không có. chương này ra quyền, trừ giới thiệu những cái này thành trí. Còn giới thiệu một chút đông cửu hoàn so sánh nổi tiếng tuyệt địa, nó liền có cho biển, Dương. Trần đoán không lầm, đông cửu hoàn chỗ sâu hãn hải chính là cho biển hắn nhớ kỹ không sai, ngoại vực khu khác chỗ sâu, cũng đều là thần bí đáng sợ hãn hải. Có tám chín phần mười cũng là hãn hải, vào biển người. Không còn sống người. Đây là ra cuốn lên nói, nhiều năm qua. Cũng không phải là không có ngoại vực cường giả vào biển, nhưng không ai sống sót. Đối cho biển, cũng không nhiều giới thiệu. Chỉ là đề cập cho biển thần bí cùng khủng bố, mặt khác, vệ hồn biển cắt, lớn mông sơn. Cổ mang rừng hoang đều là cấm địa tuyệt địa về phần tì hưu rừng rậm tuyệt không đề cập không biết có phải hay không tì hưu quá yếu duyên cớ dù sao trước đó chỉ là một trung vị thần vương cảnh yêu thú còn chưa tới trở thành cấm địa tình trạng dương trần nhìn một hồi có chút ngưng lông mày nói xem ra bây giờ chúng ta tại đông cửu hoàn liên quan đến khu vực chỉ là một góc của băng sơn những địa phương này đều không có đi qua ngô trấn khải một mặt xem thường người đương nhiên không có đi qua Người mới đi đông cửu hoàn mấy lần, hai lần mà thôi, hơi bĩu môi. Ngô Trấn Khải một mặt lạnh nhạt, nhẹ như mây gió nói, ta còn tốt. Nói ở trên cổ mang rừng hoang ta hẳn là đi qua một chuyến. Lưu dơ cao nghiêng đầu nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói. Cổ mang rừng hoang ta kỳ thật cũng biết, trong đó cường hoành yêu thú vô số, người đi qua, ngô. Trấn Khải xem xét bị nghi ngờ, lập tức không phục nói, thật đi qua ta còn dẫn ra thật nhiều yêu thú, không tin được rồi. Hắn thật đúng là đi qua một lần, đương nhiên, chỉ là bên ngoài. Bên kia linh tài là thật nhiều, ngô chấn khải tùy tiện đi dạo, phát hiện một nắm lớn. Kết quả vừa định ngắt lấy, bị yêu thú phát hiện, truy sát hắn một ngày. Ngô chấn khải lần kia không có đào hang, mà là tại một gốc đại thụ bên trên tránh ba ngày. Kém chút không có hù chết. Đánh vậy sau này, hắn cũng không tiếp tục đi cổ mang rừng hoang bên kia thật đáng sợ ngô trấn khải nói nhiều như vậy lưu dơ cao ngược lại là có chút tin dừng một chút giống như đang nổi lên nên nói như thế nào hồi lâu lưu dơ cao biệt xuất một câu ngươi không chết ở ngoại vực thật không dễ dàng hắn còn có thể nói cái gì cổ mang rừng hoang đã được xưng là tuyệt địa đương nhiên là có tuyệt địa nguy cơ trong đó thượng vị thần vương yêu thú xây phù hộ chỉ sợ không hạ hai chữ số đỉnh phong thần vương chính là nhất định có Uy hát Iota không được đỉnh phong thần vương địa phương kỳ thật xưng không phải tuyệt địa. Ngô Trấn Khải dù chỉ là ở vòng ngoài đi dạo một vòng, có thể còn sống ra tới. Đây là năng lực tiểu tử này gần 2 năm, hạ ngoại vực số lần không hạ 30 lần. Lưu dơ cao đều có chút bội phục hắn, bình thường thần linh cảnh võ giả. Một năm hạ 4 năm lần ngoại vực tính khá nhiều. Ngô Trấn Khải cũng không phản bác, thậm chí có chút đắc chí lão tử là chết không được. Có phục hay không? Không có quản lưu dơ cao, ngô chấn khải mừng khắp khởi nói. Tiết đàm thành có tiết đàm quả, ăn chướng linh hồn chi lực. Đem thành tây có khỏa lão bất tử đem mộc, trụ cột chế tạo binh khí có thể xưng thần khí. Còn có thể ăn đem mộc cây, mặc dù không biết cụ thể hiệu quả, chẳng qua khẳng định rất nhiều. Thước gõ thành có gốc hoa lan thành tinh, danh xưng có thể ngưng tụ thiên địa tinh hoa ta đoán đại khái là dương trần cướp được cái chủng loại kia mệnh sữa loại hình đồ tốt ngược lại là bá đông thành là thật rác rưởi bọn hắn bá tử cây giống như không có gì đặc thù tác dụng dương trần cười nói không thể nói như thế phàm là đỉnh phong thần vương cây đều là đồ tốt những cái này cây thành yêu toàn thân là bảo nói dương trần lại nói lần nói bá đông thành có thể muốn rời thành cùng tiết đàm thành sát nhập lưu lão sư cái này sự tình đáng tin cậy sao lưu dơ cao gật đầu nói có cái này xu thế đương nhiên khẳng định cũng không có nhanh như vậy không có đơn giản như vậy dù sao một tòa mấy trăm vạn dị tộc tu sĩ thành lớn nghĩ di chuyển không phải dễ dàng như vậy trong đó quyền lợi phân phối cũng không phải chuyện đơn giản bá đông thành thành chủ còn sống bá tử cây cũng không chết di chuyển coi như xác định không có mười năm tám năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành dương trần nhẹ nhàng gõ gõ bệ đá mở miệng nói bá đông thành bây giờ chỉ có đỉnh phong thần vương thành chủ đỉnh phong thần vương thủ hộ cây một vị thượng vị thần vương cảnh phó thành chủ năm vị trung vị thần vương cảnh quân đoàn trưởng thực lực này cũng không phải quá mạnh lần trước một trận chiến bá đông thành tổn thất nặng nề thượng vị thần vương cảnh tử thương hơn phân nửa trung vị thần vương cảnh cũng tử thương vô số bây giờ bá đông thành là thật không quá mạnh đương nhiên cái này không quá mạnh là so ra mà nói dù sao còn có hai vị đỉnh phong thần vương nhưng trừ đi hai cái này đỉnh phong thần vương còn lại lực lượng còn chưa nhất định hơn được đông ương đạo cung dương trần có chút nhíu mày nói khẽ có lẽ thật có thể diệt bá đông thành lưu lão sư đợi ngài cũng đột phá đến trung vị thần vương cảnh nếu có thể hô ngô chấn thủ hòa phong lão, thêm đông cửu hoàn chấn thủ. Ngài nói, liều dơ cao lập tức cao mày nói, bây giờ bá đông thành cùng tiết đàm thành liên thủ. Thật muốn tập kích bá đông thành, đối phương khẳng định sẽ viện thủ. Dương Trần khẽ cười nói, cũng chưa chắc nhất định phải diệt bá đông thành. Kỳ thật ta xem như nhìn ra, ngoại vực bên này. Đỉnh phong thần vương vi tôn, đỉnh phong thần vương trở xuống, chỉ có thể nói là tay chân giết đỉnh phong thần vương, rất phiền phức. Có thể giết thượng vị thần vương cảnh, nói thật chết cũng chết rồi. Tìm một cơ hội, diệt bá đông thành còn lại thượng vị thần vương, trung vị thần vương. Cũng coi là vì lão cung chủ báo thù. Thời khắc này Dương Trần, nhìn chằm chằm bá đông thành, nơi đó khoảng cách hòa tinh thành quá. Gần, đương nhiên, mấu chốt vẫn là ở tại lợi ích, thật muốn có thể đem bá đông thành diệt không nói những cái khác, dưới mặt đất khoáng mạch bị cướp đến, kia thật phát tài. Thấy Dương Trần lão là nói bá đông thành, ngô trấn khải có chút không cam lòng nói. Dương Trần, ta cảm thấy đi, vẫn là đi tuyết đàm thành tốt. Tuyết đàm quả chướng linh hồn chi lực, Dương. Trần liếc mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn, tiếp tục lật xem một lượt cái khác quyển gia thú. Rất nhanh, nó Dương Trần còn chứng kiến một chút cùng loại với nhật ký nội dung, đây cũng là lâu sói rừng quật vị kia dị tộc cường giả ghi chép dương trần tiện tay lật xem một lượt bỗng nhiên ánh mắt dừng lại hôm qua bá đông vương tặng cho tín hiệu do dự mãi tặng cho con ta nội vực dù hiểm cũng là cơ duyên chỗ con ta trở về ngày có lẽ chấm cũng có thể phong vương dương trần dừng một chút tiếp tục lật xem một lượt nửa ngày sau mới nói bá đông vương là bá đông thành thành chủ a những thành chủ này có thể tiến vào nội vực hơn nữa còn có đưa thiên tài tu sĩ vào bên trong vực quyền lực. Dương Trần nói, nói khẽ, những thành chủ này đều tự phong vương giả. Không, có lẽ là nội vực phong. Nội vực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trường 1001 áp lực như núi. lưu dơ cao suy xét chốc lát nói, trước đó ta đối mọi người nói qua. Ngoại vực kỳ thật cũng có thiên mới tu sĩ tồn tại. Nhưng các ngươi gặp được sao? Chúng ta gặp phải cùng giai ngoại vực tu sĩ giống như đều so nhân loại chúng ta thiên tài kém một chút. Chẳng lẽ ngoại vực thật yếu như vậy? Trước đó, chúng ta phán đoán những cái này dị tộc thiên tài tu sĩ đi đến những thành trì khác. Lịch luyện, hiện tại xem ra khả năng đều tiến vào nội vực. Nội vực, Dương Trần thì thầm một tiếng, nói thật tại ngoại vực. Đến bây giờ hắn đều chưa từng gặp qua ra dáng cùng giai võ giả, nhưng ngoại vực cường giả vô số. Dị tộc tu sĩ vô số, làm sao có thể đều yếu như vậy? Nhiều như vậy võ giả, luôn có mấy cái cùng giai tồn tại cường đại. Nhưng Dương Trần là chưa từng gặp qua, hiện tại biết đại khái. Hẳn là đều không ở chỗ này, mặc kệ là Đông Cửu Hoàn vẫn là Đông Lục Hoàn. Khả năng thật đều là vắng vẻ vùng đất. Những cái kia thần vương hóa cảnh cường giả, hẳn là cũng đều ở bên trong vực Dương. Trần khẽ nhả một hơi, cười nói, cũng tốt, sớm muộn đi nội vực nhìn xem. Ta cũng muốn nhìn xem, ngoại vực thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhìn. Một hồi ra quyển, hàn huyên một hồi. Cuối cùng, Dương Trần nhìn về phía lưu dơ cao nói, lưu lão sư. Ngài đại khái còn bao lâu nữa khả năng đột phá đến trung vị thần vương cảnh. Lưu dơ cao trầm ngâm một lát, suy nghĩ một chút nói muốn nhìn thuận lợi vẫn là không thuận lợi, thuận lợi, chừng một năm đi, không thuận lợi. Linh hồn chi lực nếu là kẹt tại cụ hiện giai đoạn kia khó nói, linh. Hồn chi lực một nghìn chấn, liền có thể cụ hiện. Nhưng kẹt tại hơn 900 chấn, cũng không phải không có, linh hồn chi lực cụ hiện. Là rất nhiều hạ vị thần vương cảnh võ giả nan quan, bây giờ, đông ương đạo cung bên này. Tân vòng, thật có lý, lưu dơ cao ba người đều là kém tại linh hồn chi lực phía trên trong đó thật có lý linh hồn chi lực trước mắt mạnh nhất, hơn 900 chấn. Thậm chí có thể ngưng hợp ra thiên địa chi lực, lưu dơ cao thứ hai. Trước mắt 6-700 chấn, tăng trưởng tốc độ cũng rất nhanh, tân vòng kém cỏi nhất. Đến bây giờ còn không có đạt tới 500 chấn ngoại phóng tình trạng. Linh hồn chi lực, dương trần thì thầm một tiếng, quả nhiên. Linh hồn chi lực là trở thành trung vị thần vương lớn nhất chỗ khó tuyết đàm thành tuyết đàm quả có lẽ thật muốn làm một điểm trở về mới được. Dương Trần không nói gì thêm nữa, Lưu Dơ Cao cũng còn có việc, rất nhanh rời đi, hắn vừa đi. Ngô Trấn Khải không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hùng hùng hổ hổ nói. Lưu Sư Hổ hiện tại cũng sắp bị ngươi lắc lư ngốc. Lưu Lão Sư, ngài còn có việc. Dương Trần không để ý tới hắn, lần nữa đứng lên, Ngô Trấn Khải thân thể triệt để cứng đờ quay đầu tê cười nói lưu lão sư ta không phải ý tứ này nói được nửa câu lại nhìn cổng trống rỗng ở đâu ra người ngô trấn khải mặt đều khí tử dương trần giờ phút này đã ngồi xuống mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt phẳng phất vừa mới căn bản không có mở miệng thấy ngô trấn khải nhìn qua dương trần cười nhạt nói tốt bình tĩnh điểm tiếp tục trước đó chủ đề đào quáng sự tình suy nghĩ kỹ chưa không được vậy ngươi trả tiền thiếu ta hơn một vạn ức, người nên còn Ngô Chấn khải sắc mặt đen nhánh, cái gì hơn một vạn ức? Ai thiếu ngươi hơn một vạn ức? Tiền nợ đánh bạc sự tình có thể chắc chắn Dương Trần gặp hắn không lên tiếng, lại nói hiện tại không tìm ngươi đòi tiền, người trước đột phá đến trung vị thần linh cảnh đỉnh phong, khi đó ta không sai biệt lắm cũng đến thượng vị thần linh cảnh trung đoạn hoặc là cao đoạn đỉnh phong cũng không nhất định, ngươi mang cái đường là được, mang một lần đường. Nợ ta cho ngươi miễn, hơn một vạn ức mang một lần đường, có dễ kiếm như vậy mua bán. Ngươi xác định không làm. Ngô Trấn Khải có chút tâm mệt mỏi, lão tử như thế mơ mơ hồ hồ thiếu hơn một vạn ức. Làm sao đều không có cảm giác, cũng không nói có làm hay không. Ngô Trấn Khải thậm chí đều chẳng muốn tiếp tục lưu lại, chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Cấp tốc rời đi. Ba ngày sau, Đông Ương Đạo Cung có động tác mới, ngay hôm đó lên. Trong trường vay mượn bình đài, đối tất cả học viên mở ra tổng vay mượn hạn mức. Cao tới trăm vạn học phần, đổi thành cực phẩm linh thạch, cao tới ba trăm vạn ức chi cự. Đông Ương Đạo Cung học viên không đến bảy nghìn người, chia đều xuống tới. Mỗi người bình quân đều thu hoạch được tiếp cận 500 ức vay mượn hạn mức. Mà cái này 300 vạn ức tài nguyên cung cấp, Đông Ương Đạo Cung bỏ vốn hơn phân nửa. Dương Trần lấy danh nghĩa cá nhân, cung cấp giá trị gần trăm vạn ức thần tinh, đối với Dương Trần lấy ra nhiều như vậy thần tinh. Người biết chuyện đều rung động. Gia hỏa này thật là giàu đến chảy mỡ, mà Dương Trần mình. Trừ lưu lại hơn 10 khối trung phẩm thần tinh, những cái kia hạ phẩm thần tinh. Tất cả đều ném cho Đông Ương Đạo Cung, giống như núi hạ phẩm thần tinh. Liên quan vô cực bọn người nhìn thấy, đều là trợn mắt hốc mồm trừ vay mượn hệ thống gia tăng hạn mức, Đông Ương Đạo Cung còn có không ít động tác khác. Thần tinh thất, Đông Ương Đạo Cung bắt đầu tiến hành mở rộng. Nguyên bản chỉ có thể dung nạp chừng trăm người thần tinh thất. Lần này mở rộng quy mô không nhỏ, dự tính mở rộng sau khi hoàn thành. Có thể chứa đựng 500 nhân tu luyện, đương nhiên, thần tinh thất kiến tạo, đại giới không thấp. Dù là Đông Ương Đạo Cung có nguyên bản cơ sở tại, một chút xây dựng cơ bản đều rất hoàn thiện thiết bị đầy đủ, có thể nghĩ chế tạo ra mấy lần lớn thần tinh thất. Thấp nhất đầu tư đều muốn trăm vạn ức trở lên. Cộng thêm đạo cung đan phường, khí phường mở rộng. Cũng là một bút to lớn chi tiêu, còn có đạo sư phúc lợi gia tăng. Cái khác công trình mở rộng, cái này một chuỗi động tác xuống tới. Đông ương đạo cung tối thiểu muốn cung cấp 400 vạn ức tài nguyên. Mà 400 vạn ức cũng là cửu châu cao tầng chuyển cho Đông Ương Đạo Cung một năm tài nguyên, dựa theo cái này để tính. Phía trên trích cấp tài nguyên còn chưa tới vị. Dương Trần đã đem số tiền kia cho sớm hoa, các học viên vui mừng khôn xiết. Đạo Cung một chút cao tầng lại là lo lắng. Ngoại giới ánh mắt cũng đều rơi xuống Đông Ương Đạo Cung bên này, gần đây khoảng thời gian này. Đông Ương Đạo Cung động tác cũng không ít, nói nghiêm trọng điểm. Đều có chút cực kỳ hiếu chiến hương vị ở bên trong, ngoại giới nghị luận như thế nào dương trần không có đi quản hắn giờ phút này không có lại tiếp tục bốn phía bận rộn mà là bắt đầu chuyên tâm mình tu luyện nói tới nói lui vẫn là thực lực nói chuyện không có thực lực hết thảy đều là trống không đông ương đạo cung bên này hắn nhìn như hết thảy đều có thể làm chủ nhưng dương trần biết thật đến thời điểm then chốt ngô phong những người này cảm thấy hành vi của hắn không phù hợp đông ương đạo cung lợi ích chỉ cần đứng ra nói vài lời hắn dương trần có thể xéo đi một thượng vị thần vương cảnh một thượng vị thần linh cảnh ngày đêm khác biệt là đuổi đi thượng vị thần vương cảnh bất hủ thần thể cường giả vẫn là đuổi đi thượng vị thần linh cảnh đây này đổi thành dương trần mình đến chọn hắn cũng không sẽ chọn thượng vị thần linh cảnh võ giả dù là cái này thượng vị thần linh cảnh là thiên tài cái kia cũng đồng dạng bí cảnh trong túc xá dương trần vài ngày không thấy thiên linh hy bị tân vòng đai đến hạch tâm tây khu bên trong đi bế quan làm không tốt qua mấy ngày lại nhìn thấy linh hy cũng là thượng vị thần linh linh hồn thiên đạo sư vẫn thật là là bắc một loại tồn tại vinh lão linh hồn thiên đạo sư tu luyện thăng cấp thật không tồn tại bình chướng sao muốn đạt tới đến thần vương cảnh về sau thăng cấp chi khó dương trần có chút không tin vinh lão trầm mặc một lát sau nhạt vừa nói nói chủ nhân linh hồn thiên đạo sư hoàn toàn chính xác nghịch thiên thế nhưng chỉ là so ra mà nói một khi đạt tới thần vương cảnh về sau liền sẽ bắt đầu xuất hiện các loại ràng buộc có điều linh hồn thiên đạo sư đột phá thần vương cấp độ ràng buộc vẫn như cũ so tu sĩ khác dễ dàng rất nhiều cái này dương trần cũng chỉ có ao ước phần còn tốt cho tới bây giờ hắn còn chỉ gặp được một vị linh hồn thiên đạo sư, vẫn là vợ của mình. Cũng may, mình có thái cổ ma long võ hồn cùng chuyển đổi võ hồn. Còn có đều trời thăng long bàn cái này nghịch thiên đến cực hạn tiên thiên linh bảo. Nếu không, hắn thật là có chút theo không kịp thiên linh hy tiết tấu. Trường 1002, ngưng sinh bất hủ lực lượng. Trước kia Dương Trần còn không biết cho là mình hai lần rèn luyện thần cốt cũng đã là thần thể, thần cốt, thật tình không biết, khoảng cách chân chính bất hủ thần cốt. Bất hủ thần thể, còn sớm đây. Bởi vì, đúc thành bất hủ thần cốt cùng bất hủ thần thể. Là cần dùng thiên địa chi lực đến rèn luyện, mà thiên địa chi lực. Bình thường chỉ có chung vị thần vương khả năng trưởng khống. Cũng may, hắn đang nói lên vị thần linh cảnh thời điểm, liền đã trưởng khống. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, hắn cũng có thể bắt đầu ngưng đúc bất hủ thần thể phải biết xương sọ của hắn liền chân nguyên lực lượng rèn luyện đều còn chưa hoàn thành chỉ là rèn luyện mấy khối xương đầu mà thôi chỉ có đợi đến xương đầu triệt để sau khi hoàn thành khả năng nếm thử bất hủ thần thể rèn luyện đây là tân vòng tại hắn nắm giữ thiên địa chi lực về sau mới nói cho hắn bất quá hiện tại vẫn là tăng lên linh hồn chi lực lại nói khu khống đều trời thăng long bàn dương trần tiến vào thăng long không gian ngao linh hồ một bên một trăm con ly rồng đã hoàn thành lột xác có mấy đầu đã đạt tới thượng vị thần linh cảnh lột xác thành minh rồng thăng long không gian những cái này chân long lột xác cùng tăng lên hoàn toàn quyết định bởi tại đều bầu trời ở giữa tiên thiên thần cấm luyện hóa liền dương trần chính mình cũng không biết triệt để luyện hóa đều trời thăng long bàn tất cả tiên thiên thần cấm về sau Triệt để trưởng khống đều trời thăng long bàn đồng thời, cái này 100 con chân long. Đến cùng có thể trưởng thành đến loại tầng thứ nào? Chỉ ít là hắn cường lực át chủ bài một trong từ khi đi vào đạo cung về sau. Dương Trần chẳng những không có hiển lộ đều trời thăng long bàn cùng những cái này chân long, mà lại liền luyện hóa tiên thiên thần cấm, mình tiến vào thăng long không gian tu luyện. Đều vô cùng cẩn thận. Trước kia kiến thức nông cạn, lỗ mãng, căn bản không biết hiện tại hắn thế nhưng là rõ rõ ràng ràng đừng nói là giống đều trời thăng long bàn dạng này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cho dù là một kiện hậu thiên linh bảo tại cửu châu đều sẽ bị đoạt bể đầu liền lấy đông ương đạo cung đến nói mấy vị trung vị thần vương đều không phải từng cái đều có hậu thiên linh bảo hơn nữa còn là hạ phẩm hậu thiên linh bảo có thể nghĩ một khi hắn có một kiện tiên thiên linh bảo tin tức truyền đi đây tuyệt đối là trí mạng lực lượng chỉ có có được tuyệt đối lực lượng khả năng nắm giữ đều trời thăng long bàn trí bảo như thế hiển nhiên tại tương đối dài trong một đoạn thời gian đều trời thăng long bàn là tuyệt đối không thể hiển lộ suy nghĩ hà bay về sau dương trần một lúc lâu mới bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu xương đầu thời gian một chút xíu đi qua ba ngày sau dương trần cái ót giờ phút này bắt đầu có kim quang nhàn nhạt thoáng hiện xương đầu làm nhân thể xương cốt phần quan trọng nhất cùng thức hải cùng một nhịp thở nương theo lấy dương trần xương sọ rèn luyện lần này so trước đó rèn luyện nghe nhỏ xương biến hóa phải lớn nhiều lắm cái khác xương cốt cũng đang biến hóa làm dương trần rèn luyện xong một khối xương sọ phát hiện dị thường nương theo lấy hắn rèn luyện cái khác xương cốt giống như tại hô ứng lẫn nhau yên lặng xương cốt giờ phút này giống như cũng bắt đầu khôi phục trước kia, xương cốt bốc lên kim quang. Dương Trần thật đúng là làm không được, hắn gặp qua không phải trung vị thần vương cảnh bốc lên. Kim quang, chỉ có hai người, một cái là côn uy. Một cái lúc trước chơi đùa nửa bước bất hủ thần thể tân vòng Hai người này đều rất đặc thù, những người khác. Dù là thẩm lãng nhưng thần có đồng dạng biến dị, bốc lên cũng là huyết quang. Mà không phải vàng ánh sáng, cho tới giờ khác này, Dương Trần phát hiện hắn cũng bắt đầu bốc lên kim quang không đúng cái này đây chẳng lẽ là bất hủ lực lượng xuất hiện giấu hiệu không đúng không phải nói chỉ có thiên địa chi lực rèn luyện xương cốt mới là bất hủ thần cốt khả năng bốc lên kim quang sao dương trần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì chẳng lẽ xương sọ rèn luyện cùng bất hủ lực lượng sinh ra có quan hệ dương trần đè xuống ý nghĩ như vậy bắt đầu tiếp tục rèn luyện xương sọ nương theo lấy rèn luyện số lượng tăng nhiều biến hóa càng lúc càng lớn làm dương trần hoàn thành ba khối xương cốt rèn luyện sau đầu đã kim quang sán lạn một mảnh cái này dương trần không để ý tới tiếp tục rèn luyện xương đầu hắn giờ phút này vô cùng nghi hoặc đến cùng phải hay không bắt đầu ngưng sinh bất hủ lực lượng đâu vinh lão đây là có chuyện gì vinh lão mặc dù kiến thức bao rộng lại sự tình này cũng vô pháp khẳng định dù sao hắn chỉ là khí linh chủ nhân não bộ là thần bí nhất địa phương ta có thể xác định là người não bộ khẳng định sinh ra thâm thúy xương đầu biến dị khả năng cực lớn có lẽ thật sự có thể sớm ngưng sinh bất hủ lực lượng nghe nói đến vinh lão cũng vô pháp khẳng định dương trần tu luyện không đi xuống lúc này xuất quan thẳng đến hạch tâm tây khu đi vào viêm biển cắt bên cạnh phòng nhỏ đang phát hiện tân hoàn chân có tư có vị dơ bầu rượu nhỏ đắc ý uống rượu đâu lão tân linh hy đâu nhìn thấy tân vòng dương trần lập tức nghĩ tới nàng dâu ngươi gọi ta cái gì tân vòng có chút kinh hóa ra tiểu tử này gọi thuận miệng a à, tân lão sư vừa nghĩ tới thực lực của đối phương dương trần nhận sợ nhà đầu còn đang bế quan đâu ngươi cũng đừng quấy giày tân còn chỉ lấy sau lưng phòng nhỏ nhẹ giọng nói ừm Dương Trần liên tục gật đầu. Đúng rồi. Dương Trần lúc này mới nhớ tới chính sự chỉ chỉ mình cái ót dưa đồng thời vội vàng thúc đẩy một sợi chân nguyên lực lượng tại dung hợp linh hồn chi lực về sau ngừng tụ thành thiên địa chi lực cẩn thận xuyên vào mình cái ót tức thời cái ót lấp lóe một vòng ánh sáng màu vàng kim nhạt cái gì quỷ tân vòng cảm thấy mình có thể đập đầu chết nếu như có thể đụng chết làm sao có thể tân vòng rụi dụi con mắt lần thứ nhất cảm thấy mình có thể là xuất hiện ảo giác làm sao có thể không không đúng chưa hẳn không có khả năng a à. rèn luyện bất hủ xương sọ là dùng thiên địa chi lực rèn luyện hắn hắn có thể a à, tân vòng tiếp tục quơ đầu chung vị thần vương như thế nào rèn luyện xương sọ là linh hồn chi lực cùng chân nguyên lực lượng chuyển đổi thành thiên địa chi lực rèn luyện xương sọ quá mức cứng rắn cùng phong bế bình thường lực lượng rất khó hoàn thành tân vòng có thể hoàn thành đó là bởi vì mệnh sữa quá nhiều mạnh mẽ hoàn thành cải tạo côn uy quỷ biết hắn cái kia đầu làm sao tới cái này thật nói không rõ ràng thật là bất hủ lực lượng khí tức nói như vậy đợi một thời gian toàn thân hắn xương cốt bao quát xương đầu đều có thể trực tiếp rèn luyện thành bất hủ thần cốt bất hủ thần cốt một thành rèn luyện nội phủ kinh mạch huyết nhục cái gì vẫn là sự tình đến cùng ta là chuẩn thượng vị thần vương cảnh vẫn là hắn là vì cái gì cảm thấy hắn so ta càng giống tân vòng tự lầm bầm triệt để ngốc hắn vẫn là thiếu chủ người hộ đạo đâu hiện tại kỳ hạn còn không có qua ngược lại tốt thiếu chủ muốn vượt qua hắn hắn cái này mặt mo đặt ở nơi nào a à? hai ta đến cùng ai là chuẩn thượng vị thần vương cảnh dương trần trừ thần tàng chi môn không có phong bế so hắn càng giống có được hay không mắt thấy kim quang càng ngày càng sán lạn tân vòng hít sâu một hơi chân nguyên lực lượng phóng thích che lại kim quang hạch tâm tây khu những người khác cảm nhận được bên này chân nguyên lực lượng hẳn là nhận ra tân vòng khí tức cũng không người đến xem xét bây giờ tân vòng thân là khí đường đường chủ đạo cung có thể quản đến hắn cũng ngô phong quan vô cực cũng khó khăn quản chiếu cái này xu thế thiếu chủ có thể rất nhanh thành tựu nửa bước bất hủ thần thể hoặc là nói có thể sớm rèn đúc chân chính bất hủ thần cốt bất hủ thần thể cường già chỉ là toàn thân bất hủ hóa bao quát huyết nhục xương cốt kinh mạch nội phủ cốt tủy thậm chí bao gồm huyết dịch tân vòng hiện tại là huyết nhục kinh mạch xương cốt huyết dịch đều hoàn thành kém tại cốt tủy mà dương trần hiện tại ngay tại mở ra bước đầu tiên hắn xương cốt phải hoàn thành bất hủ thần thể hóa, ngừng. Một mặt hoảng sợ tân vòng vội vàng kêu rừng, không lớn xác định nói ra, dương trần. Người thúc đẩy thiên địa chi lực, đi rèn luyện tứ chi xương thử xem. Trường 1003, đến cùng chuyện ra sao? Ta tứ chi xương đã hoàn thành rèn luyện A, đã sớm triệt để năng lượng hóa. Dương Trần không hiểu, gọi ngươi thử liền thử, phí lời gì? Tân vòng có chút gấp, bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải thúc đẩy chân nguyên lực lượng dung hợp linh hồn chi lực. Ngừng tụ thành thiên địa chi lực, bắt đầu bao khỏa cánh tay trái của mình xương, ken két. Nháy mắt, xương cốt rung động thanh âm xuất hiện, mà lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, Dương Trần cánh tay trái đột nhiên kim quang sán lạn lên, giờ phút này. Huyết nhục của hắn, phảng phất trong suốt. Tân vòng thậm chí có thể nhìn thấy hắn kim ngọc cẳng tay, cánh tay trái bất hủ thần cốt hoàn thành. Tiếp tục cánh tay phải xương. Tân vòng một mặt phấn khởi, thúc giục một tiếng, đón lấy. Dương Trần cánh tay phải cũng xuất hiện đồng dạng biến hóa, uống, vào. Lúc này, Dương Trần bộ mặt giữ tợn, quát lên một tiếng lớn. Song quyền bỗng nhiên nện gõ mặt đất ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, phương viên hơn 10 mét địa phương, nháy mắt sụp đổ. Dương Trần cũng rơi xuống tiến hố sâu, hạch tâm tây khu đã truyền đến cường giả ngự không thanh âm tân vòng thấy thế quát ta tại tu luyện không dùng qua đến lời này vừa nói ra ngự không cường giả thối lui không có lại tới mà dương trần hai tay tại hoàn thành bất hủ thần cốt lột xác về sau đón lấy tại tân vòng chỉ điểm hai chân cái khác xương cốt cũng bắt đầu tiến hành lột xác dương trần cũng không dừng lại rèn luyện quá trình còn tại cắn chặt hàm răng tiếp tục rèn luyện mặt sọ 15 khối xương cốt giờ. Phút này, theo hắn rèn luyện bắt đầu, Dương Trần răng đều xuất hiện biến hóa. Cấp tốc kim ngọc hóa, bộ mặt cũng hiện hiện kim quang. Làm rèn luyện đến nước mắt xương bộ vị, Dương Trần cảm thấy con mắt kịch liệt đau nhức. Nước mắt nháy mắt từ mắt nhỏ xuống, đây có phải hay không là người có thể tiếp nhận. Dương Trần khó mà hình dung mình thời khắc này cảm giác. Không phải khó chịu có thể hình dung, a à. Đột nhiên, Dương Trần hét thảm lên. Cảm giác đầu muốn bạo tạc, xương sọ trực tiếp rèn luyện bất hủ thần cốt. Để hắn có chút không chịu nổi, thức hải tại kịch liệt rung động. Thức hải bên trong tâm linh hồn chi hỏa, tại giao nguyệt. Dùng hợp thần kiều, giờ phút này đã hiện lên ở bên ngoài cơ thể, đỉnh đầu phương. Hư ảo thần tàng chi môn cũng xuất hiện. Mở rộng thần tàng chi môn, không biết nối liền nơi nào. Có lẽ thông hướng chính là dương trần trong cơ thể một cỗ năng lượng từ mở rộng trong môn phát ra. Không có cách nào phong tỏa tự thân lực lượng dương trần. Cảm nhận được chân nguyên lực lượng sói mòn. Huyết nhục ngay tại dạn nứt kinh mạch cũng đụng phải to lớn áp bách nơi xa. Tân vòng quát khẽ nói, dừng lại. Nhục thể của ngươi không đủ để để ngươi hoàn thành triệt để bất hủ thần cốt hóa. Lại tiếp tục như thế, dương trần huyết nhục muốn băng liệt đến lúc đó chỉ có thể lưu lại một bộ nửa bước bất hủ thần cốt kém một chút. Thời, khắc này Dương Trần, đã rèn luyện xong đầu tám khối xương cốt, mặt xương cũng rèn luyện tám khối. Chỉ còn lại bảy khối xương cốt. Tu luyện không nhất thời vội vã, người đừng ầu tả tân. Vòng lần nữa quát lớn, sớm ngày chậm một ngày, có khác nhau sao, Dương Trần có năng lực như thế. Tùy thời đều có thể, có đạo lý. Miệng nói có đạo lý, Dương Trần lại là không có dừng lại tiếp tục điên cuồng rèn luyện lượng lớn linh hồn chi. Lực cùng chân nguyên lực lượng hiện ra hiện, cấp tốc chuyển đổi thành thiên địa chi lực. Tiếp tục bắt đầu rèn luyện cái khác xương cốt, 17 khối, 18 khối, mãi cho đến thứ 20 khối rèn luyện hoàn thành. Dương Trần quát lên một tiếng lớn, đụng đầu vào địa oanh, nguyên bản hố sâu. Lần nữa bị xô ra càng lớn cái hố. Một lát sau, Dương Trần quơ đầu từ lòng đất bò ra tới, hắn giờ phút này toàn thân vàng óng ánh, bên ngoài thân huyết nhục còn đang không ngừng dạn nớt. Rất nhanh lại bắt đầu gây dựng lại, dương trần trong cơ thể tích chứa mệnh sữa. Cũng đang không ngừng tu bổ thân xác thương thế. Trước đó tại ngoại vực nuốt mệnh sữa, giờ phút này đã tiêu hao hầu như không còn. Dương Trần không thể không bắt đầu khu khống chuyển đổi võ hồn. Chuyển đổi thuần chính sinh cơ lực lượng đến tiếp tục tu bổ, lần này, thu hoạch to lớn vô cùng. Từ lòng đất leo ra, ầm ầm tiếng vang truyền ra. Dương Trần một chân đem mặt đất dẫm nứt, Dương Trần không thèm để ý chút nào. Ngẩng đầu nhìn về phía Tân Vòng, hai mắt chợt bộc phát ra một vòng kim quang quát. Yêu Nghiệt tại chỗ ầm. Tân Vòng không chút khách khí, một chân đá Dương Trần bay lên, hùng hùng hổ hổ nói. "Yêu đại gia ngươi, đổi thành bình thường, Dương Trần có thể khống chế, sớm ngự không bay lên." lần này dương trần lại là không thể khống chế lại tự thân sau một khác dương trần rơi xuống trên mặt đất tiếng nổ lớn lần nữa truyền ra mặt đất bị nện ra một cái hố to thời khắc này dương trần thể trọng tương đương với một tòa núi nhỏ toàn thân phần lớn thần cốt đã lột xác bất hủ hóa thành bất hủ thần cốt trên bản chất cùng những cái kia thượng vị thần vương cường người bất hủ thần cốt không có gì lớn khác nhau Dương Trần không thèm để ý chút nào, tiếp tục từ hố sâu leo ra, nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra như thủy tinh răng, thời khắc này răng không còn là màu trắng, cũng không phải kim sắc, mà là có chút óng ánh hóa thủy tinh hình. Cười một tiếng, Dương Trần bỗng nhiên nghiêm túc nói, ta hiện tại cùng Linh Hy hôn môi. Không cẩn thận chỉ sợ lập tức có thể đem hàm răng của nàng đụng gãy nứt, lão tân. Cái này nhưng làm thế nào, nháy mắt, Dương Trần bắt đầu phiêu. Tân vòng mộng một chút, lúc này, vì sao người nghĩ đến chính là cái này, còn có. Người hôn môi tại sao phải dùng răng đụng người khác, Dương Trần cũng nói một chút. Rất nhanh trực tiếp coi nhẹ điểm ấy, nhe răng nói, ta cảm thấy. Ta hiện tại có thể cắn một cái toái linh khí, tuyệt đối. Tân vòng tâm mệt mỏi, tiểu tử này ý nghĩ cùng người hoàn toàn khác biệt, lúc này. Người không nên quan tâm hơn, xương cốt của ngươi bất hủ thần cốt hóa sao, đầu của ta hiện tại cứng rắn vô cùng ta cảm thấy có thể đập đầu chết một thượng vị thần linh cảnh dương trần còn tại tự thuật tân vòng bị hắn làm đều quên muốn hỏi hắn làm sao làm được oanh đông ương đạo cung hạch tâm tây khu chỗ sâu một ngày này tiếng oanh minh không ngừng dương trần toàn thân kim quang trói mát một đường rêu rao mà qua phách lối đến cực hạn chiến đoàn người đều kinh ngạc đến ngây người đoàn trưởng làm sao bắt đầu bốc lên kim quang rồi, sau lưng, tân vòng không rên một tiếng, hắn kỳ thật muốn mang Dương Trần bay trở về. Dương Trần không làm, không phải muốn tự mình đi, nói là lực khống chế lượng. Nhưng thấy thế nào? Làm sao đều giống như đang khoe khoang, đi một trận. Dương Trần bỗng nhiên quát, ngô trấn khải, đừng nhúc nhích, sau. Một khắc, Dương Trần trong mắt một vệt kim quang bắn ra. Phía trước ngô trấn khải dọa đến vội vàng nhảy ra há to miệng hồi lâu đều không thể nói ra lời nói lão thiên ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì ra hỏa này làm sao bốc lên kim quang rồi dương trần trong mắt kim quang toát ra cách xa mấy mét một bên tân vòng lần nữa tâm mệt mỏi đáng giá không sáng lên đó cũng là muốn tiêu hao rất nhiều chân nguyên lực lượng có được hay không dương trần hiện tại cũng không quan tâm cái này sau đầu cũng tản mát ra chói mắt kim quang nhìn về phía Ngô Chấn Khải nói, nhìn thấy bất hủ thần thể cường giả, không biết hành lễ sao. Ngô Chấn Khải xem hắn, lại nhìn xem một bên Tân Vòng, hồi lâu mới ngốc trệ nói, người nói bất hủ thần thể là là ai Tân Vòng không có sáng lên đâu, ngươi đoán đoán ngươi tổ tông Ngô Chấn Khải lúc này thật hắn a à muốn mắng người. Lão tử đoán thứ đồ gì, gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn thật muốn sụp đổ, đừng nói Ngô Chấn Khải mới từ thần tinh thất nghe hỏi mà đến xem náo nhiệt tống thanh thư cũng ánh mắt ngốc trệ. Cảm thấy mình đang nằm mơ, đông ương đạo cung đến cùng làm sao a à, dương trần vì cái gì bốc lên. Kim quang, đâu chỉ bọn hắn, phàm là nhìn thấy người, đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Tư duy đều nhanh đình trệ, hạ vị thần linh cảnh võ giả không hiểu cái gì, kia còn tốt, nhưng... Hạ vị thần linh cảnh phía trên, bình thường đều biết điều này có ý vị gì chương 1004, viễn cổ cường giả sống lại. Cùng lúc đó, lượng lớn cường giả ngự không mà tới, dù là ngay tại chữa thương ngô phong. Đều bị quan vô cực đẩy ra ngoài, ra đại sự, Dương Trần toàn thân sáng lên, nghe được tin tức này. Thời điểm, quan vô cực cũng nhanh sụp đổ. Trước mấy ngày, hắn còn tại cùng ngô phong nhàn tán gẫu. Dương Trần nói không chừng ngày nào đỉnh phong thần vương, kết quả, kết quả ra hỏa này thật muốn rèn bất hủ thần thể giữa không trung ngô phong quan vô cực nháy mắt rơi xuống vừa dứt dưới một lát sau thật có lý lưu dơ cao mấy người cũng cấp tốc ngự không rơi xuống đất trừ lưu phá lỗ còn tại dưỡng thương đông ương đạo cung cao tầng cơ hồ đều đến nhìn thấy dương trần toàn thân kim quang lấp lóe thật có lý ánh mắt đầu tiên là ngốc trệ tiếp lấy không nói một lời một thanh nắm dương trần cái cổ ngự không mà đi những người khác cũng đều mộng chúng ta còn chưa lên tiếng đâu người mang theo người đi tính chuyện gì xảy ra giữa không trung dương trần thân kim quang càng thêm nồng đậm đâm phía dưới đám người thấy không rõ lắm không có cách cho người ta trông thấy nhiều mất mặt thật có lý đều không bận tâm một chút mặt mũi của mình mỗi lần đều làm như vậy hại tân vòng cũng học theo làm nhiều lần có phiền hay không hắn kim quang đại thịnh thật có lý lại là nghiến răng nghiến lợi quát khẽ nói thu lại thu lại không được dương trần một mặt vô tội hắn không phải một điểm không cách nào thu liễm chẳng qua thật hơi không khống chế được hiện tại toàn thân bốc lên kim quang dù là thu liễm cũng vẫn phải có thật có lý hít sâu một hơi không có lại nói nhảm cấp tốc mang theo hắn rơi vào tu luyện đạo trường vừa xuống đất dương trần dưới chân hơi không lưu ý một chân đem cửa ra vào bậc thang dẫm chia năm xẻ bảy, thật có lý khẽ nhíu mày. Dương Trần đường cái ta tìm người tới sửa, về phần bồi thường tiền, tiền phạt. Không quan trọng sự tình. Hắn hiện tại trăm vạn ức thân gia, ai quan tâm cái này, đạo cung còn thiếu hắn trăm vạn ức đâu. Trừ đi, nhìn lúc nào có thể trừ xong, thật có lý cũng không có lên tiếng âm thanh. Gặp hắn còn muốn dẫm, lần nữa nhấc lên hắn đi vào trong nhà, vừa đi vừa hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không phải có thể chuyển đổi thiên địa chi lực sao? Hôm nay thử thúc đẩy thiên địa chi lực rèn luyện một chút xương sọ, sau đó rèn luyện không ít. Chấm, thật có lý nghiêng đầu nhìn xem hắn, ánh mắt nguy hiểm nói, ngươi coi ta là ngớ ngẩn. Ngươi lại trâu, thiên địa chi lực lại nhiều. Một ngày đem toàn thân thần cốt rèn luyện đến trình độ này, kia chung vị thần vương cảnh đỉnh. Cao cường giả, cái nào có thể ba ngày thăng cấp thượng vị thần vương cảnh? Dương Trần vô tội nói, thật ta hoài nghi ta xương sọ kỳ thật cũng là trời sinh bất hủ. Chỉ là trước kia phủ bụi không hiện, hiện tại hơi rèn luyện một chút. Trực tiếp khôi phục thật có lý bỗng nhiên có chút. Không phản bác được khả năng này. Có sao, có sao? Thật có khả năng a, à, thế nhưng là cái này sao có thể, trên đời này chuyện tốt. Đều bị Dương Trần cho gặp, thật có lý ánh mắt phức tạp đến cực hạn yếu ớt nói ta bây giờ hoài nghi ngươi là thượng vị thần vương cảnh bất hủ thần thể cường giả sau khi chết khôi phục tồn tại lời này mới ra dương trần sửng sốt một chút vừa theo tới mấy người khác cũng đều sửng sốt ngô phong một mặt rung động bỗng nhiên nói rất có thể quan vô cực cũng nuốt một ngụm nước bọt trầm giọng nói thượng vị thần vương cảnh khôi phục rốt cuộc muốn bao lâu hắn là cái nào niên đại cường giả thượng Vị thần vương cảnh bất hủ thần thể chiến tử, bất hủ lực lượng không tiêu diệt. Có khả năng phục sinh. Rốt cuộc muốn bao nhiêu năm, không biết, bởi vì chỉ là lý luận, không ai biết. Thượng vị thần vương cảnh là có hay không có thể phục sinh, nhưng bây giờ Dương Trần. Thật quá phù hợp đây hết thảy. Nếu như hắn là thượng vị thần vương cảnh bất hủ thần thể cường giả sau khi chết lưu lại bất hủ. Lực lượng về sau tiến vào Dương Trần mẫu thân trong cơ thể, từ đó sống lại bây giờ ngay tại khôi phục kia hết thầy có giải thích. Linh hồn chi lực của hắn biến dị, thần cốt biến dị, huyết mạch chi lực thần bí cường hãn. Thậm chí bao gồm thần tủy sớm xuất hiện. Đều có hoàn mỹ giải thích, không có cái gì loại này giải thích càng phù hợp, chỉ có tân vòng. Trong lòng rõ ràng, cái giám lông cường giả sống lại. Thiếu chủ là cái gì nội tình, hắn rõ rõ ràng ràng, ràng lúc này mới chỗ nào đến đó nhi, viễn cổ cường giả sống lại sẽ hay không mang theo vốn có ký ức loại này cường giả còn có những người khác sao quan vô cực mấy vị cường giả đều mặt mũi tràn đầy rung động gần như đều tán thành phán đoán như vậy chỉ có như vậy khả năng giải thích đây hết thảy dương trần có lẽ tại mấy trăm hoặc là mấy ngàn năm trước thậm chí mấy vạn năm trước là thượng vị thần vương cảnh thậm chí thượng vị thần vương cảnh lấy cường già năm đó bất hủ lực lượng không có ma diệt theo thời gian trôi qua hiện tại khôi phục những người khác kinh ngạc đến ngây người dương trần cũng kinh ngạc đến ngây người nhạc cái này não động thật lớn lớn chính hắn đều muốn tin còn có cái gì sau đây càng tốt giải thích thượng vị thần vương cảnh sau khi chết khôi phục tồn tại thật quá hợp lý thật có lý cái này não động đều nhanh đột phá chân trời nàng nghĩ như thế nào đến thật có lý sắc mặt không ngừng thay đổi nhìn về phía dương trần nói ngươi từng có xa lạ ký ức sao ký ức sẽ hay không nương theo bất hủ lực lượng mà sống lại hiển nhiên thật có lý nhận định hắn là thượng vị thần vương cảnh sống lại cường giả dương trần một mặt sụp đổ có cái cọng lông a ngô phong cũng trầm giọng nói dương trần ngươi còn nhớ rõ chuyện trước kia sao dương trần một mặt vô tội đành phải kiên trì sinh biên cứng rắn tạo nửa ngày sau mới nói ta nhớ được a à, tại chúng ta thời đại kia đỉnh phong thần vương nhiều như chó thần vương hóa cảnh đi đầy đất chúng ta còn sáng tạo hoàng triều ta hẳn là đời thứ nhất hoàng đế ba thật có lý một bàn tay đập hắn trực tiếp lâm vào lòng đất mặt mũi tràn đầy nổi nóng nói tính ngươi là cường giả sống lại cũng tuyệt đối không có trí nhớ kiếp trước cái nào cường giả có ngươi như thế không đứng đắn những người khác cũng đều sắc mặt đen nhánh người hẳn a đùa ta đây hoàng triều hoàng đế dương trần một mặt bất đắc dĩ buồn bực nói các ngươi đều nhìn ta chằm chằm một bộ ta là cổ đại cường giả thái độ ta có thể làm sao ta đều nhanh bản thân hoài nghi ta thật là cổ đại cường giả sống lại ngô phong không có sen vào nữa hắn trầm giọng nói ta chuẩn bị báo cửu châu cao tầng tiếp tục tra tìm biến dị võ giả nếu như chúng ta đoán là thật kia mang ý nghĩa những cái này biến dị võ giả rất có thể cấp tốc bước vào thượng vị thần vương cảnh thậm chí cảnh giới càng cao hơn dương trần nghe vậy ánh mắt nhất động vội vàng nói cung chủ ngài thật xác định thượng vị thần vương cảnh có thể sống lại ngô phong cau mày nói khó nói bất hủ lực lượng hoàn toàn chính xác có rất nhiều công dụng bao quát gãy chi sống lại chúng ta tiêu hao nhất định bất hủ lực lượng là có thể làm được đương nhiên bất hủ lực lượng khôi phục cũng khó gãy chi sống lại có thể làm đến kia khác vì sao không thể thượng vị thần vương cảnh có thể sống lại cũng không phải là hoàn toàn tự dưng suy đoán chính là bởi vì bất hủ lực lượng một hệ liệt biểu hiện mới khiến cho chúng ta làm ra phán đoán như vậy dương trần ánh mắt lấp lóe nói nói như vậy những cái này biến dị võ giả thật đúng là có thể là cường giả sống lại rồi. Cung chủ, nếu không chúng ta cũng tìm một chút, tìm được chiêu đến Đông Ương Đạo cung đến. Nhiều bồi dưỡng một chút đỉnh phong thần vương cảnh cường giả ra tới. Bất kể có phải hay không là biến dị võ giả đều rất mạnh. Điểm ấy là sự thật, kiếm không thiếu sót, thẩm lãng nhưng côn uy ai không phải cường giả. Ngô Phong khẽ lắc đầu nói, rất khó tìm, thật muốn dễ dàng như vậy cũng sẽ không hiện tại chỉ có mấy người các ngươi rất nhiều người đều là tại tu luyện về sau mới xuất hiện biến hóa thẩm lãng nhưng là võ tông cảnh sau rèn luyện xương cốt tốc độ cực nhanh mới bị phát hiện côn uy cũng kém không nhiều kiếm không thiếu sót càng là đến chung vị thần linh cảnh giai đoạn linh hồn chi lực bỗng nhiên ngoại phóng mới bị người phát hiện khác biệt về phần ngươi ngô phong không biết nên nói thế nào tiểu tử ngươi một ngày một cái biến hóa một ngày biến dị đồng dạng chúng ta đều sắp bị ngươi làm mộng giờ phút này mấy vị cường giả đều là một mặt phức tạp tân vòng giả vờ giả vịt nhìn chằm chằm dương trần trái xem phải xem nửa ngày sau mới nói tiểu tử ngươi thật chẳng lẽ mấy ngàn tuổi rồi đây chẳng phải là già hơn ta nhiều đúng ta là nhân loại tổ tông ầm lần này tân vòng cũng không khách khí một bàn tay đem hắn đập lâm vào lòng đất càng sâu một chút chỉ còn lại một nửa tại mặt đất, những người khác cũng mặc kệ hắn, đánh chết đều đáng đời. Chương 1005, tốt xấu hổ. Quan Vô Cực cùng mấy người khác nói một trận, bỗng nhiên có chút u oán nói, nói như vậy. Có lẽ, hắn thật đúng là có thể cấp tốc tiến vào Thượng Vị Thần Vương cảnh rồi, lời. Này mới ra, đâm đám người trái tim đều đang chảy máu, Thượng Vị Thần Vương cảnh đơn giản như vậy? Sao? Bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy? thật muốn bị tiểu tử này cấp tốc vượt qua đi thật có lý đột nhiên cảm giác được có chút tâm mệt mỏi ỉu xìu nói cút đi gần đây chớ xuất hiện ở trước mặt ta nhìn thấy dương trần nàng thật muốn đánh chết hắn lão nương vì đột phá đều nhanh sụp đổ ngươi ngược lại tốt dễ dàng hôm nay thần cốt biến dị ngày mai thần tùy tự nhiên khí người trái tim đều đau dương trần một mặt im lặng hợp lấy mang theo ta bay một chuyến vì nói như thế mấy câu xác định ta là viễn cổ cường giả sống lại dương trần cũng không nói nhảm từ lòng đất bò ra tới một đường dẫm qua lưu lại một cái cái hố sâu thở dài nói thế mà thành nhân lại tổ tông không chừng hiện tại những cái này người quen đều là ta vô số đời hậu nhân tốt xấu hổ sau lưng mọi người cái sắc mặt đen nhánh nhưng suy đoán nếu là thật thật đúng là chưa hẳn không có khả năng kia thật xấu hổ rời đi thật có lý đạo trường Dương Trần bỗng nhiên cười ra tiếng, bọn gia hỏa này, nhanh sụp đổ đi. Chẳng qua suy đoán chưa chắc là sai. Tam sư huynh bọn hắn chẳng lẽ thật đúng là viễn cổ cường giả, lung. Lầy đầu, Dương Trần không còn dám nghĩ, gần đây theo biết đến tin tức càng nhiều. Hiểu rõ đồ vật càng nhiều, hắn hiện tại cũng nhanh nghĩ sụp đổ. Mặc kệ bọn hắn, dù sao thực lực của ta là lần nữa mạnh lên rất. Nhiều, chờ thích ứng hiện tại biến hóa lại đem vệ thiên kiếm thuật xâm nhập tinh tu một phen dương trần cảm thấy mình thật có thể treo lên đánh thượng vị thần linh cảnh không áp lực gặp được hạ vị thần vương cảnh cũng có thể làm một đám đối phương không bộc phát toàn bộ thực lực chưa chắc là đối thủ của hắn nếu như ra át chủ bài dù cho là gặp được chung vị thần vương cũng không phải là không thể được nếm thử chống lại một hai đúng lão tân giả bất hủ thần thể tu luyện bí pháp ta cũng có thể xây một chút có lẽ rất nhanh tu thành đến lúc đó ta một khi thật thành tựu nửa bước bất hủ thần thể mặc dù thần tàng chi môn chưa phong nhưng chưa hẳn so hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong kém đi tới đi tới dương trần trở lại bí cảnh ký túc xá cùng một thời gian ngô trấn khải cũng trở về nhìn thấy dương trần ngô trấn khải không nói hai lời quay đầu liền đi hắn bây giờ thấy dương trần luôn cảm giác mình rất đau xót dương trần cũng không thèm để ý lớn tiếng nói ai tu luyện thật nhanh thật là phiền phức lại không khắc chế một chút ta ngày mai không chừng thật sự thượng vị thần vương cảnh quá nhanh giờ khác này chung quanh qua đường học viên nhao nhao tự ti sắp khoan thành động ngô trấn khải bộ pháp tăng nhanh hơn rất nhiều sắc mặt tím lại ngươi tiếp tục phách lối ta quyết định hôm nay thỉnh cầu đi thục châu làm chấp sự đương nhiên trong lòng là thật sự có chút ao ước phát cuồng đến cùng vì cái gì a à? tiểu tử này ăn cơm uống nước đều tại trướng thực lực thời gian này thật không có biện pháp qua mà tại dương trần trở lại mình ký túc xá không lâu ngô phong vẫn là quyết định hướng cửu châu cao tầng báo cáo thượng vị thần vương cảnh cường giả báo cáo tin tức rất nhanh tin tức chuyển lại đến cửu châu cao tầng biến dị võ giả, hư hư thực thực viễn cổ cường giả sống lại, làm. Cái suy đoán này mới ra, dù là những cái kia cao tầng, cũng rung động tột đỉnh. Suy đoán như vậy cùng phán đoán, trước đó thật không có người nghĩ tới, chẳng lẽ. Thượng vị thần vương cảnh trở lên cường giả, thật có thể chết mà sống lại, nếu quả thật như thế. Kia có chút sự tình, nhưng phức tạp, thời khắc này Dương Trần, cũng không có quản cái này. Tùy tiện bọn hắn làm sao đoán, không tầm thường nhiều một ít giám thị tại cửu châu hắn cũng làm loạn hạ ngoại vực giám thị cũng vô dụng lúc này dương trần suy xét tiếp xuống thu xếp đạo cung bên trong sự tình còn muốn một đoạn thời gian xử lý bản thân hắn cũng phải tu luyện ít nhất cũng phải tu luyện tới thượng vị thần linh cảnh trung đoạn mới được sau đó hắn muốn cân nhắc chuyến lần sau ngoại vực đông cửu hoan Đương nhiên, giai đoạn này, Dương Trần không định làm đại sự, hắn cũng đang chờ, đợi đến tân. Vòng thực sự trở thành thượng vị thần vương cảnh. Chờ đợi thật có lý cùng lưu dơ cao đột phá, chờ đợi lưu phá lỗ thương thế khôi phục. Một khi đều đột phá, sáu vị trung vị thần vương. Kia thật có thể làm một lần lớn, linh hồn chi lực cùng cường độ thân thể tăng vọt. Bao quát bất hủ thần cốt lực lượng, đều cần thời gian dài đi quen thuộc đi trưởng khống, chẳng qua hiện nay Dương Trần, thực lực so trước kia mạnh rất nhiều. Thực lực càng mạnh, càng dễ dàng thích ứng, tại Thăng Long không gian đợi 7 ngày. Dương Trần thích ứng đây hết thảy, lắng động căn cơ về sau, Dương Trần dự định qua mấy ngày. Liền có thể chính thức tiến vào thượng vị thần linh cảnh trung đoạn. Mà gần giống như hắn thời gian đột phá thẩm lãng nhưng mấy người. Chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian, sau đó chủ yếu tinh lực. Chỉ sợ phải đặt ở tham tu võ kỹ thần thông phương diện, chính quy vạch lên tiếp xuống tu luyện. Thế nào, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Dương Trần đơn giản thu thập một chút, cất bước đi ra tu luyện thất, không có đi mở cửa. Cửa lại là tự động mở, đứng ở ngoài cửa ứng hái kiệt thấy cửa mở, phía sau cửa không người. Dương Trần còn tại nơi xa ngồi, có chút sững sốt một chút, tiếp lấy cười khổ nói. Linh hồn chi lực ừm Dương Trần khẽ gật đầu, Ứng Hái Kiệt một mặt ao ước, không cách nào so sánh được, nhìn xem. Người ta đều linh hồn chi lực ngoại phóng, ngồi. Đi, hôm nay nghĩ như thế nào đến ta cái này rồi? Hai. Người kỳ thật chính là hàng xóm, nhưng gần đây tất cả mọi người tại tu luyện. Không chỉ Dương Trần, Ứng Hái Kiệt những người này áp lực quá lớn. Bây giờ cơ hồ là không biết ngày đêm chăm học khổ tu ứng hái kiệt những ngày này cũng một mực đợi tại thần tinh thất không chút ra tới. Gia hỏa này lần này cũng hạ ngoan tâm, không có tìm trong nhà đòi tiền. Mình đi vay ba nghìn học phần, dám hạ loại này nhẫn tâm. Một lần vay mượn nhiều như vậy học phần võ giả thật đúng là không có nhiều. Ứng hái kiệt hít vào một hơi, ở trên ghế salon ngồi xuống, suy nghĩ một chút nói: mới vừa từ chiến đoàn trở về, mấy ngày nay ngươi không có đi thuận tiện mang cho ngươi cái tin tức chuyện gì thục châu chuyện bên kia lăng thống sư huynh bọn hắn hai ngày trước cũng chạy tới hôm qua phúc đoàn trưởng bọn hắn đám người này ra tới một bộ phận dương trần lên tinh thần mở miệng nói tình huống thế nào rồi ứng hái kiệt có chút ngưng lông mày nói ra tới đều là thụ thương lão sư cùng học viên lần này tổn thương không ít người thục châu ngoại vực mặc dù trước mắt không có lại mở ra thượng vị thần vương đại chiến Bất quá vẫn là bộc phát nhiều lần hạ vị thần vương cấp khác chiến đấu. Đi vào võ giả cũng tử thương một bộ phận. Thục Châu bản thổ thần linh cảnh võ giả, lần này chết hơn 10, chúng ta bên này. Dương Trần sắc mặt nặng nề nói, người chết rồi, thế thì không có trước khi đi, tất cả mọi người mang theo không ít hồi mệnh đan. Không quá nặng tổn thương mấy cái không? Thể không nói, có tiền hay không, kết quả đều là khác biệt không ít võ giả, bởi vì không có bảo mệnh đan dược, nội phủ trọng thương về sau. Không thể kéo tới trị liệu thời điểm. Liền mất mạng, thục châu bên kia mặc dù cũng mua lượng lớn đan dược, khả nhân không ít. Mỗi người phân đến một viên hồi mệnh đan cũng không tệ. Mà ở ngoại vực, một viên chưa hẳn đủ, Dương Trần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Không chết liền tốt, người bị thương trở về rồi sao, hắn. Mấy ngày nay, một mực đang thích ứng thực lực tăng vào tình trạng cũng chưa kịp đi chú ý những thứ này. Trường 1006, bắt khổ lực. Trở về, chẳng qua tả đường chủ bọn hắn còn tại bên trong. Nói, ứng hái kiệt cười nói, đằng nạp lan cũng còn tại bên trong không có ra tới. Chẳng qua nghe được học trưởng nói, người không có việc gì. Mà lại đằng nạp lan hiện tại nhưng lợi hại, hai ngày trước, một mình nàng một kiếm. Giết bảy tám hạ vị thần linh cảnh cao đoạn trở lên dị tộc tu sĩ, nàng dương trần có chút sợ run tiếp lấy liền cười nhạt nói bình thường dù sao cũng là thiên phú thực lực đều có vốn liếng càng thâm hậu trên thân đan dược cũng nhiều linh khí tự nhiên không cần phải nói nói đơn giản hai câu dương trần cũng không có tiếp tục ứng hái kiệt ha ha cười không ngừng lại nói mặt khác tả đường chủ để người mang đến không ít thần tinh nghe nói bọn hắn lần này xuống dưới đào bảy tám cái nhỏ khoáng mạch Tả đường chủ có ý tứ là những cái này thần tinh, nửa giá bán ra cho đạo cung. Dương Trần lắc lắc đầu nói, không cần thiết nên cầm bao nhiêu là bao nhiêu. Mọi người cũng là vào sinh ra tử cầm tới, đạo cung giá thu mua vốn cũng không cao. Lại nói bán cho học viên, học viên cũng là muốn trả tiền. Đạo cung sẽ không kiếm cái này tranh lệch giá. rất lời, Dương Trần lại nói, dạng này cũng tốt ta còn chính phát sầu hiện tại thần tinh lượng tiêu hao quá lớn sợ duy trì không được bao lâu hiện tại có tiền thu có thể duy trì thêm một đoạn thời gian ứng hái kiệt nghe vậy gật gật đầu tiếp lấy hơi có chút do dự dương trần cũng không ngoài ý muốn cười nói nói đi đến cùng chuyện gì ứng hái kiệt đến tìm hắn sẽ không liền chỉ là đến nói tin tức này hay chuyện ứng hái kiệt cũng không do dự nữa mở miệng nói thứ nhất xem như nửa công nửa tư Ta có cái đại ca, năm nay 42 tuổi, thượng vị thần linh cảnh sơ đoạn. Cũng coi là thiên tài võ giả. Trước đó một mực đang Trung Châu đan trận liên minh nhậm chức. Chẳng qua Trung Châu đan trận liên minh nhiệm vụ không nhiều, sự tình cũng không nhiều. Vài ngày trước đã nói với ta đầy miệng, ta liền nói một chút. Chúng ta đông ương đạo cung ngay tại chiêu đạo sư. Dương Trần tự tiếu phi tiếu nói, ra ra ngươi thế nhưng là tại Đại Thánh Sơn nhậm chức ứng. Hái kiệt cười nói, cái này có quan hệ sao? Gia gia của ta là gia gia của ta, ta còn tại Đông Ương Đạo Cung đâu, ngươi liền nói. Có khai hay không đi? Đương nhiên chiêu, thượng vị thần linh cảnh cũng không phải rau cải trắng. Ngươi ca nguyện ý đến Đông Ương Đạo Cung, Đông Ương Đạo Cung hoan nghênh. Đi trình tự bình thường là được, vừa vặn, tiếp qua mấy tháng. Lần tiếp theo tân sinh liền phải nhập Đạo Cung, hiện tại ta còn tại phát sầu đạo cung đạo sư số lượng quá ít đâu nói dương trần lại nói chuyện thứ hai đâu ta muốn đi thục châu dương trần nhíu mày trầm ngâm nói ngươi vừa mới tiến hạ vị thần linh cảnh cao đoạn hạ vị thần linh cảnh cao đoạn không tính yếu ứng hái kiệt hít sâu một hơi nói dĩ vãng hạ vị thần linh cảnh sơ đoạn liền sẽ tiến ngoại vực đông ương đạo cung bên này bởi vì ý kiến của ngươi hiện tại hạ vị thần linh cảnh sơ đoạn võ giả đều tại tu luyện Đông Cửu Hoan đều không thế nào đi vào. Ta hiện tại cũng hạ vị thần linh cảnh cao đoạn. Đến bây giờ cũng liền tại hoàng cảnh lúc ấy tiến vào một lần Đông Cửu Hoan. Hơn nữa còn không có đợi mấy ngày. Vải Miễn cùng Đằng Nạp Lan trước đó cũng mới vừa tiến vào hạ vị thần linh cảnh cao đoạn. Bọn hắn nếu không còn chuyện gì, vậy ta cảm thấy ta cũng không có việc gì. Huống chi, coi như thật có sự tình, cái kia cũng không có gì võ giả cũng không thể một mực đang phía sau trốn tránh tu luyện cái này không phù hợp dự tính ban đầu có thể dương trần không có lại thuyết phục gật đầu nói mình cẩn thận một chút đi nghe tả đường chủ thu xếp cái khác ta liền không nói thêm cái gì ừm mặt khác cửa tiểu kiều cũng chuẩn bị cùng đi nàng dương trần lập tức cao mày nói nàng mới hạ vị thần linh cảnh trung đoạn a hôm qua đột phá đến cao đoạn mới đột phá dương Trần, chúng ta đều là võ giả, đều có con đường của mình. Ta biết ngươi suy xét chính là an toàn của chúng ta, nhưng một mực đang đạo cung tu luyện. Chưa chắc có lợi, ra ngoài thấy chút máu tanh, sông sáo sông sáo, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Ứng hái kiệt sắc mặt có chút phức tạp nói, ngươi đều lên vị thần linh cảnh. Chúng ta còn tại hạ vị thần linh cảnh, nói thật chúng ta cũng không quá quen thuộc bây giờ mưa gió nổi lên thừa dịp bây giờ còn chưa bộc phát toàn diện đại chiến chúng ta những cái này cấp thấp võ giả còn có lịch luyện cơ hội một khi chân chính bộc phát toàn diện đại chiến chúng ta những người này có lẽ liền đơn độc lịch luyện cơ hội đều không có dương trần trầm mặc chốc lát nói trừ bọn ngươi ra còn có người khác sao có mấy cái cũng đều muốn đi qua dương trần thở hắt ra khẽ gật đầu nói thôi được ta chỉ là chiến đoàn đoàn trưởng đã các người mình có cái ý này nguyện vậy ta không ngăn muốn đến thì đến đi mỗi người đi kho vụ thống soái một viên hồi mệnh đan tính miễn phí tặng tạ ơn hẳn là đều còn sống trở về đừng đồ ngốc gặp thượng vị thần linh dị tộc cũng xông đi lên ứng hái kiệt bật cười nói chúng ta lại không ngốc chỉ là lịch luyện cũng không phải đi chịu chết hai người lại đơn giản trò chuyện một hồi ứng hái kiệt không có lại ở lâu hắn còn phải đi thông báo những người khác ngày mai liền cùng một chỗ khởi hành đi thục châu thục châu ngoại vực đông lục hoan cũng sắp toàn diện mở ra thông đạo đã nhiều lần lâm triệt để vững chắc đến lúc đó tiến vào người sẽ rất nhiều thừa dịp hiện tại người ít điểm đi vào còn có thể nhiều vớt điểm chỗ tốt vừa đưa tiện ứng hái kiệt không bao lâu công phu lại người đến tân vòng vào cửa lần này không nói hai lời dẫn theo dương trần liền hướng bên ngoài đi dương trần một mặt im lặng không thể không hỏi lão sư làm sao rồi ngươi còn không biết xấu hổ hỏi làm sao rồi tân vòng nước bọt đều nhanh phun đến trên mặt hắn tức giận nói chính ngươi sách thiên địa chi lực tu luyện thất hiện tại ngược lại tốt sự tình toàn ném đến quan vô cực trên đầu quan vô cực mấy ngày nay một mực đang bên kia cung cấp thiên địa chi lực nhưng bây giờ linh hồn chi lực tiêu hao hầu như không còn. Thiên địa chi lực cũng đoạn mất cung ứng, ngươi nói một chút, ngươi có ý tốt sao? Linh hồn chi lực tiêu hao hết, lấy quan vô cực thực lực. Dù là có thể thông qua luyện hóa một chút đan dược đến uẩn dưỡng, không có 10 ngày 8 ngày. Đều rất khó hoàn toàn khôi phục lại, chính bọn hắn cũng phải tu luyện. Mà lại chung vị thần vương kỳ thật đều là có nhiệm vụ. Mấy ngày nay, quan vô cực linh hồn chi lực tiêu hao hầu như không còn. Không thể không dừng lại tiếp tục cung cấp tăng thêm tân vòng cái này không muốn mặt đi cọ. Thiên địa chi lực tu luyện, không có mấy ngày liền tiêu hao hết. Quan vô cực hiện tại cũng không làm, lão đầu tử còn đang hờn dỗi tới. Nhất là gặp được tân vòng cái này không muốn mặt mỗi ngày đi cọ. Quan vô cực đều sắp tức giận nổ. Tân vòng hôm nay lại muốn đi tu luyện, kết quả phát hiện, hết rồi không có cách đành phải đến bắt dương trần làm lao động tay chân về phần ngô phong lần nữa bế quan đi cũng không tiện đi kéo người ra tới dương trần nghe vậy hơi có chút kinh ngạc nói quan cung chủ cái này lực bền bỉ cũng quá kém đi lúc này mới mấy ngày a à. quan vô cực trung vị thần vương cảnh rất lâu nghĩ đến cũng tại trung vị thần vương cảnh trung hậu kỳ dáng vẻ đi ít đến linh hồn chi lực tiêu hao thật nhiều khó cấp tốc khôi phục người biết cái đếch gì tân vòng mắng một câu ngươi cho rằng người người đều cùng ngươi giống như dù là trung vị thần vương cảnh cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục huống chi cũng không thể thật triệt để tiêu hao sạch sẽ nếu là gặp được tình huống khẩn cấp linh hồn chi lực hao tổn không trung vị thần vương cũng phiền phức dương trần bĩu môi trong lòng bàn tính toán một cái một lát sau dương trần mở miệng nói như vậy đi Ta mỗi tháng cho thiên địa chi lực tu luyện thất cung cấp 500 kho thiên địa chi lực. Chẳng qua đạo cung muốn thanh toán ta 10 vạn ức. Tân Vòng liếc mắt nhìn hắn, nắm bắt cổ của hắn tay nặng nề một chút, cắn răng nói: "Ngươi liền không thể muốn ít chút, lớn không được đền bù ngươi một chút đan dược và thần tinh, không sai biệt lắm liền phải. Nhất định phải kiếm một bút." Dương Trần ra giá, hắn không cần hỏi đều biết, khẳng định kiếm chẳng qua 500 kho vẫn là để Tân vòng có chút chấn kinh, trung vị thần vương cảnh quan vô cực. Thượng vị thần vương cảnh Ngô Phong, hai người này chung vào một chỗ. Một tháng đại khái là có thể cung cấp nhiều như vậy. Đương nhiên, kia là tại còn giữ lại thích hợp chiến lực tình huống dưới, mà Dương Trần. Hắn một thượng vị thần linh cảnh, thế mà có thể đỉnh một trung vị thần vương cảnh cùng thượng vị thần vương cảnh tác dụng. Thiếu chủ có chút đáng sợ a. À? chương 1007, thiên địa chi lực tu luyện thất. Dương Trần không ngừng kêu khổ nói, lão sư, thật không đắt. Mấu chốt chính ta tiêu hao cũng lớn, còn phải tiếp nhận phản phệ lực lượng, 500 kho. Hẳn là cũng đủ, chúng ta đạo cung hạ vị thần vương cảnh. Trước mắt cũng liền 30 người trái phải. Cũng không phải người người đều sẽ mỗi ngày đều đi tu luyện, miễn phí thời gian sử dụng hết. Bọn hắn cũng phải thanh toán cực phẩm linh thạch hoặc là học phần mới được đến lúc đó thu lệ phí thời điểm hơi thu đắt một chút ta cảm thấy đi kiếm về cũng không khó huống chi ngươi có tiền cũng chưa chắc có thể để cho trung vị thần vương toàn lực ứng phó cho ngươi làm tu luyện cung ứng khí là đạo lý này a à. ngươi bây giờ ra giá 10 vạn ức một tháng có thể thuê đến ba vị trung vị thần vương cảnh cường giả toàn lực ứng phó cho ngươi làm một tháng năng lượng cung ứng khí sao nói nhảm đương nhiên có thể tân vòng tức giận nói ngươi cho rằng trung vị thần vương liền thật có thể kiếm nhiều tiền rồi trung vị thần vương cũng là muốn tu luyện mà lại hao phí cũng lớn bọn hắn đối đan dược nhu cầu không cao có thể đối thần tinh nhu cầu vẫn là không nhỏ một tháng ba vạn ức ta cam đoan nhất định có thể thuê đến một tháng ba vạn ức một năm chính là ba mươi sáu vạn ức đương nhiên trung vị thần vương mình cũng phải tu luyện trừ bỏ tu luyện cùng nhiệm vụ thời gian một năm rút ra nửa năm qua, vấn đề không lớn. Đó chính là 18 vạn ức, năm thu nhập 18 vạn ức, dù là trung vị thần vương. Cũng không phải người người đều có thể có dạng này thu hoạch chung. Vị thần vương như thế giá rẻ. Dương Trần một mặt kinh ngạc nói, không có tiền. chuyến lần sau ngoại vực. Cốt, tân vòng mắng một câu, hạ ngoại vực liền có thể có thu. Hoạch bao nhiêu trung vị thần vương. chuyến lần sau ngoại vực, không có thu hoạch không nói. Cả người là tổn thương trở về mới là trạng thái bình thường. Trung vị thần vương cường người, hạ ngoại vực, cũng sẽ bị ngoại vực đồng cấp cường giả để mắt tới ta. Cung ứng thiên địa chi lực thế nhưng là tương đương với ba vị trung vị thần vương. Mỗi tháng vậy liền tám vạn ức, vạn ức cho ăn bể bụng nhiều như vậy. Dương Trần lập tức mặt đen, mặc dù hắn có chuyển đổi võ hồn có thể liên tục không ngừng từ bàn. Nguyên không gian chuyển đổi năng lượng lấy ứng đối tự thân tiêu hao có thể chuyển đổi võ hồn bản nguyên không gian cũng không phải vô cùng vô tận cũng cần từ vô tận hư không hấp thu năng lượng lão sư ta thật tiêu hao rất lớn thiên địa chi lực cũng không phải trống rỗng liền có thể đến ta cũng phải tiêu hao lượng lớn thần tinh còn có linh hồn chi lực ta đều là nể tình đông ương đạo cung tình cảm bên trên mới làm loại chuyện này như vậy đi bảy vạn ức một tháng ít hơn nữa ta không làm vạn ức nhiều nhất bằng không đạo cung tiếp nhận không được dạng này đại giới. Tân vòng không nói lời nói thật năm vạn ức cung cấp 500 kho. Tương đương với để quan vô cực làm 5 tháng. Quan vô cực lần này cũng liền cung cấp 100 kho trái phải thiên địa chi lực. Thời gian còn lại hắn muốn khôi phục còn có chuyện khác phải bận rộn. Vạn ức đừng trả giá, trả lại giá ta không làm, quản lý chấp sự ta đều không làm, dương. Trần lần nữa lắc đầu, đây là cực hạn. Thấy Dương Trần nói kiên định, Tân Vòng liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng gật đầu nói: "Kia quay đầu ta đi hỏi một chút ý kiến của những người khác, chẳng qua 6 vạn ức một tháng. Một năm đó chính là 72 vạn ức. Cái này đại giới." Tân Vòng nhẹ nhàng thở dài, vẫn là quá đắt, những cái này hạ vị thần vương cảnh võ giả nếu là không có kiểm nhận lấy được, vậy liền thật lỗ lớn. "Đương nhiên, tu luyện hạ vị thần vương cảnh võ giả qua miễn phí thời gian" cũng phải trả giá một chút đạo cung phụ cấp sẽ không quá nhiều cũng liền tình huống bây giờ khác biệt bằng không phụ cấp nhiều như vậy đông ương đạo cung không chịu đựng nổi thấy tân vòng đáp ứng dương trần nhẹ nhàng thở ra có chút sự tình còn phải trưng cầu những cường giả này ý kiến đáp ứng liền tốt bằng không thật miễn phí cung cấp khẳng định sẽ bị người hữu tâm chú ý đàm tốt cái này sự tình dương trần ngược lại là nghĩ đến bất hủ thần thể tu luyện sự tình mở miệng nói, lão sư, ngài cái kia nửa bước bất hủ thần thể phương pháp tu luyện nói cho ta. Một chút ta tu luyện thử xem, nhìn xem có thể hay không mân mê một cái nửa bước bất hủ thần. Thể ra tới, tân vòng trước kia là không tán thành, nhưng bây giờ... Dương Trần bất hủ thần cốt đều ngưng đúc một chút, tân vòng trầm ngâm chốc lát nói. Trước chuẩn bị cho tốt thiên địa chi lực tu luyện thất sự tính. Cái này quay đầu ta lại cùng ngươi đàm, được dương trần liền vội vàng gật đầu nửa bước bất hủ thần thể nghe rất phong cách uy lực cũng không nhỏ vẫn là đáng để mong chờ thiên địa chi lực tu luyện thất cũng tại thần tinh thất tu luyện thất bên kia trên thực tế cả hai tranh lệch không lớn chỉ là đặc thù cải tạo một chút mấy gian trước đó tu luyện thất thôi thiên địa chi lực so với bình thường năng lượng muốn bá đạo bốn phía vách tường ra cố một chút dương trần đến thời điểm không ít hạ vị thần vương cảnh võ giả đều đang đợi bao quát mấy vị đường chủ nhìn thấy dương trần đến trận đường đường chủ thẩm thông lập tức nói dương trần người đến cùng có thể hay không cung cấp thiên địa chi lực trước đó ngươi thế nhưng là nói chấm ngoặc kép dương trần một mặt nghiêm túc nói thẩm đường chủ nam nhân sẽ nói không được sao thẩm thông đầu tiên là sững sờ tiếp lấy kém chút nghĩ một bàn tay chụp chết hắn lão tử nói Chính sự đâu, Dương Trần không có lại tiếp tục cái đề tài này, một đám lão đầu tử biết cái gì? Thẩm Đường chủ, giống ngài dạng này hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong. Tiêu hao thiên địa chi lực lớn sao? Thẩm Thông trầm ngâm nói, kỳ thật chúng ta tiêu hao thiên địa chi lực, chủ yếu vẫn là vì thể nghiệm thiên địa chi lực cấu thành, kích động chúng ta tự thân xuất hiện biến hóa, lấy đạt tới võ đế chi tâm cộng minh hoặc là linh hồn chi lực ngoại phóng tình trạng. Tiêu Hao phương diện, kỳ thật không phải quá lớn, chẳng qua tu luyện thất lại bịt kín. Cũng sẽ có lực lượng tiêu hao. Chúng ta kỳ thật ở bên trong liền sẽ tiêu hao. Nếu như đơn độc cung ứng ta một người, ngày kế tối thiểu muốn tiêu hao 10 kho trái phải. Một bên Tống Thanh thư mở miệng nói, chúng ta những cái này không tới hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong võ giả. Tiêu Hao kỳ thật lớn hơn, ừm, Dương Trần có chút ngoài ý muốn. Tống Thanh thư giải thích nói, chúng ta kỳ thật đều tại thử nghiệm. Dùng thiên địa chi lực đi phong bế thần tàng chi môn. Mà thần tàng chi môn không có triệt để phong bế, năng lượng tiêu hao càng nhanh. Tống Thanh thư vừa nói vừa nói, đương nhiên. Chúng ta bởi vì cường độ thân thể không như sau vị thần vương cảnh đỉnh phong. Tổng hợp xuống tới, đợi thời gian muốn ngắn một chút. Chẳng qua đại khái cũng phải tiêu hao mười kho dáng vẻ. Nói cách khác, ngày kế, tất cả mọi người là tiêu hao 10 kho. Chúng ta đạo cung, đại khái 30 vị hạ vị thần vương cảnh, một ngày chính là 300 kho. Dương Trần còn chưa nói xong, thẩm thông liền nói, đó cũng không phải. Chúng ta cũng không thể một mực ở bên trong, đợi thời gian dài. Kỳ thật cũng không có hiệu quả, mà lại thân thể cũng không chịu đựng nổi. Dưới tình huống bình thường, 5 ngày một lần, kỳ thật liền đầy đủ. Một tháng, đến cái năm sáu lần là được, đó chính là một người muốn tiêu hao 50 kho trái phải. Chấm, Dương Trần nói, si xét chốc lát nói, ta chỉ có thể cung cấp 500 kho trái phải. Cũng chính là thỏa mãn 10 người tu luyện nhu cầu. Thẩm thông không đợi hắn nói xong cũng mừng lớn nói, đầy đủ. Thật đúng là có thể đem cái này ngày đó thường tu luyện A, à, một tháng qua cái hai lần. Vậy chúng ta luân chuyển lấy đến, đều có thể tu luyện. Dương Trần, ngươi thật đi, 500. Kho thiên địa chi lực, nghe giống như không nhiều. Thật là muốn đem 500 kho thiên địa chi lực bạo phát đi ra. Có thể so với thượng vị thần vương cảnh cường giả tối đỉnh toàn lực bộc phát. Hào hết hết thảy một kích lực lượng. Ngày đó, tân vòng một chiêu kia kiếm chém lên vị thần vương cảnh. Kỳ thật cũng liền cùng 500 kho thiên địa chi lực bộc phát cường độ không sai biệt lắm. Có lẽ hơi cao một chút, hạ vị thần vương cảnh cường giả nhưng thật ra là không bạo phát ra được như thế lớn uy lực tân vòng kia là nuôi nhiều năm kiếm tại vô sinh kiếm vỡ nát cùng tự thân nửa bước bất hủ thần thể vỡ nát tình huống dưới mới bạo phát ra loại cường độ này bộc phát chính hắn cũng không chịu nổi triệt để nổ tung cho nên đỉnh phong thần vương cũng là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố lại này cường giả giao chiến một khi xuất hiện ở trên bầu trời thành phố không nói tinh thần uy áp chỉ là chiến đấu dư chấn cũng đủ để cho một tòa thành thị hủy diệt về phần mạnh hơn thần vương hóa cảnh dương trần không cách nào phán đoán đối phương mạnh yếu nhưng dương trần suy đoán những cái này siêu cấp kinh khủng cường giả có lẽ có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị nếu là bộc phát nhiều vị thần vương hóa cảnh cường giả chiến đấu một cái châu có lẽ đều muốn hóa thành hoang vu chương 1008, điên dại bí pháp. Dương Trần không còn dám nghĩ, thở hắt ra, rất nhanh nhân tiện nói. Về sau qua miễn phí thời gian, mỗi lần tu luyện một ngày, cần thanh toán 500 học phần, mọi. Người sắc mặt khẽ biến, chẳng qua đều không nói gì, 500 học phần, thật không tính thấp. Hoặc là nói cực quý. Nhưng đến hạ vị thần vương cảnh giai đoạn. Mọi người kỳ thật đều tại hướng chung vị thần vương cảnh cố gắng, một tháng hai lần tiêu hao một nghìn học phần, đến cùng có đáng giá hay không phải? Liền nhìn có thu hoạch hay không? Tất cả mọi người không có lên tiếng âm thanh. Dương Trần cảm thấy cũng không coi là nhiều muốn, sự tình. Coi như như thế định, Dương Trần cũng không chậm trễ. Hắn một lần tính cũng vô pháp ngưng tụ ra 500 kho thiên địa chi lực. Huống chi, một lần ngưng tụ quá nhiều, cũng dễ dàng tiêu tán. Sinh ra không tất yếu lãng phí. Dương Trần một lần không sai biệt lắm ngưng tụ năm kho dáng vẻ. Liên tiếp hướng cái phễu bên trong rót vào 10 lần, giờ phút này. Dương Trần trên tay đã máu thịt be bét, lộ ra kim quang chói mắt xương cốt cứ. Như vậy đi, về sau ta ba ngày qua một lần. Dương Trần tùy ý run lên tay, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại. Khép lại, cái này, nhìn tất cả mọi người có chút ao ước. Tiểu tử này sức hồi phục cũng mạnh đến cực hạn. Thẩm Thông gật đầu nói, ba ngày một lần có thể, thật muốn không chịu nổi. Thiếu mấy lần cũng không quan hệ. Dương Trần cười nói, rồi nói sau, kỳ thật ta vẫn là hy vọng các lão sư có thể có thu hoạch. Nhất là Thẩm Đường chủ ngài mấy vị, nếu là võ đế chi tâm có thể thăng cấp đến võ thần chi tâm. Hoặc là linh hồn chi lực ngoại phóng tình trạng, kia Đông Ương Đạo cung liền thật hưng thịnh. Bây giờ, Đông Ương Đạo cung bên này, trừ lão sư ta, Tân Đường chủ, Lưu Đường chủ hạ vị thần vương cảnh đình phong cảnh còn có bốn người ngài mấy vị đều thành trung vị thần vương kia đông ương đạo cung trung vị thần vương số lượng liền có thể đạt tới mười vị thẩm thông cùng mấy vị khác hạ vị thần vương đạo sư đồng thời cười khổ trung vị thần vương nào có đơn giản như vậy mấy người trò chuyện chỉ chốc lát dương trần cũng không quấy dày mọi người tu luyện vừa mới chuẩn bị rời đi phát hiện tân vòng cũng hướng tu luyện thất đi nhịn không được nói tân lão sư ngài không đi tân vòng kinh ngạc nói ta tu luyện a à. một bên thẩm thông biến sắc lại biến bỗng nhiên nói tân đường chủ người nếu không vẫn là chớ vào chúng ta tiêu hao mười kho người chỉ sợ mười kho cũng không chỉ chính ngươi không phải có thể ngưng tụ thiên địa chi lực sao tân vòng sắc mặt một đổ lão tử không thể có được hay không linh hồn chi lực ngoại phóng cũng còn kém chút đến đó ngưng tụ đi, chính là bởi vì không thể, hắn mới đến cọ tu luyện, nhưng lúc này, cũng không tiện nói lời này, hắn không thành thượng vị thần vương cảnh. Mấy vị trung vị thần vương đâu biết, những người khác lại là không biết. Hiện tại, cũng không tốt đổi giọng, tân vòng vội ho một tiếng, hàm hồ nói. Ta chính là sợ thiên địa chi lực quá nồng nặc, các ngươi không chịu đựng nổi. Giúp các ngươi chia sẻ một chút áp lực. Đám, người nhao nhao nhìn chằm chằm hắn người thật có ý tốt nói lời này tân vòng bất đắc dĩ được rồi không cọ liền không cọ lão tử tự mình tu luyện được rồi từ tu luyện thất đi tới dương trần một đường nhìn lại nhìn thấy không ít học viên đang theo thần tinh thất đi cảm khái nói chiều khí phồn thịnh bây giờ đông ương đạo cung càng ngày càng tốt nào giống lúc trước ta nhập đạo cung thời điểm đừng nói thần tinh thất một viên hoàng cấp chân nguyên đều muốn tỉnh lấy ăn ngươi là tại cho mình khoe thành tích, sao có thể a à? Dương. Trần cười nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật nha, đúng. Quan cung chủ bán số định mức sự tình làm thế nào rồi? Tân vòng có chút ngưng lông mày nói, có chút độ khó, đánh như thế đều tỏ thái độ. Những cái này số định mức, năm đó là miễn phí tặng cho Đông ương đạo cung. Đông ương đạo cung nếu là nghĩ bán, cũng được, 50 vạn ức thu sạch trở về. Dương Trần sắc mặt lạnh lẽo, khẽ nói, nghĩ cũng thật hay. Tần Vòng cũng gật đầu, lại nói, không vội. Trước chờ lưu lão cùng lão ngô dưỡng thương dưỡng tốt lại nói, đến lúc đó. Thật có lý đại khái cũng nhanh đột phá. Đến lúc đó, mở tiệc chiêu đãi cửu châu, đàn trận liên minh các đầu lĩnh tự nhiên sẽ đến. Lại nhiều mời một chút đông ương đạo cung tốt nghiệp trung vị thần vương. Không cần làm quá cương, phơi bày một ít thực lực nếu quả thật có lý cũng đột phá tăng thêm hắn cái này gà mờ đó chính là năm vị trung vị thần vương lại mời cái bảy tám vị đông ương đạo cung tốt nghiệp chung vị thần vương đó chính là hơn mười vị những người này đều đứng tại đông ương đạo cung bên này đàn trận liên minh cũng phải suy xét đến cùng muốn hay không kiên trì hiện tại quan vô cực cũng chỉ là đang thử thăm dò tất cả mọi người đang chờ dương trần không có nói thêm nữa mấy cái nguyệt kiên nhẫn hắn vẫn phải có vậy thì chờ một chút tốt đột nhiên dương trần nghĩ đến nửa bước bất hủ thần thể tu luyện bí pháp sự tình lập tức lửa nóng trông mong nhìn qua tân vòng tân vòng cũng không nói chuyện trực tiếp đem dương trần đưa đến hạch tâm tây khu đạo trường vào nhà về sau tân vòng cẩn thận nói ra ta cái này bất hủ thần thể tu luyện bí pháp kỳ thật chính là mù mân mê đem huyết nhục kinh mạch đều tiến hành bất hủ thần thể hóa Năm đó ta linh hồn chi lực bị thương, tu luyện tới hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong sau. Gần như không có chuyện khác có thể làm, có thời gian đi suy nghĩ cái này. Nói, tân vòng cầm một đống quyển gia thú ra tới. Hắn căn bản không có tiến hành hệ thống tính chỉnh lý. Làm một phần bí tịch ra tới, chính là đem mình một chút phương thức tu luyện tâm đắc. Quá trình cho ghi xuống, chẳng qua bảo tồn coi như hoàn chỉnh. Chào hỏi Dương Trần ngồi xuống, Tân Vòng giải thích nói, lúc tu luyện, ta huyết nhục cùng kinh mạch đã tái tạo qua, tái tạo về sau kinh mạch huyết nhục. Cường độ đều sẽ so ngươi bây giờ cao hơn. Kia mấy năm, nói như thế nào đây, xem như cam chịu đi. Có đôi khi cảm thấy đặc biệt không cam tâm, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lại đem mình huyết nhục kinh mạch chấn vỡ mấy lần. Dương Trần không nói gì thêm, Tân Vòng làm như vậy chỉ sợ thật có vò đã mẻ không sợ rơi tâm tư, bình thường hạ vị thần vương cảnh võ giả. Tại hoàn thành tái tạo về sau, không ai sẽ nhàn dỗi lại đem mình huyết nhục kinh mạch chấn vỡ. Bệnh tâm thần không sai biệt lắm. Chấn vỡ về sau, ta lại lần nữa rèn luyện. Dù sao cũng không trông cậy vào thăng cấp trung vị thần vương. Không cần uẩn dưỡng linh hồn chi lực. Qua mấy lần, ngươi đoán làm sao rồi? Dương Trần cười nói, còn có thể thế nào? phá rồi lại lập càng ngày càng cứng cỏi thành tựu nửa bước bất hủ thần thể tân vòng lắc đầu thổn thức nói làm sao có thể chứ người thật đúng là coi là phá rồi lại lập là thật vỡ vụn về sau ta phát hiện kinh mạch của ta cùng huyết nhục đều rất yếu đuối thế là ta phát hiện con đường này chính là tự tìm đường chết dương trần sắc mặt cứng đờ người đùa ta đây tân vòng vừa nói vừa vui sướng hài lòng nói sau đó Ta vì đem thân xác rèn luyện cùng trước đó cường độ đồng dạng, liền nghĩ làm ít đồ bồi bổ. Bồ. Đi ngoại vực giết không ít yêu thú, nuốt huyết nhục của bọn hắn. Khoan hãy nói, ăn nhiều, ta phát hiện một cái đặc điểm. Ngoại vực thịt của yêu thú thân cường độ mạnh hơn chúng ta. Dương Trần bất lực nói nhảm, cái này ai cũng biết. Nhưng ngoại vực yêu thú dựa vào cái gì mạnh hơn chúng ta? Phải biết, tất cả mọi người là tu sĩ, chúng ta cũng đang không ngừng tôi thể đây là không có đạo lý ta liền nghĩ a à, nghĩ a à. thuận tiện lại làm thịt một chút yêu thú nghiên cứu lúc này mới phát hiện khác biệt ta phát hiện thủ hộ yêu thú là không có kinh mạch tân vòng ánh mắt lấp lóe nói không không phải không kinh mạch mà là kinh mạch cùng huyết nhục đã triệt để dung hợp ngươi biết ta ý tứ sao dung hợp đúng chính là huyết nhục biến thành kinh mạch bọn hắn chân nguyên dòng năng lượng động nhưng thật ra là không đi kinh mạch mà là chân chính thông qua mỗi một hạt huyết nhục đến vận chuyển. Ta suy nghĩ, dạng này có hay không có thể để thân xác đạt được tốt hơn rèn luyện. Thế là cắn răng một cái, dứt khoát đem kinh mạch của mình cũng cho căng đứt. Dương Trần trợn mắt hốc mồm, tân vòng đây là sự thực không muốn sống a. À? lại sự tình này cũng dám làm. Chương 1009, Cự Linh giới vực. Tân vòng lần nữa thổn thức nói, kinh mạch vừa bị ta căng đứt đoạn thời gian kia kia là sống không bằng chết thực lực sụt giảm. Kỳ thật khi đó vẫn là có thể một lần nữa tố mạch chẳng qua ta không có. Vẫn kiên trì dựa vào huyết nhục đến vận chuyển chân nguyên. Thật đúng là đừng nói, cứ như vậy đi qua một hai năm, người đoán làm gì? Người lại tái tạo kinh mạch rồi, Dương. Trần vừa mới bị tính kế một chút, hiện tại bắt đầu phản lấy trả lời. Tân vòng khinh bỉ nói, làm sao có thể, sau đó ta phát hiện, ta toàn thân tất cả huyết nhục thật bị rèn luyện càng cường đại mở ra bất hủ thần thể hóa trình tự lại sau đó dù sao cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thành nửa bước bất hủ thần thể ta trước đó sở dĩ không nói cho ngươi chính là cảm thấy không có tác dụng quá lớn đối ngươi mà nói quá chậm trễ thời gian mà lại ta cũng không biết đến cùng áp dụng không thích ứng những người khác thật muốn đem người dày vò chết rồi vậy liền phiền phức tân vòng giải thích một câu lại nói tiếp chẳng qua ngươi giày vò chết ngươi xác suất không lớn thật muốn muốn nếm thử cũng có thể thử một chút tân vòng đây là liên tục suy xét mới dám nói cho dương trần nếu như dương trần không cách nào ngưng liền thiên địa chi lực không cách nào ngưng sinh bất hủ lực lượng đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra phải biết dương trần nếu như xảy ra vấn đề hắn muốn chết cũng không tìm tới địa phương nghe hắn nói như vậy dương trần ngược lại là có chút do dự vỡ nát kinh mạch của mình sau đó dựa vào huyết nhục vận chuyển năng lượng trong ngắn hạn mình thực lực khẳng định sẽ sụt giảm dương trần trầm ngâm chốc lát nói ta cảm thấy không căng đứt kinh mạch kỳ thật cũng được dùng nhiều điểm khí huyết cùng năng lượng lần lượt chiều sâu rèn luyện xuống dưới rèn luyện đến huyết nhục cường độ cùng độ bền bỉ đều đạt tới mức cực hạn có phải là cũng có thể thân xác bất hủ hóa tân vòng suy nghĩ một chút nói kỳ thật có người như thế thử qua nhưng hiệu quả không phải quá tốt chủ yếu vẫn là rèn luyện quá hao phí thời gian chân nguyên lực lượng chủ yếu vẫn là tụ tập ở trong kinh mạch nghĩ rèn luyện huyết nhục của chúng ta độ khó kia cao hơn nghĩ rèn luyện đến mức cực hạn kia tiêu hao chân nguyên lực lượng liền khủng bố đến cực hạn ta bởi vì không có kinh mạch chân nguyên tràn lan trực tiếp chảy qua huyết nhục lúc này mới làm được nhỏ xíu rèn luyện chúng ta không giống ngài cũng đừng bắt ta cùng những người khác so sánh dương trần một mặt tự tin cũng không nói nhảm cầm lấy những cái kia quyển ra thú nhân tiện nói ta trở về nhìn xem quay đầu thử nhìn một chút thật muốn thành ta thượng vị thần linh cảnh thân xác cường độ liền so hạ vị thần vương cảnh càng mạnh đến lúc đó hạ vị thần vương cảnh cũng mặc ta chém giết tùy ngươi, dù sao đừng chậm trễ tự mình tu luyện là được, nói. Xong, tân vòng vừa cẩn thận giới thiệu một chút phương thức tu luyện cùng quá trình, võ đạo tu. Luyện, đại mạch lạc là giống nhau, nhưng cụ thể tu luyện như thế nào, võ giả đều có mình ý nghĩ. Tỉ như thần thông phương diện, người thời nay sáng tạo rất nhiều thần thông. Có hạ vị thần linh cảnh liền bắt đầu sáng tạo phù hợp vũ kỹ của mình thần. Thông, dương trần từ hạch tâm tây khu đi ra sắc trời đã tối mà liền tại hắn vừa ra hạch tâm tây khu chuẩn bị trở về túc xá thời điểm bỗng nhiên cảm nhận được vài luồng mãnh liệt năng lượng chấn động dương trần nghiêng đầu nhìn thoáng qua phát hiện đông ương phù đảo trên không có mấy đạo mãnh liệt năng lượng nguyên lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh biến mất ở phương xa thượng vị thần vương cảnh vẫn là đỉnh phong thần vương dương trần có chút nhíu mày đây là đông ương phù đảo ngồi bên này chấn cường giả sao hiện tại vội vàng rời đi chẳng lẽ nơi nào xảy ra chuyện rồi đông ương phù đảo cường giả rời đi dương trần mặc dù nhìn thấy nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra hắn không biết những cường giả này làm cái gì cũng sẽ không đến hướng dương trần báo cáo thẳng đến vài ngày sau dương trần mới từ tân vòng bên này đạt được tin tức cùng cửu châu liền nhau trong đó một cái giới vực cự linh giới vực phát sinh động đất cự linh giới vực cùng cửu châu chỗ cổ vẫn giới vực so sánh vậy liền yếu rất nhiều rất nhiều mặc dù cự linh giới vực cự linh người cá thể thực lực không yếu nhưng cơ số quá ít nghe nói lần này địa chấn tử thương vô số tân vòng sắc mặt nặng nề trầm giọng nói phiền phức đến cùng chuyện gì xảy ra dương trần cao mày nói ngoại vực thông đạo bị công phá rồi Tân Vòng lắc đầu nói, nếu thực như thế, cái kia cũng không tính là gì, những năm gần đây. Không phải là không có ngoại vực thông đạo bị công phá. Nói, Tân Vòng âm trầm nói, cự linh giới vực vốn là không có ngoại vực cửa vào. Nhưng lại tại vài ngày trước, bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa vào, bỗng nhiên. Người hiểu ý của ta không? Dương Trần ánh mắt biến, người nói là, hoàn toàn không có dự liệu loại kia. Trước đó cũng không thể lượng tràn lan, Tân. Vòng hít sâu một hơi, gật đầu nói, đúng, chính là như thế. Lúc ấy cái lối đi kia gần như trong nháy mắt mở ra. Khoảng cách gần mấy vị đỉnh phong thần vương cự linh người đại lão cảm ứng được. Lập tức chạy tới, nhưng đối diện đã có ngoại vực dị tộc cường giả từ thông đạo xông ra. Đôi bên bộc phát đại chiến. Lúc ấy tình huống nguy cấp Cửu Châu cũng thu được tin tức. Lượng lớn cường giả tiến đến chi viện mặc dù như thế, vẫn như trước tạo thành mãnh liệt phá hư. Cơ số vốn cũng không nhiều cự linh người tử thương thảm trọng. Lần này địa chấn, chẳng những có ngoại vực thông đạo bị xung kích nguyên nhân. Còn có đại chiến nguyên nhân, một trận bị đối phương vọt ra. Đại chiến kém chút đánh chìm cự linh giới vực. Cuối cùng, mặc dù đem đối phương đuổi trở về, cự linh nhân tộc mấy vị đỉnh phong thần vương cường giả cũng đảo loạn thông đạo để năng lượng hỗn loạn trong ngắn hạn ở vào phong bế trạng thái nhưng mấu chốt không ở chỗ cái này mà là tân vòng lần nữa hấp khí mà là thông đạo bỗng nhiên mở ra gần như không có ấp ủ thời gian ý vị này có lẽ nương theo lấy thông đạo quá nhiều ngoại vực cùng chúng ta thiên su thế giới bình chướng biến lại càng dễ quán thông một khi như thế có lẽ tiếp xuống chúng ta sẽ đối mặt ngoại vực càng nhiều khu Hiện tại, ngoại vực chưa hẳn tất cả khu đều có thông đạo. Nhưng càng ngày càng nhiều thông đạo xuất hiện. Liền mang ý nghĩa thiên su thế giới gặp phải ngoại vực càng nhiều khu dị tộc tu sĩ xung kích. Dương Trần nhịn không được nói, dựa theo một cái khu ít nhất 20 vị đỉnh phong thần vương đề. Tính, chẳng phải là nói. Ngoại vực trừ nội vực. Còn có hàng ngàn hàng vạn đỉnh phong thần vương. Đây cũng quá khủng bố. Tân Vòng lắc đầu nói, kia không đến mức, không có nhiều như vậy ngoại vực có khu kỳ thật rất nhỏ không phải mỗi cái khu đều cùng đông cửu hoàn bên này đồng dạng có khu chỉ có ba năm tòa thành mà lại thủ hộ cây cùng thủ hộ yêu thú có thành nhưng thật ra là không có chẳng qua tính được toàn bộ ngoại vực tất cả khu chung vào một chỗ năm trăm đỉnh phong thần vương là có vậy cái này không phải liền là đỉnh phong thần vương nhiều như chó sao chúng ta cửu châu đến cùng có bao nhiêu đỉnh phong thần vương còn có cái khác giới vực lại là cái gì tình huống bọn hắn cùng chúng ta đồng dạng cũng đều đang ra sức chống lại dị tộc sao những tin tình báo này đừng nói là dương trần liền tân vòng đều không rõ ràng lắm chỉ sợ chỉ có cửu châu cao tầng hoặc là cổ vẫn giới vực thần giới đại lão mới rõ ràng tân vòng suy nghĩ một chút nói những cái kia thật không rõ ràng có điều chúng ta cửu châu bên ngoài đã biết đến thông đạo là 31 cái, hẳn là sẽ càng nhiều hơn một chút. Ta đoán hơn 40 cái hẳn là có. Nhưng, có chút thông đạo rất bí ẩn, liên thông ra ngoài vực. Ngoại vực dị tộc cũng không biết, chân chính có uy hát iota vẫn là chín đại thông đạo. Đối ứng ngoại vực chín cái lớn khu tỉ như chúng ta đông châu đối mặt đông cửu hoan. Thục châu đối mặt đông lục hoan. Trường 1010, Đông Lục Hoàn ra biến cố. Nói cách khác, hiện tại chúng ta cùng ngoại vực thực lực căn bản không ở cùng một cấp bậc. Dương Trần trên mặt cười khổ. Trước đó lạnh cách một mạch một mực không có ra tay. Một bộ phận xây phù hộ một mạch thành chỉ cũng không có ra tay. Bao quát thủ hộ cây cùng thủ hộ yêu thú cũng rất ít xuất hiện. Đối địch cơ bản đều chỉ có một cái thành mà thôi. Trên thực tế, trước đó ngoại vực một cái khu chúng ta bình quân đại khái có thể có hai vị đỉnh phong thần vương chấn thủ. Đương nhiên, thường ngày là một người. Mỗi cái ngoại vực đều có một vị đỉnh phong thần vương cường giả thường trú. Cái khác đỉnh phong thần vương đều có các nhiệm vụ. Đỉnh phong thần vương đại chiến thời điểm, kỳ thật không nhiều. Dương Trần miệng bên trong phát khổ, hóa ra ngoại vực căn bản liền không chút động đậy. Cửu châu nhân tộc liền không đáng kể, nếu như ngoại vực chân chính động tác cửu châu chẳng phải là khó đảm bảo rồi tân vòng lại nói nhưng tình huống bây giờ biến ngoại vực liên thông cửu châu thông đạo mở ra tốc độ càng lúc càng nhanh sẽ sẽ không xuất hiện thiên su thế giới cùng ngoại vực chính thức dung hợp tình huống nói đến đây tân vòng sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm thấp giọng nói nếu là toàn diện dung hợp vậy liền thật phiền phức đôi bên lại không giới hạn thật muốn đôi bên toàn diện khai chiến chúng ta kỳ thật còn tốt nhưng những người bình thường kia tộc đâu lượng lớn cường giả giao chiến có lẽ thực sẽ đem cửu châu đánh đắm chìm các cường giả đến chung vị thần vương cảnh sinh tồn lực cường đại đến cực hạn cho dù là đến vô tận hư không cũng không phải không có cách nào sinh tồn chẳng qua rất khó chính là nhưng những người khác đâu nhân loại diệt tiệt tai nạn có lẽ thật muốn đến dương trần sắc mặt nặng nề thật đến lúc đó chính hắn có lẽ có thể sinh tồn nhưng lửa cửa núi công tôn lão đầu. Còn có thiên bá quang bọn hắn đâu, còn có không biết tại cái gì phụ mẫu người nhà đâu. Tần vòng cũng mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Bây giờ chúng ta cổ vẫn giới vực cùng liền nhau cái khác mấy cái lớn giới vực. Đã bắt đầu liên hợp thương lượng ứng đối biện pháp. Tân vòng nói một hồi, lại hít sâu một hơi nói, mà lại. Gần đây thượng tầng có tiếng gió truyền ra, chuẩn bị tập hợp lực lượng diệt đi ngoại vực một hai cái khu. Dương Trần biến sắc cả kinh nói, kia muốn chết bao nhiêu trung vị thần vương. Liền không sợ ngoại vực dị tộc cường giả toàn bộ xuất kích sao, bây. Giờ ngoại vực dưới tình huống bình thường, mỗi cái khu vẫn là chỉ có một thành khai chiến. Cần phải diệt đối phương, đây tuyệt đối là toàn bộ ngoại vực tất cả khu, tất cả thành trí. Tất cả dị tộc cường giả toàn bộ ra tay. Tử thương sẽ vô cùng thảm trọng, một khi tử thương qua lớn. Làm sao thủ, chẳng lẽ Cửu Châu muốn từ bỏ một bộ phận ngoại vực sao? Chớ nói chi là nội vực cường giả có thể hay không giết ra đến. Chỉ là phong thanh, có ít người nhịn không được. Tân vòng bật hơi nói, áp lực càng lúc càng lớn, lớn đến. Một bộ phận người không cam tâm tiếp tục phòng thủ, tiếp tục chờ đợi, liều mạng một lần. Thử nhìn một chút phải chăng có chuyển cơ. Người cũng biết, ngoại vực vương thành dưới đáy có thần tinh khoáng mạch diệt đi một cái vương thành liền có lượng lớn thu hoạch nếu như diệt đi ngoại vực một cái khu có thể thu hoạch vô số thần tinh khoáng mạch có thể bồi dưỡng lượng lớn cường giả ra tới những người này ý tứ có lẽ là muốn đi tinh anh lộ tuyến tân vòng sắc mặt càng thêm khó coi cái gọi là tinh anh lộ tuyến chính là từ bỏ một bộ phận lớn không có hy vọng võ giả để những võ giả này sung phong phía trước dùng tính mạng của bọn hắn đổi lấy lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng có hy vọng cường giả cái này so nuôi cổ đều muốn tàn nhẫn dạng này phương châm thật muốn xác định được cũng không biết muốn chết bao nhiêu võ giả bao quát một nhóm lớn trung vị thần vương tuổi già trung vị thần vương bọn hắn những người này nếu như tại trung vị thần vương cảnh nhiều năm không có tiến bộ có lẽ cũng sẽ bị xem như vật hy sinh không là nhất định có một nhóm trung vị thần vương sẽ trở thành vật hy sinh bởi vì không có trung vị thần vương ra tay không hạ được ngoại vực diệt không được vương thành tỉ như đông ương đạo cung lưu phá lỗ một cái tại trung vị thần vương cảnh dừng lại nhiều năm lão trung vị thần vương một khi bộc phát đại chiến lưu phá lỗ chắc là phải bị chiêu mộ dương trần trầm mặc lại hắn lại thế nào nghĩ nói thế nào cũng vô pháp thay đổi cao tầng quyết định bất quá bây giờ tạm thời còn chưa tới tình trạng kia thật muốn đến tình trạng kia dương trần không biết đến cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào đám kia chú nhất định phải chờ thành vật hy sinh võ giả sẽ nguyện ý sao có lẽ sẽ nhiều năm huyết chiến để rất nhiều võ giả đều chuẩn bị kỹ càng xuất thần đạo cung những cường giả kia bao quát võ đạo liên minh cường giả cũng đều một mực bị quán thâu vì nhân loại mà chiến lý niệm giờ này ngày này xem ra nói câu khó nghe có lẽ chính là vì hiện tại làm chuẩn bị có thể để một chút người cam lòng chịu chết thần giới hạ phát tài nguyên phụ cấp đạo cung phụ cấp võ đạo liên minh bồi dưỡng cường giả đều không phải không có chút nào mục đích bây giờ đến cần làm sinh tồn mà chiến thời điểm những cái này chịu đủ hun đúc võ giả sẽ đứng ra sao dương trần tin tưởng chỉ sợ sẽ có rất lớn một nhóm người sẽ đứng ra giống như đông ương đạo cung lão cung chủ thuộc châu Ninh Xuyên, mang châu đạo cung đằng cung chủ. Những người này, đến cần thời điểm, đều sẽ đứng ra, dù là chiến tử tha hương. Nói xong lời cuối cùng, tân vòng bỗng nhiên nói, còn có một việc. Đông Lục Hoàn muốn ra biến cố, nghe nói là nội vực có dị tộc cường giả đi vào Đông Lục Hoàn. Giao trách nhiệm không ít thành trì liên hợp, có vẻ như muốn cùng chúng ta tại Đông Lục Hoàn. Triển khai một lần đánh hội chiến đại chiến như vậy một khi mở ra sẽ rất khốc liệt a à, dương trần mắt trợn tròn đông lục hoàn lại ra biến cố xem ra phải làm cho tả đường chủ bọn hắn đem người mang về trước đó dương trần vẫn không cảm giác được phải có cái gì áp lực quá lớn đương nhiên áp lực vẫn phải có nhưng hắn cảm thấy thời gian vẫn là sung túc mà bây giờ dương trần lại là cảm thấy thời gian thật nhiều khẩn trương ta mới lên vị thần linh cảnh mà thôi dương trần tự lẩm bẩm thực lực như vậy chỉ là pháo hôi mà thôi không pháo hôi cũng không tính so sánh ngoại vực thực lực hắn cái này thượng vị thần linh cảnh thật không có tác dụng quá lớn hắn cũng không tính là pháo hôi kia đông ương đạo cung học viên khác đâu đều là sâu kiến phải mau chóng tăng lên tới chung vị thần vương cảnh không có lẽ phải đỉnh phong thần vương mới đủ dương Trần nói thầm một câu, một bên Tân vòng khóe mắt có chút co rúm. Nói đỉnh phong thần vương giống như ăn cơm uống nước liền có thể đạt tới giống như. Dương Trần cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, lại nói, năm trước ta không định hạ ngoại vực. Năm sau ta muốn đi một chuyến Đông Cửu Hoàn, lão sư. Đến lúc đó ngài theo giúp ta cùng một chỗ như thế nào? Làm tiếp ứng là được, chạy. Thời điểm kêu lên Tân vòng, có thể chạy càng nhanh tân vòng sắc mặt có chút cứng đờ cái này cũng bắt đầu kêu lên mình thật muốn làm lớn sự tình không nói gì tân vòng nhẹ gật đầu đến lúc đó rồi nói sau dương trần cũng không nói thêm hắn một thượng vị thần linh cảnh tại đông ương đạo cung còn có chút địa vị ném đến cửu châu cao tầng ai sẽ cho hắn một thượng vị thần linh cảnh mặt mũi dự thính cơ hội đều không có chớ nói chi là nhân tộc chân chính quyết sách tầng lớp ở tại thần giới thần giới đại lão vô luận làm ra cái gì quyết định hắn đều bất lực mà hắn duy nhất phải làm chính là vào lúc này đợi mình có tự vệ lực lượng mà lại cũng có thể bảo hộ người nhà bằng hữu nhoáng một cái nửa tháng trôi qua mà tâm cảm giác bức thiết dương trần cũng tấn thăng đến thượng vị thần linh cảnh trung đoạn